Sư huynh a, sư huynh tập 49, thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ở một góc khác, chuyện này có nhiều đắc tội. Triệu Công Minh vái chào đối với hóa thân sợ hãi trước mặt, tháo mặt nạ xuống, bồi tội cười hai tiếng. Hóa thân sợ hãi đã bị ánh vàng trói buộc, vào giờ phút này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, làm ra mặt quỷ dữ dằn đối với Triệu Công Minh, dường như là đáp lễ đối với hơn 10 lần bị dọa vừa rồi. Ở một góc khác, hóa thân tức giận đồng dạng bị ánh vàng trói buộc, mắng đối với Thái Ất chân nhân phía dưới, ngươi chờ đó cho ta, đồ khốn, về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Thái Ất chân nhân sưng mặt sưng mũi cười tà mị một tiếng, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải suy sụp. Tại phương hướng chính vị tiên nhân bước vào tiểu thiên địa này, Ngọc đỉnh chân nhân thu hồi ngọc đỉnh của chính mình, đứng dậy cúi người vái chào đối với hóa thân ham muốn, thấp giọng nói, đắc tội. Phi. Lúc hóa thân ham muốn bị ánh vàng cuốn đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói những lời như quái vật, đều là quái vật gì đó. Mà tiếp theo, tiên thức của mấy vị tiên nhân, di chuyển đến nơi hóa thân cuối cùng. Đạo đạo ánh vàng rơi xuống, giống như xiềng xích, ôn nhu đỡ thiếu nữ đau khổ ngồi dưới đất lên. Ai, tiểu khổ thấp giọng khẽ than, đưa tay xoa xoa nước mắt vẫn luôn chưa từng đứt đoạn trên khóe mắt, nhìn Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu tiên tử đứng trước mặt, thấp giọng nói, nhìn đi, ta không thể đi xa như vậy, hư giả vẫn là hư giả, sai liền sẽ bị sửa đổi, ta chính là kẻ bị sửa đổi kia. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần áp ý cười ấm, chậm rãi lắc đầu. Tiểu khổ thì thầm, thân thể chậm rãi bị kéo, mặc dù biết các ngươi không phải là vì ta, nhưng mấy ngày nay, đa tạ các ngươi. Ta nói có một chút hơi nhiều, hơn nữa đều là nói nhảm vô dụng. Ta vì sao lại bi thảm như vậy, ban đầu liền biết là loại vận mệnh này, bởi vì các ngươi lại sinh ra niệm tưởng không nên có, nhưng cuối cùng vẫn là muốn như vậy, biết rõ là như thế này, ta biết rõ. Vân Tiêu nhẹ nhàng cắn môi, quay người đi. Lý Trường Thọ bình tĩnh nhìn chăm chú vào tiểu khổ, chậm rãi thở hắt ra, cười nói, đúng rồi, ngươi có danh tự không? Ta chỉ là một đoạn thất tình lục dục của hậu thổ biến thành, là một phần niệm tưởng của nàng. Về sau vẫn gọi ngươi là tiểu khổ đi. Lý Trường Thọ đột nhiên cất cao giọng nói, bần đạo danh hào Trường Canh, đệ tử nhân giáo, thủy thần thiên đình, có thể quen biết cùng với ngươi, trở thành đạo hữu, cùng nhau hành động vào ngày hôm nay, tương trợ đại đức hậu thổ, vô cùng may mắn. Ta, tiểu khổ đã bị kéo đến giữa không trung không ngừng dùng mu bàn tay lau nước mắt, trong miệng dần dần nghẹn ngào, lại không ngừng hô hào, ta là hậu thổ, ta là đau khổ mà chúng sinh giao phó cho hậu thổ, ta gọi là hậu thổ tiểu khổ, có thể quen biết cùng ngươi, trở thành đạo hữu, ta. Ánh vàng nở. Thân ảnh của nàng cùng với 6 cỗ hóa thân khác cùng nhau biến mất tại không trung. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, cúi đầu nhìn viên bảo châu đập xuống trước mặt kia, bên tai phảng phất như vang lên âm thanh kia, rất vui vẻ. Có phải hay không buồn đến choáng váng? Lý Trường Thọ cầm bảo châu lên, ta đã động tay chân ở trong này, bi thương của ngươi đã được ta làm tan biến vào trước khi đặt nó vào viên bảo châu này, cho nên viên bảo châu này luôn là vui vẻ. Một bàn tay mềm mại duỗi ra, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay hắn. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, không cần lo lắng, đạo tâm của ta vô cùng kiên cố. Vân Tiêu nhẹ giọng đáp ứng, nhưng cũng không buông cánh tay của Lý Trường Thọ ra. Trong không trung, ánh vàng chậm rãi tiêu tán. 7 viên bảo châu màu sắc khác nhau đang xoay quanh hậu thổ nương nương, từng tia lực lượng thất tình lục dục trở về bản thân của hậu thổ nương nương, triệt tiêu lẫn nhau ngay lập tức. Đột nhiên, hậu thổ mở hai mắt ra, quang mang trong mắt lấp lóe, 7 viên bảo châu quanh người kia đồng thời nổ nát vụn, 7 cỗ hóa thân vốn đã không có cách nào phản kháng, hiện ra hư ảnh một lần nữa. Đại pháp sư cao mày nói một câu, hậu thổ tiền bối, đừng có, không sao. Trong mắt hậu thổ lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào 7 cỗ hóa thân thất tình lục dục đã mất đi hơn phân nửa lực lượng trước mặt này, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười ôn nhu. Nàng gỡ cái vòng cỏ trên đầu kia xuống, nói khẽ, nỗi khổ của chúng sinh, ta có thể cõng phụ, ai oán của chúng sinh, ta có thể thừa nhận, mối hận của chúng sinh, ta có thể chịu đựng, đau khổ, thù hận, ham muốn, niềm vui, sợ hãi, tình yêu, tức giận của ta vì sao không thể bao dung? Huyền Đô Đại Pháp Sư dần dần giãn lông mày ra, cười nói, tiền bối tự quyết là được, bất quá lần sau nếu như lại không áp chế nổi, còn xin sớm nói cho chúng ta một tiếng. Đa tạ. Hậu thổ dịu dàng đáp ứng, trong mắt tràn đầy nhu tình, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đẩy vòng cỏ về phía trước. Hóa thân thất tình lục dục hóa thành đạo đạo lưu quang, tụ hợp vào vòng cỏ bay trở về trong lòng ngực của hậu thổ, được hậu thổ ôm ở trước ngực. Từ nay về sau phải ngoan. Chuyện này, hậu thổ nương nương, ngay cả hóa thân của thất tình lục dục khiến nàng đau khổ bấy lâu nay, cũng đều được trực tiếp bảo vệ. Người khác có thể không biết vòng cỏ quan trọng như thế nào đối với hậu thổ nương nương, nhưng trước đây Lý Trường Thọ trò chuyện cùng với hậu thổ nương nương, cầm vòng cỏ trên tay trong 3 ngày, biết nguồn gốc của nó. Thân thể của hậu thổ nương nương đã hóa thành lục đạo luân hồi bàn, vòng cỏ kia thật ra là chỗ hậu thổ ký thác nguyên thần, tương đương với thân thể thứ hai, giữ lại cho mình khả năng thoát ly lục đạo luân hồi bàn. Tình huống vừa nãy mặc dù thoạt nhìn đơn giản, nhưng hậu thổ nương nương chính là mượn niệm lực của chúng sinh,
làm cho nguyên thần bản thân nàng hoàn toàn dung hợp cùng với lục đạo luân hồi bàn, tặng vòng cỏ kia cho các nàng tiểu khổ. Hậu thổ nương nương là tổ vu ôn nhu nhất vu tộc chúng ta. Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười, có lẽ đây chính là đại đức hậu thổ. Nhưng kể từ đó, ta chẳng lẽ không phải vẽ rắn thêm chân rồi? Lý Trường Thọ thấp giọng lầm bầm, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vân Tiêu tiên tử che miệng cười khẽ, buông lỏng cánh tay của Lý Trường Thọ ra, không để lại dấu vết thối lui sang một bên, trong mắt tràn đầy ý cười. Lúc Lý Trường Thọ cáo biệt cùng với tiểu khổ trước đó, thật ra là do tâm cảnh của Vân Tiêu tiên xuất hiện một chút dao động, mới có lần chủ động an ủi vừa rồi. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không đâm thủng chuyện này, được an ủi liền được an ủi. Tu vi của hắn mặc dù còn kém xa Vân Tiêu tiên tử, nhưng nam nhân dù sao cũng nên phải có sự kiêu ngạo của nam nhân. Tiện thể nhắc đến, Vân Tiêu tiên tử cũng rất khả ái. Khục, nói lên lần chủ động cáo biệt vừa rồi, vào lúc tiểu khổ bị triệu hồi, Lý Trường Thọ nghĩ như thế nào, cũng đều cảm thấy tiểu khổ đã sắp biến mất, cho nên mới nói đoạn lời nói kia, xem như an ủi tiểu khổ. Cho dù đó chỉ là tình bạn tồn tại trong chốc lát, cũng có thể sưởi ấm tiểu khổ một chút. Nhưng hậu thổ nương nương lựa chọn xử lý như vậy, hóa thân thất tình lục dục tuy bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng được hậu thổ nương nương bảo vệ, như thể nàng nuôi nấng bảy cô em gái sinh đôi. Sự ấm áp mà Lý Trường Thọ đưa ra ngoài đã cứng rắn hình thành nhân quả. Chuyện này rất mệt mỏi. Tuy nhiên, đây luôn là một điều tốt, dù sao thì tiểu khổ và những hóa thân khác vẫn có thể sống sót, mặc dù lưu lại mối tai họa ngầm cho hậu thổ nương nương, nhưng cũng lưu lại một ít cơ duyên phương diện khác. Ví dụ như có người muốn nhằm vào địa phủ, một mình hậu thổ nương nương xuất chiến, vào thời khắc mấu chốt có thể gọi ra hóa thân thất tình lục dục. Đến lúc đó, tiểu khổ vừa ra sân, yêu ma đầy trời yên lặng rút đao tự vẫn. Hiệu ứng hình ảnh tương đối mãnh liệt, khiến cho Lý Trường Thọ ẩn ẩn còn có một chút chờ mong nhỏ. Hơn nữa, hậu thổ nương nương xử trí hóa thân thất tình lục dục như thế, đối với trong đáy lòng những người tham dự bọn hắn mà nói, ngược lại là giảm đi mấy phần gánh nặng. Lý Trường Thọ vái chào đối với không trung, mấy đạo lưu quang đã bay về hướng Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu nương nương. Chạy đến trước hết nhất lại là Thái Ất chân nhân. Y xông lại giữ chặt Lý Trường Thọ chính là trừng mắt một hồi, thấp giọng nói, phải làm sao mới ổn đây? Sư huynh, sao thế? Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ và đơn thuần. Còn thế nào? Máu ứ động trên khuôn mặt anh tuấn của Thái Ất chân nhân chưa tan, thấp giọng nói, không phải ngươi nói, buông tay tiến hành kích thích hóa thân tức giận, còn phải kéo dài không ngừng, vào thời điểm bần đạo bị đánh miệng cũng đều không ngừng nói. Hiện tại giữ lại cỗ hóa thân kia, sau đó vạn nhất đi ra ngoài gây sự, mượn dùng tu vi thần thông của đại đức hậu thổ, đánh vào bên trong càn nguyên động của bần đạo sẽ không xong. Lý Trường Thọ hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ cùng với bất an. Vội nói, Thái Ất sư huynh nói như vậy, quả nhiên là đã nhắc nhở ta, việc này là do ta suy nghĩ sai lầm. Làm sao để khắc phục? Thái Ất chân nhân khô khốc một hồi sốt ruột, nên làm như thế nào để khắc phục? Thái Ất sư huynh đừng vội. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, sư huynh cứ đi tới động xuất cung tại thiên đình tìm ta, hoặc là cho ta một khối ngọc phù truyền tin, ta lập tức tiến đến giải thích thay sư huynh. Cho dù là hóa thân đại đức hậu thổ, đó cũng là đại đức hậu thổ, sao lại không biết chuyện? Thái Ất chân nhân cẩn thận suy nghĩ, thở dài, có vẻ như địa phủ trong tương lai sẽ rất khó khăn. Thái Ất sư đệ yên tâm đi, ha 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 ha. Liền nghe vài tiếng cười khẽ, Quảng Thành tử cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân cùng nhau cưỡi mây mà tới. Vị đại sư huynh xiển giáo này lại cười nói, đại đức hậu thổ đã là không có chuyện gì, thất tình lục dục trở lại cân bằng, sau đó Trường Canh sư đệ tự nhiên sẽ giúp địa phủ giải quyết sự tình thất tình lục dục còn sót lại chuyển thế, đại đức hậu thổ đương nhiên sẽ không lại mất khống chế. Lý Trường Thọ nghe vậy cười nói, Quảng Thành tử sư huynh nói cực phải. Tất nhiên là phải tương trợ địa phủ giải quyết việc này, nhưng không phải một mình ta là liền có thể làm được, vẫn là cần trên dưới đạo môn cố gắng. Quảng Thành tử vừa muốn nói tiếp, liền nghe bên cạnh lại có tiếng nói truyền đến. Trường Canh à, đại pháp sư dạo bước đi tới, cao mày nói, chiêu cảm xúc hỗn độn này của ngươi, sư huynh thật sự lợi hại. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, khen, nguyên bản chúng ta chỉ muốn chế trụ hóa thân hận thù, không nghĩ tới sư huynh còn có diệu kế như vậy, làm suy yếu lòng hận thù của nàng, đây cũng là điều chúng ta không ngờ tới. Đại pháp sư lập tức cười đến hít cả mắt, bình tĩnh đứng ở phía sau Lý Trường Thọ, đưa tay chọc sau lưng Lý Trường Thọ một chút, hai người sư huynh đệ này cùng nhau cười ha ha vài tiếng. Nghệ thuật truyền thống của nhân giáo. Đợi ba vị đại đệ tử Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh mẫu chạy đến, chín tiên đạo môn đã là tề tự. Hậu thổ nương nương trên bầu trời chậm rãi bay tới, dừng lại ở ngoài trăm trượng, nhẹ nhàng thi lễ đối với chín tiên từng người hoàn lễ. Hậu thổ khẽ mở đôi môi, đạo đạo ánh vàng bao quanh người, mái tóc dài bồng bềnh phía sau, nhưng chiếc váy trắng mộc mạc trên người lại rất thánh khiết. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Đại pháp sư cười nói, tiền bối khách khí. Ta ở nơi này, đã sớm không có cách nào ra ngoài, cũng không có tạ lễ quá mức ra dáng có thể tặng cho các vị. Tay phải của hậu thổ nương nương nhẹ nhàng lay động, đầu ngón tay hơi tỏa sáng, một đoạn kinh văn lấp lánh ánh vàng ngưng tụ thành một quyển sách, được hậu thổ nương nương đưa tay đẩy tới.
Môn công pháp này chính là ta tập hợp bí pháp tu hành vu tộc cùng với thiên địa luân chuyển chi đạo tạo thành, vốn là cửu cửu quy nhất huyền công, chỉ tiếc là thiên đạo không cho phép huyền công tầng thứ 9 ngưng tụ thành, làm hỗn loạn cảm ngộ của ta. Cửu cửu quy nhất thiếu một tầng, bát cửu huyền công. Hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, nhưng vào giờ phút này cũng không biểu lộ ra cái gì. Phần huyền công này là cho đạo môn, lần này chính mình cũng tới làm việc, sau đó tự nhiên có thể nhận một bản sao chép mang trở về. Huyền Đô Đại Pháp Sư tiếp nhận quyển sách, cười nói, đa tạ tiền bối ban thưởng huyền công. Hậu thổ tiền bối kỳ thật không cần khách khí như thế, ngài tọa trấn nơi đây, bảo vệ lục đạo luân hồi, vô tận năm tháng đều là như thế. Tiền bối có việc gì, chúng ta đến đây tương trợ, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không dám lấy công lao. Tiền bối mới trải qua kiếp nạn, nguyên khí chưa hồi phục, chúng ta không dám quấy rầy nhiều, xin tiền bối an tâm tu dưỡng. Nếu có bất luận phân công gì, mời âm ti địa phủ, thông báo cho sư đệ nhà ta một tiếng là được, trường canh sư đệ ta hiệu mệnh tại thiên đình, cũng rất được lão sư yêu thích cùng với Ngọc Đế tín nhiệm. Đại Pháp Sư nói xong, chín tiên đạo môn cúi người vái chào một lần nữa. Hậu thổ cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười gật đầu, mở ra một cánh cổng giống như bức màn nước cho chín tiên, ở bên kia màn nước chính là bên ngoài lục đạo luân hồi bàn. Chín tiên cũng không ở lại lâu, sự tình đã thành công viên mãn, từng người quay người rời đi. Nhưng Lý Trường Thọ vừa muốn cất bước, hậu thổ nương nương mở miệng nói, Trường canh đạo hữu, có thể ở lại thêm một lát không? Lý Trường Thọ liếc nhìn Đại Pháp Sư nhà mình, lại nhìn Vân Tiêu Tiên Tử một chút. Đại Pháp Sư cười vỗ vỗ đầu vai của Lý Trường Thọ, Vân Tiêu Tiên Tử khẽ khom người, rời đi cùng với Kim Linh Thánh Mẫu. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Trong chốc lát, 8 vị cao thủ đạo môn rời khỏi thế giới này. Lý Trường Thọ nhìn tiểu thiên địa yên tĩnh tường hòa này, không biết làm sao, thoáng có một chút chột dạ. Hậu thổ đứng trên con dốc thoai thoải cách đó trăm trượng, khẽ khom người đối với Lý Trường Thọ, thở dài, đạo hữu đã thật sự làm được. May mắn không làm nhục mệnh. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, đột nhiên cảm nhận được lực lượng thiên đạo công đức nồng đậm ở bên ngoài màn nước. 8 vị cao thủ đạo môn đều nhận được số lượng lớn công đức. Lý Trường Thọ cười nói, hơn nữa đều là mấy người đại sư huynh tam giáo ra tay, ta chỉ là làm một ít sự tình truyền tin. Hậu thổ nương nương bấm ngón tay suy tính, chậm rãi nói, đạo hữu đừng có khiêm tốn, ân huệ địa phủ cùng với vu tộc chịu ngươi đã không rõ ràng. Sự tình diệt nhân kiếm kia, vẫn là nhờ có đạo hữu kịp thời phát giác ra, vu tộc mới tránh được tai họa diệt tộc. Ta vì 12 vu tổ vu tộc, đạo hữu xứng nhận thi lễ của ta. Trên sườn đồi đầy những bông hoa nhỏ màu trắng và ánh nắng rực rỡ ở khắp mọi nơi, hậu thổ nương nương chắp hai tay trước người, nhẹ nhàng thi lễ đối với Lý Trường Thọ. Làm như vậy không được. Lý Trường Thọ vội vàng nhảy sang một bên, sau đó vái chào hậu thổ nương nương, thở dài, nương nương đừng có làm ta tổn thọ. Chuyện ta làm, đều có động cơ mưu đồ chỗ tốt cho tự thân, trừ yêu càng là có mấy tầng suy tính, bảo hộ vu tộc cũng là vì để cho địa phủ có thể nhanh chóng gia nhập thiên đình, cũng không dám nhận lễ lớn của nương nương như vậy. Hậu thổ cười nói, lần này đạo hữu ra tay, thế nhưng có muốn lấy đi chỗ tốt ở nơi này? Không có không có. Lý Trường Thọ lắc đầu liên tục, có thể giúp đỡ nương nương, đã là sự tình sau này ta có thể nói khoác ở trước mặt đồng môn. Trước đây thật sự không có muốn nhiều, bất quá, khục. Ta kỳ thật vẫn luôn có một chút cảm thấy hứng thú đối với bí lục vu tộc, mời nương nương xem. Lý Trường Thọ dùng ngón tay vẽ nhẹ, tiện tay vẽ ra phù lục vu tộc dùng để che lấp thiên cơ. Hậu thổ ôn nhu nói, nếu thế, sau này ta sẽ chỉnh lý phù pháp vu tộc thành sách, lại nhờ bọn họ gửi cho ngươi. Đa tạ nương nương ban thưởng pháp. Lý Trường Thọ đã là vừa lòng thỏa ý, nhưng thấy hậu thổ nương nương dường như còn có hứng thú nói chuyện, cũng không tiện trực tiếp cáo từ. Hậu thổ lại hỏi, thật sự không muốn những chỗ tốt khác? Thật sự không cần. Hậu thổ lập tức tiếc nuối nói, vốn đang nghĩ lại cho ngươi một ít chân huyết bàn cổ, có thể tu huyền thể bảo pháp, có thể luyện chế vô thượng bảo đan. Nếu ngươi đã kiên quyết từ chối không nhận, vậy thì thôi. Lý Trường Thọ, mặt mũi và bảo vật, thứ nào quan trọng hơn? Đương nhiên là bảo vật, nhất là chân huyết bàn cổ, lại phối hợp với bát cửu huyền công nương nương vừa mới ban thưởng, quả thực chính là bật hách cho nhục thân của chính mình. Chính mình luyện thành bát cửu huyền công, lại dùng chân huyết bàn cổ cường hóa. Chẳng lẽ không phải một con át chủ bài bảo mệnh khác? Nhưng lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút suy nghĩ, có đôi khi có quá nhiều cơ duyên cũng không phải là chuyện tốt, bảo vật mặc dù dễ lấy, nhưng nhân quả khó bỏ đi, hơn nữa chính mình đi là nguyên thần đạo, nhục thân cường hoành đối với chính mình mà nói, cũng không phải là quan trọng như vậy. Vì lý do ổn thỏa, nếu sau này chính mình thật sự tu luyện, lại có thể luyện thành bát cửu huyền công, trở lại tìm nương nương cầu chân huyết bàn cổ cũng không muộn. Trong lòng xẹt qua những ý niệm này, Lý Trường Thọ cười nói, nương nương, nếu như ngài không có phân phó khác, ta xin cáo từ. Hậu thổ nương nương chớp mắt, nhẹ nhàng nói, trước đây ta chỉ nói đùa với ngươi, đó đều là những món quà cảm ơn ta muốn gửi cho ngươi, đợi ta lại làm một chút chuyện gì đó cho vu tộc. Lý Trường Thọ nói, kẻ không có lợi không dậy sớm như ta, như vậy sẽ càng có động lực hơn. Đạo hữu nói đùa, lại chờ một lát, còn có một người muốn gặp ngươi. Hậu thổ đưa hai tay về phía trước, một chiếc vòng cỏ từ từ ngưng tụ trong tiên quang,
được hậu thổ chậm rãi đội lên đầu. Bên trong vòng cỏ hiện lên quang mang 7 màu, các quang mang khác lại biến mất, chỉ còn màu trắng bạc lóng lánh. Nụ cười bên miệng hậu thổ nương nương dần dần thu liễm, thân hình và khuôn mặt mặc dù không thay đổi, lại cho người ta cảm giác như biến thành người khác vậy. Dốc núi dưới chân nàng, cỏ xanh bắt đầu ngã trái ngã phải, bông hoa nhỏ màu trắng chậm rãi tàn lụi, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang đến cảm giác hiu quạnh vô hạn. Ai? Hậu thổ nương nương yếu ớt thở dài, vừa mới rồi ngươi hẳn là an ủi ta, tóm lại là an ủi ta nói cho cùng dù sao cũng chỉ là một đoạn cảm xúc mất khống chế, vẫn là gánh nặng của chúng sinh đối với nương nương, vẫn là bi thương lớn nhất kia, nhưng nghe ngươi nói như vậy, ta cũng thực sự được an ủi, mặc dù bi thương vẫn lớn như vậy. Đạo hữu, Lý Trường Thọ lại cười nói, chờ ngươi có thể thu phóng tự nhiên lực lượng đau khổ thất tình lục dục, lại có thể có biện pháp ra bên ngoài đi lại, ta có thể dẫn ngươi đi dạo chơi bên trong thiên địa, giới thiệu cho ngươi nhiều bạn bè hơn, thấy thế nào? Thật chứ? Nàng tiến về phía trước nửa bước, hai mắt sáng lên ánh sáng trước kia chưa từng có, nhưng lại lập tức nhụt chí trong nháy mắt, ủ rũ cúi đầu nói một câu, hẳn là ngươi vẫn đang an ủi ta. Ta thế nhưng chính là thủy thần thiên đình, chính thần tam giai. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nếu như không cần thiết, bình thường ta sẽ không gạt người. Vậy thì, một lời đã định, để lại cho ngươi vật này làm kỷ niệm. Lý Trường Thọ lấy ra một viên bảo châu từ trong ngực, rót vào một đoạn tiếng cười vào bên trong, cúi người đặt trên mặt đất. Nói một tiếng nên trân trọng bản thân, Lý Trường Thọ lấy ra phất trần nhẹ nhàng đánh xuống, phảng phất như quét sạch bụi bặm nơi đây, quay người đi về hướng màn nước, đi ra khỏi lục đạo luân hồi bàn không trở ngại một chút nào. Hắn vừa nhảy ra ngoài, một vệt ánh vàng hạ xuống từ trên trời, trực tiếp nuốt hết thân hình của hắn. Trên trời rơi xuống, đại công đức. Lý Trường Thọ còn chưa kịp kiểm kê khoản công đức này, đại pháp sư, Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân, Thái Ất chân nhân ở một bên, đã là đồng thời tiến tới. Triệu Công Minh bất ngờ đánh hơi được điều gì đó, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Đại pháp sư cười nói, sư đệ, nương nương giữ ngươi lại, là muốn dạy bảo điều gì? Bởi vì sự tình diệt nhân kiếm cùng với vu tộc Bắc Châu, còn có thiên đình cùng với rất nhiều chuyện địa phủ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, hậu thổ nương nương nói cảm ơn ta vì những sự tình này mà thôi. Ánh mắt của mấy người lập tức tràn đầy thất vọng. Đa Bảo đạo nhân khoát tay nói, tản đi, chào hỏi cùng với Diêm Quân địa phủ, đi tìm một chỗ uống rượu. Triệu Công Minh cảm khái nói, chuyến này thu hoạch được không ít. Thái Ất chân nhân vuốt một bức tranh trong tay, cười nói, Định Hải Thần Châu có thể phun nước, mới là hiểu biết thật mở mang. 3. Triệu Công Minh híp mắt cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, 24 viên Định Hải Thần Châu xuất hiện ở quanh người Thái Ất chân nhân, thân hình Thái Ất chân nhân bị định tại chỗ trong nháy mắt. Là thế này phải không? Thái Ất sư đệ. Hư. 24 viên bảo châu đồng thời phun ra đạo đạo mũi tên nước, như là 24 quả đấm đập tới, đánh cho toàn thân Thái Ất chân nhân run rẩy. Quảng Thành Tử thấy thế lắc đầu một hồi, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Trường Thọ thấy cảnh này, trong đáy lòng vẫn không khỏi rơi vào suy tư, thấy Vân Tiêu Tiên Tử đứng đơn độc ở một bên, hai chân hắn cất bước, chủ động đi tới. Sau này, vẫn phải trao đổi sâu hơn với Thái Ất chân nhân. Trình độ nói móc mắc cấp của y, không thể thật sự trở thành dây dẫn nổ của đại chiến Tam Giáo đạo môn. Cách đó không xa, Đại Pháp Sư đang cùng với Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân đang thương nghị nên xử trí huyền công hậu thổ, nương nương ban tặng như thế nào, có thể nhìn ra, Tam Giáo đối với môn huyền công này, hứng thú cũng không lớn. Pháp môn đệ tử thánh nhân tu hành đều là xuất gia từ thánh nhân, hậu thổ nương nương về mặt tu vi còn kém thánh nhân một ít, nhưng mặt mũi của hậu thổ nương nương lại không thể không cấp. Cho nên, Đại Pháp Sư đề nghị, liền xem môn thần thông này như huyền công đạo môn hộ giáo, không dễ dàng truyền thụ cho đệ tử. Quảng Thành Tử cùng với Đa Bảo đạo nhân đương nhiên sẽ không có dị nghị gì. Bên trong lục đạo luân hồi bàn, màu bạc sáng ngời trên vòng cỏ trên đỉnh đầu của hậu thổ, nương nương đã dần dần biến mất, chỉ để lại một tiếng thở dài, ai, chờ mong cái gì, khẳng định là không ra được. Hiện tại cũng chỉ có thể xen lẫn vào 6 cỗ hóa khác, cùng nhau sinh hoạt, nói không chừng còn sẽ bị bắt nạt, nương nương khẳng định cũng không thích ta, 6 người khác đoán chừng rất nhanh sẽ lại chê ta sa sút tinh thần. Cái gì mà tình tỉ muội đồng căn đồng nguyên, hết thảy đều là hư giả như hoa trong gương, trăng trong nước. Bi thương thật lớn, Tiểu Quỳnh Phong đem đen gió lớn, hương thơm thoang thoảng trong rừng. Linh Nga vừa nhận được truyền tin của sư huynh nhà mình, phủ thêm một chiếc đạo bào liền vội vàng ra khỏi nhà tranh, cầm theo ngọc phù khai trận, một đường phóng tới đan phòng. Nhưng vừa tới trước đan phòng, Linh Nga liền nghe được từng tiếng nghẹn ngào. Trái tim của nàng hoảng hốt, nhảy ra từ trong rừng, rơi xuống trước cửa đan phòng đèn đuốc sáng trưng, thấy được sư huynh nhà mình đang nằm ngửa trên ghế bành, lệ rơi đầy mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa. Răng rắc. Phía sau Linh Nga phảng phất như xuất hiện một đạo sấm sét lóng lánh, thân thể lui về phía sau né tránh, kinh ngạc nhìn chằm chằm. Trời, sao bỗng nhiên lại sụp đổ? Sư huynh sao vậy? Linh Nga nghẹn ngào nói, trực tiếp quỳ gối trước ghế bành, tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn của Lý Trường Thọ, trong miệng hô hào, có chuyện gì nói với ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh là được. Là sư phụ sao? Sư phụ không cứu nổi sao?
sư huynh tu hành có chỗ nào sai lầm rồi? Nếu trường sinh đạo quả của huynh hủy, ta cũng sẽ bồi tiếp huynh cùng nhau đi đầu thai. Linh Nga, không có việc gì, Lý Trường Thọ run giọng trả lời, hầu kết trên dưới rung động, tản ra cảm giác bi thương nồng đậm. Linh Nga rủ mí mắt xuống, nước mắt rơi như ngọc vỡ, nàng đặt mu bàn tay của sư huynh ở bên cạnh gương mặt, thấp giọng nức nở, sư huynh đừng dọa ta, nếu hiện tại sư huynh liền không có, ta phải làm sao bây giờ? Ta hiện tại ngay cả thủ tiết vì huynh cũng không được tính, chỉ có thể thủ mộ cho huynh, ái. Sao sư huynh lại đánh ta? Nói lung tung gì thế? Lý Trường Thọ tức giận mắng, rút tay lại, lau lau nước mắt trên khóe mắt, lại thở một hơi thật dài, lẩm bẩm nói, hậu kình này, cũng thật sự quá lớn. Linh Nga che chán và nhếch khóe miệng, nhàn nhạt nhìn người sư huynh của mình, chán nản nói, đã bao năm rồi không nhìn thấy sư huynh khóc như vậy, người ta cảm thấy lo lắng. Vi huynh cũng không phải là khóc. Lý Trường Thọ thở dài, chỉ là đang phát tiết cảm xúc đọng lại trong đạo tâm mà thôi. Linh Nga không rõ ràng cho lắm. Lý Trường Thọ lắc đầu, nhìn chăm chú vào màn đêm âm trầm, tận lực để cho đạo tâm của chính mình bình phục lại bên trong bi thương. Hắn vừa về núi một canh giờ, chính là nam nhân ổn trọng rơi lệ, ở đây một canh giờ. Nửa ngày trước, lúc rời khỏi địa phủ, Lý Trường Thọ liền lấy lý do muốn đi đến Hải Thần Giáo cùng với Thiên Đình, xử lý sự tình kế tiếp, uyển chuyển cự tuyệt lời mời ăn tối của Triệu đại gia. Huyền Hoàng Tháp bị Đại Pháp Sư cố ý thu về, Đại Pháp Sư còn cố ý điểm danh, mời Vân Tiêu Tiên Tử đưa bản thể Lý Trường Thọ về Sơn Môn, hoàn toàn là sư huynh tốt như trước đây. Lý Trường Thọ hiếm khi mạnh mẽ một lần, chủ động đưa Vân Tiêu Tiên Tử về Tam Tiên Đảo, cũng uống chén trà ở trên Tam Tiên Đảo, nói chuyện phiếm vài câu, mới một mình lên đường trở về. Trên đường trở về, vì thiếu sự bảo vệ của Tháp Đại gia, Lý Trường Thọ tóm lại là không khỏi có một chút thiếu hụt cảm giác an toàn. Con đường vốn dĩ hơn nửa canh giờ liền có thể độn trở về, chính là lượn quanh gần phân nửa Trung Thần Châu. Đợi trở lại Tiểu Quỳnh Phong, lại nằm trên ghế bành thoải mái dễ chịu, Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, từng tia đạo vận màu xanh đậm bay ra khỏi người, một cỗ bi thương xông ra từ trên dưới toàn thân. Nghĩ về khoảng thời gian dài một mình giữa trần gian, bi thương. Khi mọi thứ đều có hồi kết, làm sao ta giữ được nỗi cô đơn? Trước đây Lý Trường Thọ cũng không phải là không có bị tiểu khổ ảnh hưởng, chỉ là đè ép những bi thương này xuống, kiến tạo một loại cảm giác cao thâm khó lường ở bên ngoài. Khục, cũng không phải là bởi vì ở ngay trước mặt Vân Tiêu Tiên Tử. Loại bi thương thuần túy, sức cuốn hút thuần túy này, cũng không phải là đạo tâm không một hạt bụi liền có thể chống cự. Linh Nga kéo một chiếc bồ đoàn, ngồi ở bên người Lý Trường Thọ, dùng sự ôn nhu đứng đắn nhất của chính mình, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, đã có chuyện gì xảy ra sao? Không có việc gì lớn. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Chỉ là vào thời điểm giúp hậu thổ nương nương áp chế hóa thân thất tình lục dục, bị thất tình lục dục của chúng sinh biến thành đạo vận ảnh hưởng đến, phát tiết cỗ cảm xúc này ra là xong. Linh Nga nháy mắt mấy cái, có vẻ giống như nghe sư huynh nói một chuyện vô cùng ghê gớm. Lý Trường Thọ nói, có biết ta gọi muội tới để làm gì không? Biết. Linh Nga nhẹ nhàng thở dài, bày ra khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nếu như ban thưởng ta chép kinh văn liền có thể khiến cho sư huynh sinh ra vui vẻ, ta nguyện ý. Lần này không cần, đánh cho ta vài khúc nhạc vui vẻ đi, để cho tâm cảnh không lao dốc. Hì hì, không nói sớm được sao, có ngay. Linh Nga lập tức xê dịch thân thể về phía sau, thả ra hai tờ người giấy cầm trống và sáo, chính mình cũng lấy ra một chiếc cổ cầm, tấu khởi làn điệu vui sướng. Lý Trường Thọ cười cười, nhắm hai mắt lại một lần nữa, đợi bi thương giống như là thủy triều kia dần dần biến mất, tâm thần bắt đầu bận rộn một lần nữa. Hậu thổ có thể thuận lợi hóa giải kiếp nạn thất tình lục dục, tất nhiên là không thể tách rời với sự phối hợp của Thiên Đình, Long Cung, Tiên Tông Tam Giáo. Nhóm đạo nhân giấy Lý Trường Thọ lên đường một lần nữa, đi đến Long Cung tìm Long Vương nói lời cảm tạ, nói tiến triển của việc này. Lại đi tìm Đông Mộc Công tại Thiên Đình, thương lượng sự tình phái người đi đến địa phủ an ủi kế tiếp. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim, mà ở chỗ của Đông Mộc Công, Lý Trường Thọ nhận được một tin tức có một chút ngoài ý muốn. Trước đây lúc tụ tập niệm lực chúng sinh, một cỗ niệm lực hội tụ tại 3000 thế giới cũng vọt tới địa phủ, rót vào lục đạo luân hồi bàn, tăng thêm trợ lực không nhỏ. Nơi phát ra cỗ niệm lực chúng sinh này chính là một số lớn Hương Hỏa Thần Giáo Tây Phương Giáo, trưởng khống ở bên trong 3000 thế giới. Phương Tây trượng nghĩa ra tay. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư, ngược lại là rõ ràng dụng ý của Tây Phương Giáo, đơn giản chính là ba việc: thứ nhất, cho địa phủ ân huệ, thuận tiện làm việc tại U Minh giới sau này; thứ hai, đồng thời xuất thủ tương trợ lục đạo luân hồi bàn cùng với đạo môn, xem như làm việc vì thiên đạo, mặc dù không được công đức, lại có thể vãn hồi một chút khí vận; thứ ba, chiếm đóng hai chữ đạo nghĩa. Đạo nghĩa, ở bên trong hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc như hồng hoang, phảng phất như chỉ là chuyện vui đùa. Vào lúc đạo tổ chưa hợp đạo, lục thánh chưa xuất hiện trên đời, đúng là như vậy. Viễn cổ chính là nắm tay người nào lớn người đó có lý thuần túy, cái gọi là đạo nghĩa bất quá chỉ là tấm màn che của kẻ mạnh. Nhưng sau khi đạo tổ hợp đạo, lục thánh đồng thời xuất thế, hồng hoang thiên địa liền đã định ra, bối cảnh, lai lịch bắt đầu trở nên quan trọng hơn so với thực lực. Lục thánh tồn tại, chế định trật tự cơ bản của hồng hoang.
mà thiên đạo tồn tại, khiến cho hai chữ đạo nghĩa càng trở nên quan trọng. Lần này Tây Phương giáo xuất thủ tương trợ, chính là vì chiếm đóng hai chữ đạo nghĩa, cho chính mình chính danh, cho thấy sự đảm đương của Hồng Hoang Đại giáo, có thể tiếp tục đánh cờ tại cùng một phương diện với đạo môn. Đại khái chính là Tây Phương giáo chúng ta không phải là nhân vật phản diện Hồng Hoang, cùng với đạo môn là quan hệ cạnh tranh, từng người có lập trường của từng người. Việc này là do thánh nhân hạ lệnh, hay là địa tạng hoặc là các đệ tử thánh nhân khác chủ động đề cập. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, vấn đề này tự nhiên không có đáp án gì, sau khi cười một tiếng cũng liền không suy nghĩ nhiều. Vẫn nên ngẫm lại kế tiếp nên giúp địa phủ như thế nào, thuận tiện kiếm thêm một chút công đức. Lần này tương trợ hậu thổ nương nương, thiên đạo hạ xuống một biển lớn công đức, chia cho 9 tiên đạo môn. Mà Lý Trường Thọ là xuất lực nhiều nhất trong đó, nhân vật mấu chốt trọng yếu nhất, công đức nhận được tự nhiên cũng là nhiều nhất. Nhưng đúng như Đại Pháp Sư nhắc nhở hắn trước đây, công đức này vẫn sẽ phân cho các cao thủ đạo môn trợ trận, thu hoạch của Lý Trường Thọ sẽ giảm bớt. Chuyện này cũng không có cách nào, việc có quan hệ đến đại đức hậu thổ, Lý Trường Thọ tự nhiên là muốn cầu ổn hết thảy. Công đức kim thân, vào giờ phút này không sai biệt lắm đã đạt đến 9 thành. Nhưng 9 thành này cũng đều là tài liệu. Công đức đơn thuần, ngoại trừ triệt tiêu nghiệp chướng, cũng không có tác dụng gì quá lớn. Công đức kim thân hoàn chỉnh mới có thể sinh ra hiệu quả thiên đạo che chở. Tất nhiên, suy nghĩ của Lý Trường Thọ về vấn đề này vẫn chưa từng thay đổi. Hắn muốn công đức kim thân, cũng không phải là vì ỷ lại sự bảo mệnh của công đức kim thân. Có công đức kim thân thủ hộ, ở trong tình huống nguy hiểm không liên quan đến thánh nhân, hệ số an toàn có thể tăng lên ít nhất 3 thành. Mà tình huống nguy hiểm liên quan đến thánh nhân, hắn cũng có thể dựa vào công đức kim thân, làm cho thánh nhân chấm do dự một chút. Đây chính là một chút hy vọng sống. Pháp môn tu hành công đức kim thân, Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị tốt, hơn nữa cũng có ý tưởng cải tạo, nhưng vẫn luôn không tìm thấy ý nghĩ thích hợp. Bộ phận công đức kim thân mà hắn thiếu lúc này, cũng chỉ là bắp chân và bàn chân. Như vậy, có thể lấy một cái xưng hào nhỏ cước, hay không? Công đức kim thân thiên tàn cước. Ha ha ha. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hiện ra hình ảnh như vậy, cũng là không nhịn được cười ra tiếng. Linh Nga dừng đánh đàn, vui vẻ nói, sư huynh, huynh cảm thấy tốt chưa? À, đạo tâm không còn việc gì. Lý Trường Thọ mở rộng cánh tay, nhìn Linh Nga trước mắt, lại không khỏi rơi vào suy tư. Khuôn mặt của Linh Nga đỏ lên, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Linh Nga, muội đã tu hành được bao lâu? Tu hành bao lâu? Sư huynh hẳn là, muốn hạ thủ đối với chính mình rồi. Đóa hoa nhỏ, rốt cuộc cũng sắp hết khổ, đơm hoa kết trái, quan hệ sư huynh muội cũng có thể tiến thêm một bước đột phá. Đông, tiếng tim đập của Linh Nga bỗng nhiên phóng đại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ấp úng không thể nói ra một câu trọn vẹn, trực tiếp nhảy qua sự rụt rè và bất an của thiếu nữ, nói những lời nàng đã chuẩn bị trong nhiều năm, tiếng nhỏ như mũi kêu, ta cũng đã chuẩn bị tốt, tốt, ồ. Hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, cười nói, muội có thể đoán được ý nghĩ của ta, sau khi tu vi tăng cao, linh trí cũng đã phát triển. Vậy trực tiếp định ra, 12 năm sau xuống núi du lịch, cũng là thời điểm, cho muội đi đối mặt với Hồng Hoang. Hở, Linh Nga ngẩn ra, mà Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, thân ảnh hóa thành một tia khói xanh, tan biến ở bên trong đan phòng. Công đức không đủ, đi đến nơi nào để bổ sung. Chữ yêu mặc dù là lựa chọn tương đối ổn định, nhưng đột nhiên tạo áp lực quá lớn cho yêu tộc, cũng dễ dàng gây nên sự bắn ngược kịch liệt của yêu tộc. Vẫn cần phải xem áp đạo nhân là điểm chủ yếu để tính kế, dùng thân phận thái tử yêu đình của lục áp đạo nhân, hấp dẫn càng nhiều đại yêu thân mang nghiệp chướng ngoi đầu lên. Tính kế lý tưởng nhất, thật ra là khiến yêu tộc chủ động tạo áp lực đối với thiên đình, dương cao ngọn cờ chống thiên, sau đó chủ động thu hoạch công lao, mới trở nên hợp tình hợp lý. Thực lực và nội tình của yêu tộc hiện giờ, nếu so cùng với cả nhân tộc, tất nhiên là kém xa tít tắp. Nhưng so sánh cùng với thiên đình vừa cất bước không bao lâu, vẫn là không thể khinh thường. Lý Trường Thọ đếm ngược những sự vụ mà hắn phải giải quyết trong mấy chục năm này. Thiên đình chiêu binh mãi mã, kế hoạch bù đắp quá trình luân hồi, nhằm vào lục áp, âm thầm thủ hộ Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, làm cho sư muội lý giải sự nguy hiểm của thế đạo. Trên nguyên tắc, hắn vẫn sẽ không chủ động tính kế những sự tình này. Thời gian biểu đại kiếp phong thần đã hiện thân ở Nam Châu, còn có Khổng Huyên đại tỷ, khục, Khổng Huyên đạo hữu thủ hộ. Lý Trường Thọ chỉ cần không nhanh không chậm, dựa theo tiết tấu của chính mình làm tốt chuẩn bị kế tiếp, không cần không phải nóng lòng tạm thời. Lo lắng và sốt ruột là kẻ thù lớn nhất của ổn. Tiếp theo, trước tiên đi tìm Hữu Cầm sư muội nói một chút, xem nàng đã tu hành đến nơi nào, vào trước khi nàng đi thiên đình, tận lực tăng tu vi cảnh giới của nàng lên tới cảnh giới thiên tiên. Còn phải an bài một tuồng kịch, làm cho Hữu Cầm chính thức tương giao, cùng với Thủy Thần Thiên Đình, từ đó cho nàng lai lịch và bối cảnh đủ cứng. Dù sao cũng là đồng môn sư muội đi đến thiên đình giúp đỡ chính mình, tự nhiên không thể bạc đãi. Tiền bối ngài có ở đây không tiền bối? Lý Trường Thọ nhíu mày, hơn phân nửa tâm thần chuyển về đạo nhân giấy ẩn thân ở chỗ ranh giới Nam Thiệm Bộ Châu, cùng với Đông Thắng Thần Châu, tiên thức lan tràn ra, nhìn chăm chú vào động phủ của phu phụ báo đen. Thủy Yêu Miểu Miểu đi qua đi lại ở ngay trước động, trong tay còn cầm ngọc phù truyền tin Lý Trường Thọ cho trước đây. Ở đây đang xảy ra chuyện gì?
Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đứng dậy, kiểm tra hình dạng của chính mình, xác định vẫn luôn là bộ dáng lão đạo bày ra trước mặt phu phụ báo đen, lúc này mới cưỡi mây tiến đến, tiên thức bắt được, báo đen nằm trên bàn đá trong động phủ ngáy o, quanh người còn đặt hai vỏ tiên nhưỡng, rõ ràng là bị phu nhân y chuốc say. Tình huống này, hình ảnh này, nếu để cho báo đen nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho rằng Lục Áp lão đạo, hắn và Thủy Yêu Miểu Miểu có điều gì đó không ổn. Đến trước động, Lý Trường Thọ sụ mặt, hỏi, vì sao lại vội vàng tìm bần đạo? Lại vì sao làm cho phu quân ngươi quá chén? Thủy Yêu cúi đầu hành lễ, vội vã đáp, mấy ngày nay phu quân ta đều là nhớ tới tiên tiệt giáo, còn nói muốn đi tới trên Kim Ngao đảo một chuyến. Ta hỏi y làm sao vậy, y nói gần đây hơi nhớ nhung bạn cũ trên Kim Ngao đảo, muốn đi thăm viếng một phen. Kim Ngao đảo kia là đạo trường tiệt giáo, nơi cao nhân tụ tập, chúng ta bất quá chỉ là hai tiểu yêu, nào dám đi đến nơi đó bái phỏng. Nếu như chọc cho các vị cao thủ kia không vui, chẳng lẽ không phải sẽ rước tai họa mất mạng. Tiền bối, ngài có thể khuyên phu quân ta một chút hay không? Không sao. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, cao mày nói, y muốn đi qua, vậy thì cứ để y đi. Thủy Yêu nhíu mày, thấp giọng hỏi, chuyện này không có vấn đề sao? Tất nhiên là không có vấn đề gì. Lý Trường Thọ biểu lộ ra một chút không kiên nhẫn, ngươi và y là phu thê, việc này nên do hai người các ngươi thương nghị, bần đạo cũng không phải là nhốt các ngươi ở nơi đây. Bần đạo chỉ là cảm thấy cái miệng của báo đen đạo hữu, đối với yêu tộc chúng ta mà nói, xem như là bản lĩnh cực kỳ trọng yếu, cho nên chiếu cố đối với các ngươi rất nhiều. Tiên nhân trên Kim Ngao đảo rõ lý lẽ, nói chuyện cũng dễ nghe, nếu như những gì phu quân ngươi nói tới không có lừa ngươi, vậy thì các ngươi nói không chừng sẽ đạt được một ít chỗ tốt ở trên Kim Ngao đảo. Đừng có tự ti vì xuất thân yêu tộc của chính mình, mặc dù hiện tại yêu tộc chúng ta không được, nhưng lúc thượng cổ đã từng huy hoàng. Thủy Yêu không khỏi thấp thỏm một hồi, thấp giọng nói, nếu như y đi, ta dù sao cũng không đi theo, đây chính là sự tình của vợ chồng các ngươi. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, bần đạo còn có chuyện quan trọng, không thể ở lại đây lâu. Việc nhỏ như vậy, hừ. Nói xong, Lý Trường Thọ cưỡi mây rời đi, Thủy Yêu có một chút muốn nói lại thôi, nhưng chỉ có thể hạ thấp người hành lễ đưa tiễn. Khẽ thở dài vài tiếng, Thủy Yêu quay người trở về trong động phủ, nâng báo đen lên trên giường, mở ra trận pháp thủ hộ động phủ. Báo đen muốn đi đến Kim Ngao đảo thăm bạn. Chuyện này đối với đại kiếp phong thần, lại sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền gì? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, trong đáy lòng ẩn ẩn có một chút dự cảm thấy báo đen khẽ động, nhất định có thể khuấy động mưa gió hồng hoang. Ngược lại là, có thể thừa cơ chơi Lục Áp một đợt, ý nghĩ của Lý Trường Thọ không ngừng kéo dài, dần dần cười đến híp cả mắt. 3 ngày sau, báo đen quả thật đã lên đường từ động phủ, một đường trốn tránh chạy tới Đông Hải, từ ranh giới Đông Hải đi về hướng Kim Ngao đảo. Mà báo đen vừa mới khởi hành, Thiên Đình liền phát ra một bản hịch văn trừ yêu đối với Ngũ Mộ Châu, đuổi bắt dư nghiệt yêu đình thượng của Lục Áp đạo nhân. Bên trong hịch văn cũng viết ra lý do, nói Lục Áp đạo nhân nắm giữ một loại pháp bảo uy hiếp đến cân bằng thiên địa, cần nhanh chóng bắt Lục Áp về trời. Hịch văn này vừa phát ra, tiên môn nhân tộc Trung Thần Châu có rất ít phản hồi và gần như phớt lờ. Thiên Đình mặc dù đã bắt đầu có xu thế hưng khởi, nhưng lực ảnh hưởng, lực hiệu triệu, thủy chung vẫn là còn thiếu quá nhiều, chưa thể làm chúa tể tam giới. Nhưng chúng yêu tộc nghe nói việc này, đầu tiên là mắng to vài câu đối với Thiên Đình, sau đó trực tiếp bắt được trọng điểm. Lục Áp đạo nhân, pháp bảo uy hiếp cân bằng thiên địa. Như vậy còn chịu nổi sao? Trong đầu không ít cao thủ yêu tộc gia tăng áp lực trong nháy mắt, bầy yêu trong lãnh địa yêu tộc tại ranh giới các châu vui mừng. Lão yêu thượng cổ vừa an tâm không bao lâu nhao nhao rời núi, chờ đợi thái tử điện hạ vung cánh tay hô lên. Mà lúc người đương sự chiếm được tin tức này, cả cái đầu quạ đều phát mộng. Pháp bảo uy hiếp cân bằng thiên địa. Ở sâu trong một thung lũng đầy hoa đào, Lục Áp đạo nhân nhìn đi nhìn lại tin tức ghi chép trong ngọc phù truyền tin trong tay, lông mày càng nhăn càng sâu, đứng dậy đi qua đi lại. Lục Áp vào giờ phút này cũng không phải là bộ dáng lão đạo, mà là một thanh niên yêu vương khuôn mặt tuấn lãng, thần thái sáng láng. Đây thật ra là thân phận thứ hai thường xuyên dùng lúc Lục Áp đạo nhân tiến hành ngụy trang, một tiểu yêu vương phái yêu tộc trung lập nào đó. Ngày hôm nay, đột nhiên được cao thủ yêu tộc truyền tin, nhận tin tức bị Thiên Đình phát hịch văn đuổi bắt bản thân, Lục Áp cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Đình cố ý dùng yêu tộc lập uy đã không phải là chuyện bí mật, lai lịch của Lục Áp gã chẳng biết tại sao, đã sớm bị Thiên Đình Ngọc Đế biết được. Không thì gã cũng không phải trốn ở nơi đây, mỗi ngày còn phải chịu đựng sự tra tấn tâm lý ghê gớm, pha trộn cùng với chúng yêu nữ, làm ra vẻ hoang dâm vô độ. Loại cuộc sống sa đọa, tẻ nhạt và không kiềm chế này, đối với thái tử điện hạ lòng tràn đầy khát vọng mà nói, thật sự là quá thống khổ. Nhưng lần này đuổi bắt Lục Áp gã, lý do Thiên Đình cho ra, lại là gã có được pháp bảo uy hiếp cân bằng thiên địa, chuyện này làm cho Lục Áp có chút phát mộng. Pháp bảo đinh đầu thất tiến thư, bí mật của hắn có thể ảnh hưởng đến cân bằng thiên địa. Hiển nhiên là không thể. Trước tiên không nói đinh đầu thất tiến thư có rất nhiều hạn chế, dùng sẽ tổn hại công đức, khí vận, lại vào lúc thượng cổ, môn pháp thuật này là thủ đoạn yêu đình dùng để âm thầm trừng phạt tội yêu, cũng không thấy cân bằng thiên địa chịu ảnh hưởng. Phi đao trảm tiên của chính mình gần đây mặc dù đã tiếp cận đại thành, nhưng đây bất quá chỉ là bảo vật sát phạt,
làm sao có thể ảnh hưởng đến cân bằng thiên địa. Hơn nữa, bốn chữ cân bằng thiên địa này thật sự có một chút khiến cho yêu nhìn không thấu. Bây giờ nhân tộc là nhân vật chính trong thiên địa, thiên đình mang danh nghĩa chúa tể tam giới, thiên địa lại chưa từng có đối lập, sao lại có cách nói cân bằng thiên địa? Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Bốn chữ cân bằng thiên địa này thường xuất hiện trong thời kỳ đại chiến Vu Yêu thượng cổ, hai tộc ngưng chiến, không phải là đang lừa ta hiện thân. Lục Áp khẽ nhíu đôi mày kiếm, hai tia ánh vàng xẹt qua trong đôi mắt sáng, sắc mặt lại có một chút âm trầm. Đúng vào lúc này, một chiếc gương đồng trong góc khẽ chấn động. Lục Áp nhìn hai vị thị nữ đẹp như hoa ngồi ở hai bên trái phải bình phong, có một chút không kiên nhẫn khoát khoát tay, hai vị thị nữ đứng dậy cáo lui, dáng người thướt tha lướt đi tạo ra làn gió thơm. Rất nhanh, trận pháp ở các nơi bị Lục Áp mở ra. Lục Áp đi đến trước gương đồng, điểm một tia tiên quang tiến vào trong gương, một thân ảnh lão đạo chậm rãi hiện ra trong đó. Lão đạo này mặc áo bào xám, có tai hươu, sừng hươu, sau khi nhìn thấy Lục Áp liền vái chào, tiếng nói ôn nhuận cũng truyền ra từ gương đồng. Điện hạ, đã có hơn mười mấy vị lão nguyên soái đến chỗ lão thần hỏi ý, lão thần quả thực không biết nên đáp lại ra sao. Nếu điện hạ thật sự đã có pháp bảo đối phó với thiên đình, không bằng liền thẳng thắn cùng với chư vị yêu vương vẫn luôn duy trì ngài, như thế mới sẽ không làm rét lạnh trái tim của các vị lão thần. Lục Áp cao mày nói, nếu ta có bảo vật như vậy, Lộc công há có thể không biết. Lộc Yêu lão đạo nhíu mày trầm ngâm, lại nói, điện hạ, nếu như thế, sự tình chỉ sợ rất phiền toái. Thiên đình bây giờ là Đông Mộc công cùng với thủy thần thiên đình làm chủ, Ngọc Đế Vương mẫu lịch kiếp tại phàm trần. Hít hà, chẳng lẽ vị thủy thần thiên đình kia dùng mưu kế, muốn bức chủ nhân hiện thân? Đừng bất cẩn về điều này, Đông Mộc công cảm thấy mình bị xúc phạm. Hừ, việc này đã là rõ ràng, vị thủy thần này giết tộc nhân chúng ta, khiến cho yêu tộc chúng ta suy thoái, bây giờ lại động ý niệm tính kế như vậy. Lục Áp cắn răng mắng vài câu, tay áo vung lên, trực tiếp hóa thành bộ dáng lão đạo ngày bình thường đi lại bên ngoài. Lão Lộc Yêu trong gương đồng vội nói, còn xin điện hạ tạm thời nhẫn nại, đừng có chúng gian kế của thủy thần. Trước yên chúng ta nên lặng theo dõi kỳ biến, lại nhìn xem hắn rốt cuộc đang chơi hoa chiêu gì. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này còn có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lục Áp đè xuống hỏa khí, có một chút bất đắc dĩ nói, nếu ta tránh né không ra, sĩ khí của trên dưới tộc ta chắc chắn sẽ suy giảm. Nếu ta chủ động lộ diện, thiên đình liền tìm được cớ khai chiến chính thức cùng với chúng ta. Vị thủy thần này đã bức ta đi lên giá nướng. Càng là thông qua việc này, công bố lai lịch của ta trước công chúng, làm cho ta sau này không có cách nào tiếp tục nấp trong bóng tối tính kế. Hịch văn này nhìn như là gia tăng uy danh tộc ta, kỳ thực là mưu kế giết ta không thấy máu. Lộc công, người hãy giải thích rõ ràng tình hình thực tế việc này cho các vị tiền bối, cao nhân tộc ta, hỏi xem lúc này ta phải làm gì để giải quyết tai họa lần này. Điện hạ, ngài thật anh minh. Lộc công hô to một tiếng, đột nhiên lại có một chút sầu não, nâng tay áo lên xoa xoa khóe mắt của chính mình, thở dài. Nếu tiên đế có thể thấy được sự trầm ổn nhiều mưu của điện hạ bây giờ, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Lão thần hổ thẹn, lại không thể phân ưu giải nạn vì điện hạ, còn phải để cho điện hạ đi đối mặt với tình cảnh như vậy. Lộc công chớ nhiều lời. Lục Áp đè xuống lửa giận một lần nữa, nuốt xuống lời răn dạy đã vọt tới bên miệng, cố gắng bảo trì vẻ mặt ôn hòa. Gã lại động viên vài câu đối với Lộc Yêu Vương, mới san bằng đạo vận trên gương đồng. Hừ, những lão thần này, năm đó lúc yêu đình hủy diệt chạy nhanh hơn so với bất kỳ ai, gặp được chuyện còn khóc nhanh hơn bất kỳ ai. Chưa bao giờ đưa ra được mưu kế, và quyết đoán nào có thể khiến cho gã hai mắt tỏa sáng. Năm đó yêu tộc bọn hắn hội tụ vạn linh, khí thế ngập trời. Trong giai đoạn cuối đại chiến Vu Yêu bởi vì nội bộ tổ vu bất hòa, tranh đấu với nhau như nước với lửa, yêu tộc càng là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nhưng cũng chính là những kẻ chiếm vị trí cao, lại không có một chút trợ lực nào đối với yêu đình này, đã liên lụy toàn bộ sự vận chuyển của yêu đình, trao cơ hội cho nhân tộc. Châm chọc nhất chính là, kẻ sống sót cuối cùng sau đại chiến Vu Yêu, vẫn là những kẻ già đời này. Lục Áp mắng một hồi trong đáy lòng, lại bình định những oán khí này. Gã tự nhiên biết, hiện tại cũng nhất định phải dựa vào những lão thần này, mới có khiến cho yêu đình có cơ hội đông sơn tái khởi. Cõng lên phi đao chảm tiên, lấy bao vải trong lòng ngực ra nhìn một hồi, lại cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Lục Áp hít vào một hơi nhẹ, thân ảnh hóa thành một tia khói xanh, biến mất không thấy gì nữa ở bên trong cốc hoa đào. Rốt cuộc, có thể tạm thời rời khỏi nơi đau khổ này. Trước đây gã bị thủy thần dùng đại linh bạo trọng thương tại Yêu Thăng Sơn, vẫn chữa thương ở nơi đây, cũng là do một viên hạt sen Tây Phương giáo cho, mới bổ sung được nguyên khí hao tổn, lại trợ giúp gã đột phá một cảnh giới. Thủy thần, ngươi đừng có lại bức bần đạo. Cùng lúc đó, ở trên Kim Ngao đảo, Ngao Ất đã lâu chưa trở về đảo tu hành, lúc này đang ngâm mình trong bảo trì tại động phủ của y trên Kim Ngao đảo. Ngao Ất hóa thành long thân hơn 10 trượng, nhàn nhã giang ra thân thể của mình trong ao nước. Thuận tiện ấn theo phân phó của giáo chủ ca ca nhà mình, quan sát cuộc vui tiên thần liên hoan ở nơi xa kia, ghi lại tình hình nơi đây, sau đó phản hồi cho giáo chủ ca ca. Ngày hôm nay Kim Ngao đảo có một chút cuộc vui, là vì có một con báo đen tinh tu vi không cao đến chơi.
Ban đầu báo đen muốn lên đảo, bị tiên nhân tuần tra bên trên đảo ngăn lại, suýt nữa bị một kiếm chém. Nhưng báo đen mở miệng liền hô lên đạo hiệu của mấy mấy vị thiên tiên, kim tiên bên trên đảo, càng là kích động báo lên đạo hiệu nguyên trạch kiếp trước của mình, làm cho chúng tiên bên trên đảo cùng nhau chấn kinh, cấp tốc tụ tập tới. Tiệt giáo phát triển đến nay, bởi vì uy danh hiển hách của thông thiên giáo chủ, hung danh của chu tiên tứ kiếm truyền xa, phàm là luyện khí sĩ có thể vào những đạo trường như kim ngao đảo, bồng lai đảo này tu hành, sẽ cực ít bị ngoại đạo giết chết. Coi như hơn phân nửa không tu thành kim tiên, cũng có thể thọ hết chết già, tự tại một thế. Nguyên trạch lão đạo, xem như là một tai nạn hy hữu trong thời đại vạn tiên triều bái của tiệt giáo. Năm đó, nguyên trạch lão đạo bị yêu ma không biết lai lịch khống chế tâm thần, mang một số lớn yêu ma đi vây công tiên tông nhân giáo độ tiên môn, có ý đồ phá hư đại hội nguồn gốc tam giáo, kết quả bị độ ách chân nhân thủ khẩu như bình hừ lạnh một tiếng, chấn mệnh toi đời tại chỗ. Sau đó, nguyên thần của nguyên trạch bị tiên tiệt giáo đưa đến địa phủ, dựa vào uy danh của tiệt giáo, dùng quan hệ cửa sau, lúc đầu thai chuyển thế, lại an bài mệnh đồ tốt nhất. Đáng tiếc, bởi vì trước khi nguyên trạch lão đạo đầu thai nói một câu yên tâm, từ cầu nại hà đi đến luân hồi bàn, còn có thể xảy ra vấn đề gì, cứng rắn đập nát mệnh đồ tốt đẹp của mình, cuối cùng rơi vào đạo súc sinh, sinh ra là một con báo đen, tu hành đến nay cũng không có danh tiếng gì. Ngày hôm nay báo đen đi lên trên kim ngao đảo thăm viếng bằng hữu cũ, hơn phân nửa tiên tiệt giáo bên trên đảo bị kinh động, nhao nhao chạy đến xem trò hay, khục, chạy đến biểu đạt sự ân cần. Quan sát nửa canh giờ, ngao ất chậm rãi rụt đầu rồng khoác lên bên cạnh ao trở về, long thân chìm đến đáy ao. Sau đó thần niệm của y liền tràn ra, phát đi lời mời giao lưu đối với chủ thần tượng Lý Trường Thọ. Rất nhanh, một người một rồng gặp nhau ở trong mộng. Ngao ất cẩn thận kể lại tình hình cuộc vui trên kim ngao đảo lúc này, Lý Trường Thọ lắng nghe cẩn thận, rất nhanh liền hơi xúc động, trên dưới tiệt giáo xác thực rất đoàn kết. Tiên tiệt giáo mặc dù vào lúc báo đen lên đảo, liền trực tiếp dùng đạo pháp phong ấn miệng báo đen, nhưng các loại bảo tài, đan dược, linh thạch, pháp thuật đều chất thành từng đống nhét vào trong ngực báo đen. Không ít luyện khí sĩ có giao tình với báo đen ngày xưa, càng là lôi kéo báo đen không thể nói chuyện, đi đến các nơi dự tiệc. Mắt thấy miệng y bị phong, mắt thấy chỗ tốt y lấy được, mắt thấy nước mắt trong con mắt của y. Giáo chủ ca ca. Ngao ất buồn bực nói, chúng ta nhìn chằm chằm con báo đen này để làm gì? Đừng có coi thường y. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, cười nói, tên gia hỏa này bây giờ là yêu tộc, lại có liên quan cùng với tiệt giáo. Sau này không thể nói trước được sẽ trở thành nhân vật lợi hại gì. Ngươi lại tiếp tục ở trên kim ngao đảo nhìn chằm chằm, một khi y rời đảo, ngươi liền an bài một vị trưởng lão long tộc, như thế như thế, như vậy như vậy. Lý Trường Thọ dặn dò một hồi, ngao ất không ngừng gật đầu. Rất nhanh, vị thái tử long tộc gần đây có tiến cảnh tu vi thần tốc này, thoát ly khỏi mộng cảnh, âm thầm điều một cao thủ long tộc đến phụ cận kim ngao đảo chờ, sau đó tự nhiên sẽ có một buổi biểu diễn nhỏ. Cuộc vui trên kim ngao đảo diễn ra mấy canh giờ, một đóa mây trắng đến từ phía bắc, lại là Hạm Chỉ nhận được tin tức, vội vàng chạy đến từ trên Tam Tiên đảo. Nhìn thấy báo đen tinh, vành mắt của Hạm Chỉ đỏ lên, vội vàng gọi sư phụ. Nhưng báo đen tinh lập tức né tránh, đứng quay lưng về phía Hạm Chỉ tiên, thở dài, chuyển thế đã không phải người trước đây, bần đạo không dám ứng đối nhiều, nay thấy tiên tử không có việc gì, trong lòng thanh thản, bây giờ sẽ trở về tu hành. Hạm Chỉ không khỏi hé miệng than nhẹ, chúng tiên tiệt giáo cũng lập tức giữ lại báo đen, bảo báo đen ở trên đảo tu hành, lại gia nhập vào tiệt giáo. Nhưng báo đen mong nhớ phu nhân nhà mình, lại cảm thấy tu vi của chính mình quá yếu, không có mặt mũi gì đợi ở trên đảo tu hành, liền cố chấp cáo từ rời đi, lại kiên quyết cự tuyệt hảo ý chúng tiên tiễn y trở về động phủ. Những phản ứng này của báo đen cũng đều nằm bên trong suy đoán của Lý Trường Thọ. Hạm Chỉ vạn phần không muốn đi theo báo đen ra khỏi kim ngao đảo, đưa tiễn mấy chục dặm, ba lần bị báo đen quát bảo ngưng lại không được đuổi theo, nàng mới dừng bước chân lại. Sư, đạo hữu nếu gặp phải chuyện khó xử gì, liền đi lên trên đảo hoặc là đi đến Tam Tiên đảo tìm ta, trở về đi, trở về đi. Bây giờ bần đạo cũng được quý nhân tương trợ, tu hành không có gì cản trở. Báo đen liên tục khoát tay, cúi đầu chui vào trong nước biển, thi triển ra độn pháp coi như không tệ, độn về hướng phương bắc. Chúng tiên tiên tiệt giáo đi theo báo đen một hồi, đưa mắt nhìn y trở về, không ít tiên nhân thổn thức không thôi. Nhưng đối với kim ngao đảo mà nói, chuyện này cũng bất quá chỉ là một chuyện hiếm lạ nho nhỏ. Đợi báo đen thoát ra khỏi phạm vi kim ngao đảo, ngao ất cũng rời khỏi bảo ao, bay về phương hướng Long Cung Đông Hải, cùng với một vị cao thủ long tộc, trùng hợp chạm mặt ở trên đỉnh đầu báo đen. Vị cao thủ long tộc kia hô to một tiếng, nhị điện hạ. Nhị điện hạ, có chuyện gấp. Thiên đình vừa mới có điều lệnh đưa đến Long Cung, bảo ngài lập tức điều binh đuổi theo điều tra tung tích của Dư Nghiệt Yêu Đình Lục Áp đạo nhân. Báo đen tránh ở trong nước biển lập tức khẽ run rẩy, lẩm bẩm ở trong lòng, Lục Áp đạo nhân, ân công công, phải không? Ngao ất lạnh nhạt nói, trước đó ta trở về Kim Ngao đảo thăm hỏi sư tôn, còn muốn trở về đoàn tụ hai ngày cùng với Tư Tư, không nghĩ tới lại có chuyện này. Viên quan nhỏ thiên đình sống cũng không dễ. Vị Lục Áp này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Gã là Thái Dương Kim Ô, thái tử yêu tộc, được yêu tộc bây giờ coi là yêu chủ phục hưng. Vị cao thủ long tộc kia cao giọng trả lời,
lúc trước yêu tộc muốn dùng hồn phách Vu tộc luyện chế diệt nhân kiếm, chính là chuẩn bị cho gã. Hừ, vị Lục Áp này, không biết thiên số, ta liền sẽ trở về thiên đình mang binh, người lại thay ta mang hộ tin tức đến Long Cung. Thanh âm hai rồng trò chuyện dần dần bay xa, báo đen bên trong nước biển vào giờ phút này khiếp sợ không thôi, duỗi đầu ra khỏi mặt biển, muốn đuổi theo, lại không dám động đậy. Lục Áp ân công có phiền toái. Ai, trông mong ân công có thể bình an vượt qua gian hiểm như vậy, đại cát đại lợi. Ba, báo đen đưa tay hung hăng đánh chính mình một bạt tai, nhíu mày nhìn cái bóng của mình bên trong nước biển. Như vậy phải làm sao mới ổn đây? Tại U Minh giới, ở bên ngoài hùng quan phía đông Phong Đô Thành. Tiếng mũi vo ve cùng với một cơn gió mát mẻ thổi qua, Văn Tịnh đạo nhân âm thầm trốn ở đây, đánh giá cấm chế dày đặc nơi đây từ phía xa. Nàng chỉ là đi ngang qua nơi đây, ngày hôm nay là muốn đi đến huyết hải công tác. Nghe nói mấy ngày trước đây, nam nhân kia cùng với thủy thần đại nhân tính cả 7 vị cao thủ đạo môn, góp cho đủ số, giúp đại đức hậu thổ vượt qua một trận nguy nan. Văn Tịnh đạo nhân liền muốn tới nơi đây nhìn, có lẽ sẽ có thể ngửi được một chút xíu hương vị của nam nhân kia. Đáng tiếc, nàng không dám đặt chân vào Phong Đô Thành, chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn một chút. Quay người đang muốn rời đi, Văn Tịnh đạo nhân lại khẽ di một tiếng, bị tình hình ở phía cuối cùng hùng quan nhất tuyến thiên này hấp dẫn. Đây là, đang làm cái gì? Địa phủ không phải chỉ câu hồn sao? Làm sao lại có cả quan tài? Ở nơi cuối cùng nhất tuyến thiên, đang có một đám Vu tộc thuần huyết chiến lực không tồi, khua chiêng gõ trống, dường như là đang tập tiết mục gì. Một cỗ quan tài thô kệch nằm trên mặt đất, được 6 vị tráng hán Vu tộc nhẹ nhõm nâng lên, gánh trên đầu vai. 6 vu đi theo phía sau 2 vị chiến vu đội mũ trùm đầu phía trước, không ngừng lung la lung lay, đi về phía trước. Đi bất quá hơn 10 trượng, ngư đầu cao giọng hô ngừng. Hãy vui lên! Hãy vui lên! Các ngươi cứ sụ mặt, giống như người thân vừa mới chết, bản nguyên soái sẽ rất khó mang các ngươi đi làm việc vì thủy thần đại nhân, bò, ò. Mọi người phải đi theo tiết tấu tiếng trống. Mã Diện khoanh tay, ấm giọng chỉ điểm vài câu. Chúng ta là đưa quan tài cho yêu tộc, để chọc giận bọn hắn, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả khai chiến cùng với bọn hắn. Thế là, đám vu này lại bắt đầu một vòng tập luyện mới. Giữ vững tinh thần. Tiếp tục tập luyện. Nhất định phải vạn vô nhất thất, không được phạm sai lầm. Mấy ngày nữa sẽ đi đến trước trận hai quân, trợ uy cho thủy thần đại nhân. Nói xong, ngư đầu đột nhiên cười hắc hắc. Mã, người nói xem, chúng ta có cần lập bài vị Lục Áp đạo nhân ở trên quan tài đá? Mã Diện trầm ngâm đôi chút, phủ định ý nghĩ này, dù sao thì bọn hắn lập bài vị dâng hương, chẳng phải là để cho thái tử yêu tộc chiếm tiện nghi. Ở nơi xa, Văn Tịnh đạo nhân không nhịn được đưa tay đỡ trán. Cảm giác này, không thể giải thích được, hiệu mệnh thủy thần đại nhân cùng với bọn hắn, đúng là hơi có một chút xấu hổ. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Lắc đầu, Văn Tịnh đạo nhân xoay người nhanh chóng rời khỏi đây. Khi tiếng mũi văng lên, nàng đi đến một nơi bí ẩn tại chỗ sâu huyết hải, tìm được một mảnh tường vỡ quen thuộc. Văn Tịnh đạo nhân hóa thành thân hình xinh đẹp ngày bình thường kia, người khoác váy đỏ, mang theo vài tiếng cười yêu kiều, đi về hướng cung điện phế tích phía trước. Nàng đi lại khẽ đung đưa, nở nụ cười duyên dáng và xinh đẹp, nhưng khí tức hung tàn mà nàng toát ra khiến nhiều sinh vật trong cung điện nhẹ nhàng run rẩy. Đi thẳng tới bên cạnh một cột đá, Văn Tịnh đạo nhân dựa vào cột đá bày ra tư thế đứng lười biếng, phát ra hai tiếng cười khẽ câu hồn. Sao thế, không nghĩ tới người bị phái tới giúp các ngươi sẽ là bổn vương. Góc đại điện có tiếng nói truyền đến, Văn Tịnh, ngươi cũng là sinh linh huyết hải, năm đó từng được lão tổ chỉ điểm, hy vọng ngươi nhớ kỹ ân tình như vậy. Hi hi. Văn Tịnh đạo nhân híp mắt cười khẽ, ôn nhu nói, bổn vương tự nhiên sẽ không quên ân tình như vậy, dù sao thì năm đó, lão tổ thế nhưng đã giết chính thành hài nhi của bổn vương. Trong góc đại điện truyền đến tiếng vang kéo xích sắt, đạo đạo khí tức lướt lên, khóa ở trên người Văn Tịnh đạo nhân. Văn Tịnh đạo nhân lại là không hề hay biết, nhìn chăm chú ngón tay nhỏ nhắn của chính mình, lạnh nhạt nói, lúc này không giống ngày xưa, lão tổ đã chết, bây giờ bổn vương cũng có chỗ dựa. Các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, ta không giết các ngươi, là kiêng kỵ thần lực thông thiên, thần thông quảng đại của các ngươi. Được rồi, đã không còn gì để nói với các ngươi, là sát nữ các ngươi chọn ở đâu. Một giọng nói già nua mệt mỏi vang lên từ trong góc đại điện, Vọng Linh Sơn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hãy trả lại nguyên đồ kiếm cho tộc ta, do công chúa tộc ta chấp trưởng. Giọng nói này rơi xuống, một đạo thân ảnh yểu điệu đi ra từ trong góc, khoác trên mình chiếc áo choàng màu bạc, toàn thân tản ra khí tức tường hòa nhàn nhạt, có một chút không hợp nhau với không khí nơi đây. Văn Tịnh thấy thế cười khẽ, mở miệng châm chọc nói, các ngươi ngược lại là đã dốc hết vốn liếng, càng là đưa huyết mạch không nhiều của lão tổ nhà mình đi ra. Thiếu nữ khoác trên mình chiếc áo choàng bỏ mũ ra, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ, cùng với mái tóc dài màu bạc kia. Nàng cúi đầu hành lễ đối với Văn Tịnh, nói khẽ, thiết phiến bái kiến tiền bối. Tại huyết hải, bên trong tòa cung điện kia, thân ảnh của Văn Tịnh đạo nhân quỷ mị trôi về phía trước, chuyển nửa vòng ở bên người thiếu nữ Tu La tộc, sau đó môi son khẽ mở, nhẹ nhàng thổi ra một tia khí tức ở bên tai nàng. Thiếu nữ này mặc dù cực lực nhẫn nại, nhưng gương mặt vẫn xẹt qua một chút đỏ ửng, tóc dài màu bạc nhẹ nhàng phất phới. Văn Tịnh cười nói, thật sự là một người kế tục không tồi, đưa đến Linh Sơn thật sự đáng tiếc,
các lão đạo ở nơi đó có rất ít người hiểu chuyện phong tình. Văn Tịnh, kiếm của lão tổ là tín vật cực kỳ trọng yếu của tộc ta. Bên trong góc đại điện, tiếng nói khàn khàn kia nói tiếp, chúng ta đã quy thuận Linh Sơn, giao nguyên đồ kiếm cho điện hạ chấp trưởng, Linh Sơn cũng không có tổn thất. Các ngươi, bổn vương sẽ mang về nguyên vẹn. Văn Tịnh đạo nhân cười nhẹ, đầu ngón tay xẹt qua bên cạnh mặt thiếu nữ tóc bạc, nhưng có hữu dụng hay không, vậy thì không phải bổn vương có thể quản. Đinh linh linh, bên trong một góc đại điện khác, có một đạo thân ảnh khôi ngô dường như muốn xông ra khỏi bóng tối, tiếng nói thô kệch kia đè ép lửa giận nồng đậm. Văn vương, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ mặt ngoài. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng gõ gõ đầu ngón tay, khóe miệng mỉm cười, dư quang mắt phượng liếc nhìn đạo thân ảnh kia, không phục. Đạo thân ảnh khôi ngô kia rơi vào trầm mặc. Phế vật. Văn Tịnh đạo nhân hừ nhẹ, lập tức đột nhiên quay người, váy đỏ phất phới, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Ở bên trong các góc, có các thân ảnh tu la hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm, từ già đến trẻ, từ yếu đến mạnh, hơn phân nửa đều là lộ vẻ mặt giận dữ. Tu la huyết hải đã sớm không còn như năm đó, lại vẫn cả ngày ôm một thanh kiếm ảo tưởng mộng đẹp năm đó. Đã quên lão tổ các ngươi là chết như thế nào rồi? Có kiếm thì lại có thể như thế nào? Nguyên đồ A Tị đều bị các ngươi tìm trở về thì lại có thể như thế nào? Huyết hải như vậy, chẳng bằng cứ khô héo như vậy, còn dãy ruộng cái gì? Ha ha ha, ha 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 ha. Bên trong chói tai thanh âm cười to, Văn Tịnh đạo nhân và thiếu nữ tóc bạc kia đã là không còn tăm hơi. Một vách tường bị thiết quyền đạp nát, tiếng giống giận dữ quanh quẩn trong cung điện tàn tạ này, nhưng chung quy vẫn dần dần yên lặng xuống. Bên trong một cỗ huyết quang lao vùn vụt về hướng ranh giới U Minh giới, Văn Tịnh đạo nhân nhìn thiếu nữ xách theo trong tay của chính mình, hơi suy tư, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Được rồi, hiện tại không có cách nào liên lạc cùng với Hải Thần đại nhân, vẫn là trước tiên làm tốt sự tình Linh Sơn giao cho, đừng có gây rối. Vốn định bồi dưỡng cho Hải Thần đại nhân một thị nữ, dù sao thì huyết mạch của Minh Hà lão tổ bây giờ cũng rất hiếm thấy. Hả? Văn Tịnh đạo nhân nhướng mày, tiên thức quét về phương hướng Phong Đô thành, nhìn thấy đám chiến vu khiêng quan tài, tấu nhạc khúc kia đã là đi ra bên ngoài hùng quan, dường như là đang xuất phát hướng về ranh giới U Minh giới. Câu hồn nguyên soái địa phủ mang theo mũ trùm đầu kia, vào giờ phút này ngồi ở trên quan tài đá, theo tiết tấu khua chiêng gõ trống đằng sau, không ngừng vặn vẹo thân thể cường tráng. Khóe miệng của Văn Tịnh đạo nhân có một chút co quắp mấy lần, đột nhiên cảm thấy, chính mình tân tân khổ khổ làm nội ứng tại Tây Phương giáo, thủy chung là không vui vẻ bằng trực tiếp hiệu chung đối với Hải Thần đại nhân. Đúng vào lúc này, tại phương hướng Tây Bắc Nam Thiệm Bộ Châu, ở phụ cận một tòa thành lớn nhân tộc, Lục Áp lão đạo cõng hồ lô lớn, chậm rãi rơi xuống từ trong mây, tiên thức tìm tòi tỉ mỉ tình huống bên trong các nơi thành lớn. Có lẽ là quá mức chuyên chú, lúc gã muốn rơi trên mặt đất, dưới chân bỗng nhiên trượt đi, đường đường là thái tử yêu tộc, người sở hữu phi đao trảm tiên, người thứ nhất bị thiên đình đuổi bắt, không hiểu ra sao liền bổ nhào về phía trước. Lục Áp ngẩn ra, nhưng phản ứng cũng thần tốc, thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, trực tiếp thi triển pháp thuật Nazi, xuất hiện ở bên ngoài 10 trượng, vững vàng đứng vững. Lục Áp đạo nhân chau mày. Loại cảm giác này, loại tình huống vô duyên vô cớ liền gặp nạn này, chính mình đã từng trải qua, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại xuất hiện? Loại đen đủi này là xảy ra hàng ngày, hay là do khí vận yêu tộc không đủ mang đến? Hừ, Lục Áp gã đạo nhân, lại làm như thế nào sẽ bị như vậy đen đủi vây khốn? Lập tức, Lục Áp đạo nhân nhắm hai mắt lại, cẩn thận điều tra tình huống trong thành lớn, sau khi phát hiện ra vị đại nhân chính mình muốn tìm kia, thi triển thuật biến hình, hóa thành một trung niên phụ nhân, vừa muốn cất bước tiến vào bên trong thành lớn. Cái trán của Lục Áp đạo nhân không khỏi treo đầy vạch đen. Xúc cảm lòng bàn chân mềm mại, hơi dính, chóp mũi người được mùi thơm, thoang thoảng, Lục Áp cắn răng, thầm chửi con dã thú vô lễ nào đó, cất bước đi đến ngoài bìa rừng. Đoạn đường này, Lục Áp không hiểu ra sao đụng phải hai con sói hoang đang chém giết lẫn nhau, đi về phía trước, lại không hiểu ra sao đi vào bên trong hang ổ của một đám cường đạo phàm nhân. Mặc dù không có uy hiếp gì đối với gã, nhưng những tao ngộ này, quả thật có một chút làm hư tâm tình của gã. Cảm giác đen đủi lần này so với lần trước muốn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lục Áp đạo nhân nghĩ, đến tình huống chính mình suýt nữa luyện công luyện chết bên trong Thái Dương Cung, cũng không nhịn được dùng mình một cái, trong đáy lòng nói một câu phụ hoàng phù hộ, hơi có một chút chật vật đi ra khỏi mảnh rừng tùng này. Nhưng tiểu tai tiểu họa như vậy, lại là liên miên bất tuyệt. Hắn hóa thành trung niên phụ nhân, đi trên đường liền sẽ bị người đi đường vô cớ đụng một cái, gặp được hai hài đồng chơi đùa giỡn, còn có thể bắn tiểu trúc vào mắt của gã. Hoặc chính là, đột nhiên có một đám mây thổi qua, lấy gã làm tâm điểm, một trận mưa to đường kính trăm trượng đổ xuống. Lục Áp tức đến mức đạo tâm run rẩy, nhưng có lần giáo huấn trước, gã cưỡng ép để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Gã hoài nghi có người cố ý chỉnh chính mình, nhưng tiên thức dò xét các nơi, lại không tìm thấy một chút tung tích nào. Cuối cùng, lảo đảo vào thành, Lục Áp hóa thành trung niên phụ nhân một đường cúi đầu, lẳng lặng đi đến con hẻm bên cạnh tư lâu sôi động nhất thành lớn, đứng trước mặt lão già đang nằm ngủ gật trên bàn trong hẻm. Nơi này là chỗ vị tiền bối kia ẩn cư. Đó là một lão quái sư tóc hoa râm, chuyên bói toán, xem bói. Một chiếc bàn và khăn trải bàn có dòng chữ người quẻ không được chín,
Một ngày tính 10 quẻ, chính là toàn bộ gia sản của lão quái sư này. Khục, Lục Áp vội ho một tiếng. Lão quái sư cũng không ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực nói một câu, không tính được, 10 quẻ hôm nay đã sử dụng hết, khách nhân hãy trở lại vào ngày khác. Phải không? Lục Áp đạo nhân truyền âm nói, tiền bối đã ở lại nơi này gặp ta, sao lại cúi đầu không nhìn? Lão quái sư ngẩng đầu liếc nhìn, trong cặp mắt già nua kia có một chút mơ hồ, thầm nói, phu nhân là ai? Tiểu lão nhân đã từng gặp phu nhân. Ôi chao! Vị phu nhân này, ấn đường của phu nhân biến thành màu đen, hình như có họa sát thân. Lục Áp đạo nhân kéo ghế dài qua, trực tiếp ngồi đối diện bàn dài, cười nói, chính là có tai họa như vậy, ta mới đến tìm tiền bối chỉ điểm đôi câu, không biết tai họa này phải chăng có thể phá giải. Lão quái sư đỡ sợi râu hoa dâm, tướng mạo thoáng có một chút không đứng đắn, hiển lộ ra một chút khó xử. Nếu không, vị phu nhân này ngồi ở đây thêm nửa ngày, qua giờ tí tối nay, tiểu lão nhân cũng liền có thể tiếp tục bói toán, bên trong 10 quẻ ngày mai, cho phu nhân một quẻ cũng không sao. Lục Áp đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày, nói, tiền bối, ta không nên lộ diện quá lâu ở chỗ này, không bằng ngươi và ta tìm một nơi yên tĩnh trò chuyện với nhau. Chuyện này không được. Lão quái sư liên tục khoát tay, mặc dù tiểu lão nhân không vợ không con, nhưng cũng là quái sư có mặt mũi trong phương viên vài trăm dặm, ngồi một mình một phòng với phu nhân, chỉ sợ là sẽ gây ra những lời đàm tiếu. Trong mắt của Lục Áp đạo nhân lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, tiền bối, thật sự không niệm tình cũ ngày xưa sao? Đây là nói như thế nào? Lão quái sư lập tức lên tinh thần, quan sát tỉ mỉ phụ nhân trước mắt này, ta quen biết với phu nhân. Lục Áp đạo nhân thở dài, mặt lộ bi thương, nhưng cũng biết chính mình không có cách nào cưỡng cầu cái gì, đứng dậy hành lễ, quay người liền muốn rời khỏi. Khục, điện hạ, ngươi làm sao lại đến đây? Thình lình nghe phía sau truyền đến một tia truyền âm. Một nam nhân trung niên mặc áo ngắn trên người ló đầu ra khỏi cửa sổ tầng dưới cùng của tửu lâu bên cạnh, trên tay cầm một chiếc nồi sắt và thìa. Chờ ta chiên xong món này, điện hạ hãy chờ ta một chút, còn có khách nhân hai bàn khác đang chờ. Cái trán của Lục Áp đạo nhân treo đầy vạch đen, toàn thân run rẩy, suýt nữa hiện ra bản thể, phun một ngụm thái dương chân hỏa đốt tòa thành này. Vị Lục Áp kia, hiện tại sẽ đi làm cái gì? Bên trên tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ ngồi ở trước lò luyện đan lẳng lặng tự hỏi, bên trong tòa đan lô đen nhánh trước mắt, đan dược sắp thành đan đã phát tán ra trận trận hào quang. Lúc này hắn nhất tâm đa dụng, ngoại trừ luyện đan, còn đang giám thị động tĩnh của báo đen từ phía xa, thuận tiện suy nghĩ biện pháp cụ thể cải cách địa phủ ở bên trong mật thất. Báo đen lúc này đang đi về phía động phủ của mình. Nhưng báo đen không biết chính là, Thủy Yêu Miểu Miểu kia đã là vào 2 ngày trước, thu thập xong bao quần áo rời khỏi chỗ động phủ này. Cụ thể vì sao, Lý Trường Thọ cũng không quá hiểu, đại khái chính là, yêu. Có lẽ là Thủy Yêu phát giác ra được báo đen quấn vào bên trong đại nhân quả, sợ chính mình không chịu nổi nhân quả như vậy, nhân cơ hội này rời đi. Thủy Yêu lưu lại một phong thư cho báo đen, Lý Trường Thọ đã không mở nó ra đọc vì tôn trọng quyền riêng tư của các sinh linh. Nhưng vì lý do ổn thỏa, hắn đã dùng tiên thức nhìn quá trình Thủy Yêu viết thư. Trong thư chỉ viết nhân duyên của vợ chồng bọn họ đã hết, ly thân từ đây, sau này không cần tìm hoặc mong nhớ vân vân. Đáng thương cho báo đen, vào giờ phút này còn không biết chính mình trở về Kim Ngao đảo một chuyến, sau khi về nhà sẽ đối mặt với cái gì. Cũng không biết chuyện Thủy Yêu Miểu Miểu rời đi này, sẽ hình thành đả kích bao lớn đối với báo đen, sẽ ảnh hưởng đến tính tình của báo đen hay không, kế hoạch cụ thể lần này là cái gì. Kỳ thật cũng không có kế hoạch, Lý Trường Thọ phát ra hịch văn truy sát Lục Áp đạo nhân, tiết lộ tin tức này cho báo đen, đã là toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn chỉ ném 2 tảng đá một lớn một nhỏ vào vũng nước yêu tộc này, có thể tạo ra bọt nước gì, nhấc lên sóng lớn quy mô như thế nào, đều là không thể biết được. Lý Trường Thọ lần này, thực sự chỉ muốn vô vi. Cũng không phải hắn cho rằng sắp xếp tính toán theo kiểu phương pháp thấu đáo, là quá mệt mỏi. Tương phản, đây là sau khi Lý Trường Thọ suy nghĩ lại chuyện đã qua của bản thân, mới quyết định nếm thử. Vô vi bên trong lý giải của Lý Trường Thọ lúc này, vô vi có nghĩa là tất cả các khả năng phát triển của vấn đề này, đều nằm trong phạm vi hắn có thể ứng đối. Vô luận việc này phát triển như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến bản thân mình, cũng đều sẽ mang đến chỗ tốt. Thiên đình phát ra hịch văn truy sát Lục Áp, tình hình xấu nhất, cũng chính là, chính mình sẽ bị nữ oa thánh nhân chụp tới thánh mẫu cung, cải tạo lao động trong chốc lát. Chuyện này hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của Lý Trường Thọ, thậm chí còn có thể dựa vào cơ hội như vậy, cảm ngộ đạo vận thánh nhân, tăng cường đạo cảnh tự thân. Cúi đầu nhìn vân tay của chính mình, loại cảm giác không cần phải lo lắng tính toán, nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát này thực sự rất tốt. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Đây cũng là do tu vi cảnh giới của chính mình tăng lên, quyền nói chuyện tại đạo môn tăng lên, tài nguyên nắm giữ trong tay càng trở nên khổng lồ, lại thêm chỗ dựa phía sau càng trở nên kiên cố, mang đến phản ứng dây chuyền. Bất quá Lý Trường Thọ cũng biết, hắn đây cũng không phải là vô vi chân chính. Giống như Thái Thanh Thánh Nhân lão gia đã nhận hắn làm đệ tử, đây mới thực sự là thanh tĩnh vô vi. Thái Thanh Thánh Nhân gặp được sự tình không hợp tâm ý của chính mình, tiện tay liền có thể an bài pháp bảo người ưu tú xử lý, nếu gặp chuyện không tầm thường thì sẽ trực tiếp ra tay săn bằng. Huyền Hoàng Thái Cực Đồ,
nhất khí hóa tam thanh, lục thánh đỉnh điểm, khẽ động quỷ thần hoảng sợ. Tiểu cảnh giới chính mình vừa đạt đến này, còn kém xa. Ong ong hào quang bên trong đan lô nở rộ, Lý Trường Thọ ngừng mơ màng, rót một tia tiên lực vào trong đó, bao bọc những viên đan kia vào bên trong, lại chậm rãi vứt ra tạp khí còn thừa trong đó. Sau đó, đỉnh đan lô mở ra, từng viên đan dược mượt mà no đủ bay ra, phiêu phù ở trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ, hào quang cũng đang dần dần thu liễm. Mùi thơm ngát nhàn nhạt, mờ mịt tràn ra ở bên trong đan phòng. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, ít nhiều cũng có một chút thất vọng. Lò luyện đan này, luyện chế ra lục phẩm linh đan chính là cực hạn sao? Hiện nay ảnh hưởng đến tiến cảnh đan đạo của hắn nhanh chóng tiến về phía trước, trừ những linh dược bảo dược cấp bậc thiên tài địa bảo kia, chính là những thiết bị phần cứng này. Lò bát quái của lão quân, hắn bây giờ ngược lại là có thể mượn dùng. Nhưng đi vào bên trong động xuất cung mượn lò bát quái luyện đan, không phải chính là đi đường vòng đòi hỏi lão quân đan dược sao? Vạn nhất làm cho lão quân không thích, làm cho thánh nhân lão sư không vui, đây chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Tiểu Thọ Thọ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa ra đan phòng, Lý Trường Thọ nhìn thấy một cái đầu với mái tóc ngắn đi vào từ cửa. Lại đang luyện chế vật gì tốt? Để cho bản sư thúc nếm thử. Ây! Lý Trường Thọ phất tay phải qua, ngón tay nhẹ nhàng bắn bay một viên đan dược. Người đến há miệng, nuốt đan dược vào trong miệng, chưa kịp nhai thì viên đan đã biến thành chất lỏng trong suốt rồi chui vào cuống họng. Oa, sao lại có vị đắng? Người tới nói thầm một tiếng, thân thể trốn ở bên cạnh cửa cũng nhảy vào cùng với thánh quang, tất nhiên là tử cửu. Lý Trường Thọ cười nói, đây là luyện chế cho linh lị, hiệu quả là cường hóa nhục thân, ăn vào chính là đã kiếm lời. Cái gì? Tử cửu không khỏi giật mình, thứ này cường hóa nhục thân. Làm sao vậy? Bản sư thúc cũng không thể lại quá dài, không thì sẽ không hài hòa. Lý Trường Thọ cười nói, đó thật sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi của hồng hoang. Khục, đừng lo lắng. Sư thúc tới lấy rượu, ở chỗ cũ. Hì hì. Tử cửu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhảy hai bước tới bên cạnh giá sách, cầm đi hai bầu rượu nhỏ, cảm ơn tiểu thọ. Hừ hừ, bản sư thúc sẽ trở về tiếp tục đại sát tứ phương. Nhìn chăm chú vào bóng lưng tử cửu, sư thúc vừa lòng thỏa ý cưỡi mây rời đi, Lý Trường Thọ cười nhẹ vài tiếng, trong mắt toát ra một chút cảm khái. Đây, làm sao không phải là một loại vô vi? Chỉ bất quá tử cửu sư thúc là không hỏi thế sự, một lòng tu hành ở bên trong núi, mà chính mình lại phải đối mặt với các loại đại giáo đánh cờ phức tạp. Thu những đan dược này lại, tiên thức của Lý Trường Thọ liếc nhìn Hùng Linh Lị tu hành ở ngay trong rừng, ngược lại không vội vàng đưa cho nàng. Lúc này Hùng Linh Lị lại tăng lên hai vòng so với trước đó, toàn thân tản ra khí tức hung hãn, huyết mạch vu tộc trong cơ thể đã hoàn toàn bị kích phát ra. Lý Trường Thọ đã bắt được bát cửu huyền công, lúc này lại không nên truyền thụ cho Hùng Linh Lị. Bát cửu huyền công, xem như là huyền pháp chế tạo riêng cho người nắm giữ nhục thân cường hoành, nhục thân càng mạnh càng dễ dàng nhập môn. Lý Trường Thọ lúc này chỉ mới tham ngộ bát cửu huyền công sơ sơ, phát hiện ra môn huyền công của hậu thổ nương nương này cũng không phải là pháp môn tu hành nhục thân đơn thuần, chỗ chân quý nhất ngược lại là lực lượng nguyên thần tăng thêm đối với nhục thân cường hoành. Lý Trường Thọ cũng quyết định nếm thử tu hành môn huyền công này, tiến hành cường hóa vừa phải đối với thân thể của chính mình. Như thế chẳng những có thể gia tăng hệ số an toàn của bản thân, còn có thể tăng lên cảm giác đường cong nhục thân và cảm giác cường tráng, gia tăng mị lực nam tính, đề cao lòng tự tin nam tính, quả thực là một môn pháp môn tu hành có nhiều tác dụng hiếm có của vu tộc. Bí lục vu tộc mà hậu thổ nương nương nói sẽ phái người đưa cho chính mình còn chưa có tin tức, nếu như lại phối hợp với bí lục vu tộc, có thể lâm thời tăng cường cường độ nhục thân của chính mình. Giả thiết một vài tình hình như vậy, một ngày nào đó Lý Trường Thọ đội tháp đại gia trên đỉnh đầu, đối mặt với sự vây khốn của cường địch, đối phương dốc hết sức bình sinh, tạm thời áp chế, phong ấn, hoặc là đánh bay tháp đại gia ra ngoài. Một đám cường địch vui đến phát khóc, cảm thấy ánh dạng đông thắng lợi ở ngay phía trước, khởi xướng thế công cường đại đối với Lý Trường Thọ, pháp bảo đầy trời đập tới, lại đánh ra một hồi tiếng vang đinh đinh nhẹ nhàng. Kiếm gãy, thước nứt, gạch vỡ, Lý Trường Thọ bình tĩnh kéo ra cổ áo đạo bào, lộ ra toàn thân da thịt màu vàng nhạt. Vào những ngày mưa, công đức kim thân và bát cửu huyền công càng phối với nhau. Tạm thời không đề cập tới Lý Trường Thọ thi hành vô vi, ở trong núi suy nghĩ bát cửu huyền công, cải tạo vu nhân, chờ đợi yêu tộc làm ra phản ứng. Hãy nói về Tây Bắc Nam Thiệm Bộ Châu, trong một thành trì phàm trần bình thường, trong sân sau của một ngôi biệt thự rộng lớn, hai thân ảnh dạo bước mà đi ở bên cạnh hồ sen, trên người còn mang theo hai cỗ đạo vận tối nghĩa. Lục Áp đạo nhân khôi phục diện mạo như cũ của chính mình, thanh niên đạo sĩ áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt tuấn mỹ kia. Đầu bếp bên cạnh gã đổi lại trường bào, mỉm cười giới thiệu cảnh đẹp trang viên do chính mình tự tay bố trí cho Lục Áp đạo nhân, cùng với những thiết kế nhỏ. Lục Áp trung quy là không nhịn được, chủ động hỏi, tiền bối tại sao lại đi vào bên trong tửu lâu kia làm đầu bếp? Mà không phải là, đạo sĩ trung niên này hỏi ngược lại, vì sao bần đạo liền không thể làm đầu bếp? Chuyện này, là bởi vì lúc bần đạo hiệu mệnh vì tiên đế năm đó, mọi người đều biết bần đạo thần cơ diệu toán, bây giờ ẩn cư ở nơi đây, liền nhất định phải làm quái sư. Ha ha ha, đạo sĩ trung niên vuốt chòm râu dê của chính mình, cười nói, này chỉ bất quá là suy nghĩ của điện hạ. Kỳ thật bần đạo hứng thú với rất nhiều thứ,
xa không chỉ có những thứ như xem bói, quan trắc, trận pháp. Lục Áp thở dài, vãn bối chỉ biết tiền bối ẩn cư ở nơi đây, thấy được quái sư phàm nhân kia, còn tưởng rằng là tiền bối biến thành. Tiền bối chịu gặp vãn bối, có phải đã nguyện ra khỏi núi cương trợ vãn bối một đoạn đường? Duy chỉ có chuyện này, xin thứ cho bần đạo không thể đáp ứng. Đạo sĩ trung niên quả quyết lắc đầu, trong mắt toát ra ý tiếc hận, ta còn cho rằng ngày hôm nay điện hạ tới, là vì hỏi thăm cách sống sót, chưa từng nghĩ điện hạ lại vẫn lưu ý niệm như vậy. Nếu là như vậy, không bằng điện hạ hãy trở về đi. Kế tiếp bần đạo có nói nhiều hơn, cũng vô dụng đối với điện hạ. Lục Áp cau mày nói, ngụ ý của tiền bối là vãn bối đã có nguy hiểm sinh tử. Đạo sĩ trung niên nghiêm túc nhìn Lục Áp một chút, hai mắt đột nhiên hóa thành màu vàng nhạt, bên trong con ngươi hiện lên lóe lên một tia sáng. Đại họa không còn xa. Đạo tâm của Lục Áp run nhẹ, ở trong mắt của đạo sĩ trung niên này, thấy được một bức hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bên trong hình ảnh, gã máu me khắp người nằm bên trên một mảnh hồ nước, không biết sinh tử, nhưng tình huống vô cùng thê thảm. Nếu đổi thành người khác, nói những lời này đối với Lục Áp, để gã nhìn thấy những hình ảnh này, Lục Áp có lẽ sẽ trực tiếp mời vào bối quay người, mắng một câu, dám can đảm mê hoặc tâm thần của bần đạo. Nhưng vị đạo sĩ trung niên trước mắt này, cũng duy chỉ có vị đạo sĩ trung niên này, Lục Áp không thể không kính, cũng không dám bất kính. Năm đó yêu đình phá diệt, Lục Áp gã có thể sống, chính là bởi vì đạo sĩ trung niên này tương trợ. Lại ở bên trong người đại yêu soái yêu tộc ngày xưa, duy nhất có thể đạt được nhân quả tự thân rõ ràng, toàn thân trở ra từ bên trong đại chiến vu yêu, lông tóc không tổn hao gì, chính là vị đạo sĩ trung niên trước mắt này. Người đại yêu soái yêu tộc thượng cổ, Bạch Trạch. Bạch Trạch, linh thú tiên thiên, am hiểu thôi diễn, xem bói, biết âm dương, minh sinh tử, am hiểu xu lợi tránh hung nhất, thấu tình lý vạn vật, hiểu dáng vẻ vạn vật, là mưu thần quan trọng yêu đế yêu đình coi trọng tin cậy, cũng là người yêu đế dùng để cân bằng quyền hành yêu sư côn bằng năm đó. Bạch Trạch tinh quái đồ mà Bạch Trạch đề ra, đã trở thành cơ sở quyền lực quan trọng để yêu đế thống trị yêu tộc thời thượng cổ. Cái trán Lục Áp dịn mồ hôi lạnh, thấp giọng thở dài, vái chào đối với Bạch Trạch, xin tiền bối cứu ta. Thôi, Bạch Trạch lắc đầu cười khẽ, mặc dù thấy được chấp mê trong mắt điện hạ, nhưng chung quy là thiếu tiên đế mấy phần ân tình, không bằng trả lại ở trên người của điện hạ. Điện hạ có biết là ai muốn giết ngươi? Thủy thần Thiên Đình. Lục Áp cơ hồ thốt ra lời này, nhưng sau khi hô lên, lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm. Bạch Trạch cười nói, không sai, chính là thủy thần. Thiên đế muốn giết ngươi là muốn giết thái tử yêu đình, mà vị thủy thần này muốn giết ngươi là muốn giết Lục Áp đạo nhân. Lục Áp vội hỏi, vì sao lại như thế? Ta cùng với thủy thần chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì? Bần đạo cũng không biết. Bạch Trạch dừng bước lại, chắp hai tay sau lưng đứng ở bên cạnh hồ sen, nhìn lá sen trên mặt nước, ánh mắt càng trở nên xa xăm. Vị thủy thần này, bần đạo đã quan sát một hồi lâu, nhưng chung quy là nhìn không thấu. Điện hạ cũng biết, bần đạo tuy có một chút thần thông, biết dáng vẻ vạn vật, nhưng tóm lại là không thể thật sự suy đoán vạn vật vạn linh, không thì đạo tâm liền sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc. Bây giờ bần đạo nhàn vân dã hạc, ẩn cư giữa trần thế, sẽ chỉ tiến hành quan trắc sinh linh bần đạo cảm thấy hứng thú. Lúc lần đầu chú ý vị thủy thần này, miếu hải thần của hắn chỉ có 5-6 tòa, nhưng khi đó, bần đạo liền không có cách nào thấy rõ hình dáng tướng mạo lai lịch của hắn, hắn lúc ấy đã có đề phòng, hơn nữa là chưa từng thư giãn loại đề phòng này một ngày. Bần đạo bí mật quan sát thủy thần đến hôm nay, vẫn không nhìn thấu hắn. Bạch Trạch hơi ngừng lại, thở dài nói, vị thủy thần này, cực am hiểu nhẫn nại, làm việc chu toàn đến mức làm cho người ta giận sôi, hơn nữa còn có thù tất báo. Điện hạ có biết sự tình Hải Nhãn Long tộc bị công phá năm đó? Tất nhiên là biết được. Lục Áp đạo nhân nói, Thiên Đình cùng với phương Tây mưu tính Long tộc, cuối cùng Long tộc lựa chọn quy thuận Thiên Đình, phương Tây dùng Long tộc lập uy, hủy Hải Nhãn Đông Hải, cướp đi bảo khố Đông Hải. Lúc ấy người phương Tây chủ trì việc này chính là đại đệ tử thánh nhân phương Tây Địa Tạng. Bạch Trạch cười nói, nhưng Địa Tạng và tiểu đế thính của gã Xuân Phong đắc ý không được bao lâu, liền có sự tình tiên nhân tam giáo cùng lên Linh Sơn. Tiên nhân tam giáo bức Linh Sơn cúi đầu nhận sai, mà một trong Tây Phương Nhị Thánh hiện thân, muốn giết đệ tử Linh Sơn mà bọn hắn đổ tội, Huyền Đô đại pháp sư càng là dựa vào chí bảo tiên thiên thái cực đồ, liều mạng cùng với thánh nhân. Trận kịch kia thật sự đẹp mắt. Ừm khục, nguyên nhân gây ra sự tình lần kia, điện hạ có biết chuyện ra sao? Lục Áp đạo nhân cao mày nói, xin tiền bối chỉ giáo. Địa Tạng thực hiện một kế sách nhỏ, dùng năng lực của đế thính, tung tin đồn nhảm tiệt giáo hỏa linh thánh mẫu thông đồng cùng với Triệu Công Minh, còn là mượn danh nghĩa của xiển giáo Hoàng Long chân nhân lan tràn việc này. Bạch Trạch cười nói, chỉ nửa ngày, thủy thần Thiên Đình liền định ra kế sách phản kích, liên thông với đại sư huynh tam giáo. Liền bởi vì một chuyện nhỏ này, làm cho uy danh Linh Sơn đạt được ở trên người Long tộc trực tiếp mất đi, làm cho quan hệ tam giáo nhận được hỏa hoãn, thuận tiện còn đánh mặt mũi thánh nhân phương Tây. Càng làm cho Địa Tạng cùng với đế thính bị thánh nhân răn dạy, ném đi tín nhiệm của thánh nhân. Phần tính toán này, bần đạo tóm lại là sẽ tuyệt đối không là địch cùng với thủy thần. Lục Áp hơi có một chút bất mãn, nói, việc này làm sao không phải là đại sư huynh tam giáo cố ý thúc đẩy. Bạch Trạch cười không nói, dẫn chủ đề trở về sự tình Lục Áp.
Điện hạ, ngoại trừ sự tình Tây Hải và trận chiến Yêu Thăng Sơn, người đã từng trêu chọc thủy thần? Cũng không có. Ánh mắt của Lục Áp rất thẳng thắn. Lúc ở Yêu Thăng Sơn, ta là từ bên trong Oa Hoàng Cung tiến đến Yêu Thăng Sơn, chậm nửa bước, không thì cũng sẽ không để vị thủy thần kia tùy tiện đắc thủ. Bạch Trạch cao mày nói, điện hạ, chỗ ở của Thánh Mẫu Nương Nương tên là Thánh Mẫu Cung, Oa Hoàng Cung chính là do yêu tộc tự đặt tên. Đừng có bởi vì thánh nhân không truy cứu, liền thật sự cho rằng thánh nhân nương nương nhận danh hào yêu tộc lung tung. Lúc thượng cổ, Thánh Mẫu Nương Nương trước khi thành thánh, tiên đế sợ Phục Hy và Thánh Mẫu Nương Nương đoạt quyền, bức huynh muội bọn họ đi trước một bước, trước đây Thánh Mẫu Nương Nương sẽ che chở ngươi, chỉ là vì không ít giao tình lúc trước. Bây giờ, thủy thần đã đi đến Thánh Mẫu Cung hai lần, Thánh Mẫu Nương Nương phải chăng còn sẽ ra tay che chở ngươi, đã là không thể biết được. Thủy thần đi Thánh Mẫu Cung. Lục Áp không khỏi giật mình, vội hỏi, đây là sự tình khi nào? Lần đầu là trận chiến Yêu Thăng Sơn qua đi, lần gần nhất này là bởi vì Đại Đức Hậu Thổ gặp nạn vào ngày trước đó không xa. Bạch Trạch Vân vê chỏm râu dê, lạnh nhạt nói, xem ra điện hạ cũng là bị những kẻ được gọi là lão thần làm cho hồ đồ rồi. Thánh Mẫu Nương Nương là Thánh Mẫu nhân tộc, năm đó nhân tộc bị yêu tộc tàn sát, Thánh Mẫu Nương Nương chưa từng hiện thân là bởi vì yêu sư Côn Bằng dụng kế tính kế Thánh Mẫu Nương Nương. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Thánh Mẫu Nương Nương ban cho thủy thần bảo vật đếm không hết, chuyện này ở bên trong Thánh Mẫu Cung cũng không phải là bí mật gì. Điện hạ, yêu đình vào lúc thánh tộc phá diệt đã sớm không còn tồn tại, sao phải xoắn suýt chuyện lúc trước? Lục Áp đạo nhân im lặng không nói, khuôn mặt có một chút ảm đạm. Bạch Trạch tiếp tục khuyên bảo, năm đó bần đạo đi theo hai vị tiên đế, tận mắt nhìn thấy những vạn tộc không cam lòng bị vu tộc săn mồi hội tụ trên đỉnh Bất Chu Sơn, dựng lên cổ thiên đình, đạt thiên đạo đại vận, tranh phong thiên địa cùng với vu tộc. Khi đó, thiên đình là thiên đình, thánh tộc là thánh tộc. Sau đó bần đạo cũng tận mắt nhìn thấy, khi thánh tộc chiếm cứ bầu trời, vượt trên vu tộc một đầu, thánh tộc liền dần dần mục nát, chinh phạt, đấu pháp vô tận, đại tộc chiếm đoạt tiểu tộc, cường giả nô dịch kẻ yếu. Khi đó, thiên đình tuy vẫn là thiên đình, nhưng thánh tộc đã là yêu tộc. Ai? Bạch Trạch thở dài, lộ ra hiu quạnh vô tận. Yêu đình vẫn lạc, là chiều hướng phát triển, là sự tình ai cũng đều không thể vãn hồi, lại cũng không phải bi kịch gì đó, đây là nhân quả nên được. Điện hạ, những tên gia hỏa lúc này còn luôn miệng hô yêu đình, thật sự xem như là yêu tộc sao? Bọn hắn bất quá chỉ là một đống gỗ mục nát, lại cưỡng ép biến hóa vạn tộc sau thượng cổ, đưa về bên trong yêu tộc, mượn danh tính yêu tộc, thực hiện sự tình nô dịch, cưỡng chế. Thử hỏi, nếu năm đó sống sót cũng không phải là điện hạ, mà là huynh trưởng bảo đệ của điện hạ, những kẻ gọi là yêu vương này sẽ đối đãi như thế nào? Sẽ, bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim, cũng sẽ giống như điện hạ. Lục Áp đạo nhân nhíu mày suy ngẫm, lại ảm đạm thở dài, xác thực là như thế, ta bất quá cũng chỉ là một ngọn cờ lớn bọn hắn dâng lên. Bạch Trạch cười nói, thật tốt khi điện hạ có thể kịp thời tỉnh ngộ. Tiền bối. Lục Áp đạo nhân xoay người lại vái chào, vãn bối muốn sống, còn xin tiền bối dạy ta. Kỳ thật, ngươi hiện nay đã bị thủy thần dồn đến ngõ cụt. Bạch Trạch nghiêm mặt nói, muốn phá cục, chỉ có một con đường đi. Xin tiền bối chỉ giáo. Bạch Trạch nói, hiệu triệu các lộ yêu vương khởi binh phản thiên, như thế mới có thể có ba thành đường sống. Lục Áp lộ vẻ mặt không hiểu, hiển nhiên là có một chút khó tiêu. Bạch Trạch chậm rãi nói, đường kim thiên đế kiêng kỵ ngươi, là kiêng kỵ thái tử yêu tộc, nếu cái gọi là yêu tộc phục hưng không còn, những lão yêu vương yêu tộc kia hy sinh, yêu tộc không uy hiếp được thiên đình, phần kiêng kỵ kia của thiên đế tự nhiên sẽ biến mất. Khi đến thời cơ, ngươi chỉ cần lấy lý do không muốn yêu tộc, kết thúc ở trong hồng hoang thiên địa như vậy, biểu hiện ra lòng từ bi, nhận thua đối với thiên đình, thiên đế tự nhiên sẽ mượn ngươi biểu lộ ra nhân nghĩa thiên đình, không chỉ chừa cho ngươi một cái mạng, còn sẽ thừa nhận lai lịch của ngươi. Khi đó, ngươi tự nhiên có thể tùy ý tiêu dao ở trong thiên địa. Nhưng, Lục Áp vội hỏi, nhưng làm sao? Chỉ sợ vị thủy thần này, vào lúc ngươi nhận thua đối với thiên đình, trực tiếp ném một cây đao ở trước mặt ngươi, thành toàn danh nghĩa từ bi của ngươi. Hắn khẳng định sẽ như vậy làm. Lục Áp lập tức nuốt nước bọt, vị thủy thần này, rốt cuộc vì sao lại nhằm vào ta? Bần đạo cũng không biết. Bạch Trạch khe khẽ thở dài, trong mắt mang theo vài phần hào quang. Lục Áp nhìn không thấu, mưu tính của vị thủy thần này rất sâu, không phải là ta có thể đụng, thường thường sẽ có cử chỉ ngoài dự liệu. Mặt mũi đối với hắn chẳng ra gì, bảo tài bảo vật như mây khói. Làm cho bần đạo khâm phục nhất, ngược lại là hắn thấy lợi mà không quên nghĩa, mặc dù chưa từng đối mặt hay đối chiến với vị thủy thần này, nhưng bần đạo phảng phất như là bạn tri kỷ với hắn đã lâu, tiền bối. Lục Áp đạo nhân thấp giọng hỏi, không thể tìm biện pháp diệt trừ vị thủy thần này sao? Động đến hắn. Bạch Trạch cười nói, rơi xuống đỉnh đầu ngươi trước hết nhất, hẳn không phải là Thái Cực Đồ, cũng không phải là Chu Tiên Tứ Kiếm, mà là... cái gì? Tử Tiêu Thần Lôi. Bạch Trạch vỗ đầu vai của Lục Áp, đừng có suy nghĩ nhiều, bây giờ thủy thần dựa thế mà đi, đứng sau lưng hắn chính là thiên đạo, là đạo tổ, là tồn tại trong nháy mắt liền có thể làm chúng ta phi hôi yên diệt. Thay vì nghĩ chuyện này, chẳng bằng ngẫm làm như thế nào để làm cho các yêu vương khởi binh phản thiên, lấy lòng đối với thủy thần.
trong mắt Lục Áp đạo nhân mang theo một chút bất đắc dĩ, rơi vào bên trong trầm tư. Một lát sau, Lục Áp lại hỏi, tiền bối, ngài có thể thay vãn bối đi chào hỏi cùng với thủy thần. Không có khả năng, không làm được, nghĩ cùng đừng nghĩ việc này. Ách, vì sao tiền bối ngài lại cự tuyệt quả quyết như thế, đừng có nói đùa như thế. Bạch Trạch cong khóe miệng lên, chòm râu dê cũng đều mang theo vài phần ghét bỏ, lấy Địa Tạng và Tiểu Đế Thính để nêu ví dụ, thủy thần kiêng kỵ chính là Tiểu Đế Thính mà không phải Địa Tạng. Nếu để cho thủy thần có cơ hội, loại tiểu thú có thể nghe tiếng lòng vạn linh như Tiểu Đế Thính, nhất định sẽ bị diệt trừ. Chớ đừng nói chi là yêu tộc thượng cổ, có bản lĩnh cao hơn so với Tiểu Đế Thính như Bần Đạo. Nếu Bần Đạo chạm mặt cùng với thủy thần, chỉ có hai loại kết cục. Đạo tâm của Lục Áp lúc này đã hơi choáng, thấp giọng hỏi, kết cục nào? Hoặc là hắn giết ta, hoặc là ta lập ra lời thề đại đạo mấy vạn chữ, trở thành tọa kỵ của hắn. Bạch Trạch ngửa đầu thở dài, trong mắt tràn đầy phiền muộn, thở dài, hắn hiện tại chưa từng động Bần Đạo, chủ yếu là bởi vì tu đạo ngắn ngày, tích lũy không đủ, chờ hắn công ngưng tụ thành đức kim thân, chỉ sợ là liền sẽ đánh chủ ý lên trên người của Bần Đạo. Lục Áp vội hỏi, vậy thì tiền bối, ngài không trốn sao? Có thể chạy tới nơi nào? Bạch Trạch cười khổ nói, hiện tại chỉ có thể thử chiêu giả chết này xem, đến lúc đó có thể tránh thoát hay không, bất quá, hẳn là không thành. Vì sao? Thủy thần cực am hiểu sự tình bổ đao, phàm là sự tình diệt sát chi linh, nửa điểm hồn phách cũng sẽ không lưu lại. Lục Áp nhíu mày lại thành chữ xuyên, tiền bối phải chăng là có một chút quá mức khoa trương? Vị thủy thần này thật sự lợi hại như thế, vì sao không đè linh sơn xuống? Không hủy diệt yêu tộc chúng ta, ngươi luôn phải cho hắn một chút thời gian. Bạch Trạch chậm rãi nói, vào giờ phút này sự tình có quan hệ đến thủy thần. À, Bần Đạo có thể nói cho ngươi, chính là từ khi hắn tu hành, đến lúc một trận chiến yêu thăng sơn có thể trọng thương ngươi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 năm. Chuyện khác ngươi đừng có hỏi nhiều, Bần Đạo cũng không dám dính nửa điểm nhân quả của hắn. Lục Áp có một chút muốn nói lại thôi, Bạch Trạch thấy thế lại là cười lắc đầu, cũng không nói thêm về việc này. Điện hạ, hãy nhớ kỹ một câu nhắc nhở của Bần Đạo. Mời tiền bối nói, vãn bối nhất định khắc trong tâm khảm. Đấu thần không đấu thế, đấu tiên không đấu thánh. Bạch Trạch thấp giọng nói, thiên đình kiêng kỵ chính là thực lực bất phàm yêu tộc còn giữ bây giờ, điện hạ vạn lần không được liên thủ cùng với Linh Sơn phương Tây. Lục Áp lại cúi người vái chào, tiền bối dạy bảo, Lục Áp ghi nhớ trong tâm. Thân ảnh của Bạch Trạch đột nhiên trở nên có một chút phai mờ. Lục Áp ngẩng đầu lên, đã thấy Bạch Trạch tiêu tán theo gió, các nơi trang viên nơi đây cũng yên tĩnh trở lại trong nháy mắt. Bần Đạo đi trước một bước, điện hạ bảo trọng nhiều hơn. Nếu muốn báo đáp ân tình, sau này chúng ta đừng gặp nhau nhiều. Lục Áp nhắm mắt cười khổ, lại liên tục vái chào ba cái, lúc này mới quay người rời khỏi nơi này. Mấy tháng sau, thái tử Lục Áp yêu đình thượng cổ, hiện thân tại ranh giới Nam Bộ Bắc Câu Lô Châu, vung cánh tay hô lên, phát ra hịch văn thảo phạt thiên. Trong vòng một ngày, có 325 lộ yêu vương hưởng ứng, tụ tập mấy trăm vạn yêu binh, mấy ngàn cao thủ yêu tộc, nói thiên đình hãm hại yêu tộc, chèn ép vạn linh chi tộc vô tội, đứng lên chống lại thiên đình. Ngũ bộ châu hồng hoang tạm thời sôi trào, thiên đình chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Yêu tộc các nơi đi đến ranh giới Bắc Châu, nâng cao uy danh của yêu tộc, luyện khí sĩ nhân tộc cũng là mài đao xoèn xoẹt đi về hướng Bắc Châu. Có yêu vương hô to lại lập yêu đình, bất quá yêu vương này rất nhanh liền không có tiếng vang. Vào ngày Lục Áp phát ra hịch văn thảo phạt thiên, trên tiểu quỳnh phong tại độ tiên môn, bên trong rừng trúc u tĩnh kia, Lý Trường Thọ thả ra thư quyển trong tay, nhìn chăm chú vào phương hướng tây bắc, hơi suy tư. Vị Lục Áp này được cao nhân tương trợ, biện pháp lấy tiến làm lùi này cũng đều có thể nghĩ ra được. Vì lý do ổn thỏa, hiện tại Ngọc Đế Vương Mẫu không có ở thiên đình, yêu tộc lúc này chỉ là muốn kháng mệnh, chưa chính thức khởi binh. Trước hết để cho hịch văn bay một hồi, xem yêu tộc có thể bành trướng đến mức chủ động tiến đánh thiên đình hay không. Phàm là có một yêu binh, không, một tia yêu khí. Phàm là có một tia yêu khí đến trước thiên môn, Lý Trường Thọ liền có thể mượn đề tài, để Đông Mộc Công đi đến Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, động xuất cung khóc lóc 3 ngày 3 đêm, nói thừa dịch Ngọc Đế lịch kiếp, yêu tộc khi nhục thiên đình. Ngày thứ hai thái tử Lục Áp yêu đình thượng cổ phát ra hịch văn thảo phạt thiên, ở nơi ngũ đại thiên môn thiên đình, thiên binh thiên tướng trận địa sẵn sàng, khí tức khẩn trương tràn ngập khắp nơi. Gió thổi báo dông bão sắp đến, thiên binh bày trận, thiên tướng mài đao, không ít văn lại cưỡi mây tới lui trong thiên đình. Chúng tiên tử bên trong giao chỉ cũng là tập hợp cùng một chỗ, thủ hộ xung quanh giao chỉ, cũng phái người thông báo cho thông minh điện, các nàng mặc dù không tham gia vào hàng ngũ chiến đấu thiên đình, nhưng cũng sẽ ra tay gấp rút tiếp viện vào bất cứ lúc nào. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất thần hồn nát thần tính, rất có tư thế ngày mai khai chiến. Bên trong thông minh điện, hơn 10 vị tiên thần thiên đình tụ họp, bày một cái bàn tròn ở chính giữa đại điện, cạnh bàn tròn có 8 bảo tọa, hai bên xếp 4 hàng ghế, các vị tiên thần đều đang đứng trước ghế ngồi, chờ đợi một vị chính thần đến. Ngọc Đế Vương Mẫu hạ phàm lịch kiếp, ấn theo lý thuyết, lúc này phải tên là quần tiên không đầu. Hơn nữa bày yêu thế lớn, các cao thủ yêu tộc thượng cổ còn sót lại tề tụ tại ranh giới Bắc Châu, một cỗ uy thế khiến cho người nhìn thấy run sợ trong lòng. Bất kể thực lực của hai bên, chỉ đơn thuần là số lượng cao thủ,
Lúc này yêu tộc xác thực đã hiện ra trạng thái nghiền ép đối với thiên đình. Nhưng những tiên thần này cũng không hoảng hốt, thậm chí, vừa nghĩ tới mọi việc thiên đình trải qua trước đây, hiện tại còn có một chút muốn cười. Một thiên tướng ở cửa ra vào nhỏ giọng nói, thủy thần đại nhân đã đến. Chúng tiên thần lập tức ngừng nói nhỏ, Đông Mộc Công ngồi tại chủ vị cũng lập tức đứng dậy, đi về hướng cửa điện. Ngoài cửa, lão thần tiên áo bào trắng tóc trắng phất trần trắng điều khiển mây trắng mà đến, tất nhiên là Lý Trường Thọ trạng thái mò cá. Hắn vừa mới vào thông minh điện, đám tiên thần thiên đình này liền lập tức tụ tập về phía trước, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, làm cho Đông Mộc Công cũng có một chút dở khóc dở cười. Đông Mộc Công hô, thủy thần, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Những yêu tộc này, hung dữ đến mức muốn trực tiếp cắn người. Thủy thần đại nhân, khi nào chúng ta mới khởi binh chứ yêu? Chư vị đừng vội. Lý Trường Thọ đưa tay ép xuống, chúng tiên thần lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Trường Thọ cười nói, chư vị đều là trọng thần thiên đình. Lúc này Ngọc Đế Bệ Hạ cùng với Vương Mẫu Nương Nương cũng không có ở thiên đình, chúng ta tuyệt đối không thể luống cuống. Hiện giờ thiên đình vừa mới có một chút khởi sắc, vạn sự đang ở trong thời khắc cất bước, mười mấy vạn thiên binh mới đứng vào hàng ngũ chưa được huấn luyện, mấy chục thiên tướng mới tấn thăng, chưa học được binh pháp. Vị thái tử yêu đình thượng cổ kia, chính là nhìn chúng nội bộ thiên đình chúng ta còn trống rỗng, mới không kiêng nể gì như thế, ngang nhiên chống lại thiên mệnh. Nếu vào giờ phút này chúng ta liền chỉnh quân trừ yêu, há không phải là đúng như những gì yêu tộc suy nghĩ? Một nửa chúng tiên thần lộ vẻ mặt suy tư, một nửa lộ vẻ mặt không hiểu. Có chính thần trưởng quản lôi phạt điện hỏi, thủy thần, bây giờ yêu tộc đã là công nhiên phản thiên, lúc này thiên đình chúng ta mặc dù còn không thể xưng là cường thịnh, nhưng cũng đã có lực lượng chấn át yêu tộc. Nếu yêu tộc phản, chúng ta không xuất binh, thiên uy ở đâu? Làm sao có thể duy trì thiên địa chính đạo? Lời ấy sai rồi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, thiên đình bây giờ mặc dù đã có thể chấn át yêu tộc, hơn nữa bên trong yêu tộc phe phái săn sát, yêu vương không hợp, khó có thể một lòng. Nhưng lúc này trấn áp yêu tộc, thiên binh thiên tướng sẽ tổn thương bao nhiêu? Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ cất bước tiến về phía trước. Chúng tiên gia ở bên cạnh nhắm mắt theo đuôi đi theo, chú ý lắng nghe, chỉ sợ lọt nửa chữ. Lý Trường Thọ nói, nếu lập tức xuất binh, coi như yêu tộc đều là đám ô hợp mà nói, thiên binh thiên tướng sẽ tử thương như thế nào? Nếu thiên binh của chúng ta tử thương quá nhiều, cho dù thuận lợi trấn áp chúng yêu tại ranh giới Bắc Châu, thực lực của thiên đình liền bày ra rõ ràng giữa thiên địa. Các vị, thiên địa hiện nay là lấy nhân tộc làm nhân vật chính, yêu tộc là chó bại trận. Nếu như không thể lấy uy thế lôi đình chấn át yêu tộc, đối với thiên uy là vô ích, cũng sẽ vô ích đối với thiên địa chính đạo, sẽ chỉ khiến cho chúng tiên môn trung thần châu diễu cợt. Thậm chí, nếu đại yêu tộc thượng cổ ra tay toàn lực, chúng ta bị đánh bại một lần, thiên uy sẽ không còn sót lại một chút nào. Hơn 10 vị tiên thần bên trong thông minh điện này nghe vậy, tất cả đều gật đầu nói phải. Thủy thần nói có lý. Thiên đình xuất binh không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng xinh đẹp. Nhất định phải đại hoạch toàn thắng, mới được tính là đánh ra uy phong. Vị chính thần chấp trưởng lôi phạt điện kia chắp tay nói, là tiểu thần lỗ mãng, suy nghĩ không chu toàn, mời thủy thần trách phạt. Lý Trường Thọ cười nói, đều là suy nghĩ vì thiên đình, hơn nữa, ngươi và ta đều là thần cùng điện, sao lại nói chuyện trách phạt? Đông Mộc Công ở bên cạnh thở dài, kể 1000 nói 1000, chung quy là thực lực của thiên đình chúng ta bây giờ, còn chưa đủ chấn nhiếp đạo trích như vậy. Các vị, hãy ngồi xuống. Vào trước khi Ngọc Đế Bệ Hạ cùng với Vương Mẫu Nương Nương hạ phàm lịch kiếp, đã từng phó thác sự vụ thiên đình cho ta cùng với thủy thần, ngày hôm nay triệu tập các vị, chính là thương nghị ứng đối ra sao với sự tình yêu tộc làm khó dễ. Lập tức, Đông Mộc Công dùng tay làm dấu mời, tất cả chúng tiên thần trong điện đều nhập tọa. Ở giữa bàn tròn này, Đông Mộc Công, Lý Trường Thọ ngồi tại chủ vị, nguyên soái thủ vệ Ngũ Phương Thiên Môn làm bạn ở bên cạnh, lại vẫn còn trống một vị trí. Đông Mộc Công nhìn vào chiếc ghế trống và nói, thủy thần, không bằng chúng ta mời Long Cát công chúa đến đây. Mộc Công, Lý Trường Thọ cau mày nói, mặc dù mời Long Cát điện hạ đến đây cũng hợp tình lý, nhưng chỉ sợ bệ hạ sẽ không vui khi Long Cát điện hạ tham dự những sự tình này. Đông Mộc Công không khỏi giật mình, vội nói, vậy thì theo ý kiến của thủy thần, mời thủy thần xử trí. Mời Nguyệt lão đến đây đi. Lý Trường Thọ cười nói, ngày hôm nay còn có chuyện quan trọng, cần Nguyệt lão ra tay. Ôi chao, Nguyệt lão ở trong góc thông minh điện không khỏi sửng sốt một chút, chiến sự thiên đình như vậy, liên quan gì cùng với Nguyệt lão y? Bất quá thủy thần đã nói ra lời này, Nguyệt lão cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, cúi đầu đi về phía trước, mang theo một chút áp lực, câu nệ ngồi ở vị trí cuối bàn tròn. Toàn bộ thông minh điện, bởi vì hì vào tiên diễm đỏ chót này, nhiều hơn mấy phần màu sắc. Đông Mộc Công hắng giọng, đi vào đề tài thảo luận. Có tướng lĩnh thiên đình, không cảm tình đọc hịch văn thảo phạt thiên của yêu tộc lãng một lần, chúng tiên thần nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Đông Mộc Công cười hỏi, thủy thần, chúng ta ứng đối chuyện này ra sao? Lý Trường Thọ nói, hịch văn này viết cũng không tệ, quả thực có thể nói là than thở khóc lóc, nói thiên đình chúng ta lấn yêu tộc lương thiện bọn hắn như thế nào, yêu tộc bọn hắn đã tránh lui khắp nơi, nhường nhịn đủ kiểu, bây giờ không thể nhịn được nữa, tuyên bố không tuân theo mệnh lệnh thiên đình. Nhưng nghĩ kỹ lại, hịch văn này không có một chút nội dung nào, lại là tương đương không muốn mặt mũi. Nói liền giống như trước đây yêu tộc thật sự nghe theo hiệu lệnh thiên đình vậy.
chúng tiên thần lộ ra mấy phần ý cười, không khí trong toàn bộ đại điện đều vui vẻ hơn rất nhiều. Bạn đang xem Sư Huynh A à, Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Đông Mộc Công cười nói, yêu tộc này cũng khá chú ý, có thể cắn ngược lại chúng ta như thế. Các vị phải chú ý, yêu tộc hiện nay nói chính là kháng thiên mà không phải là phản thiên. Lý Trường Thọ nói, đối phương lưu lại một chút đừng lui. Thái tử yêu đình Lục Áp, cùng với chúng cao thủ yêu tộc thượng cổ còn sống sót, mới thật sự là phiền phức. Bất quá, điều chúng ta lập tức phải làm trước, là lại phát ra một bản hịch văn ra ngoài. Đông Mộc Công co mày nói, lại phát ra hịch văn. Là muốn đáp lại hịch văn của yêu tộc. Đầu tiên phải chiếm đóng đại nghĩa. Lý Trường Thọ cười nói, đối phương viết những điều này bên trong hịch văn. Chúng ta một điều cũng đều không đáp lại, chỉ liệt kê từng tội trạng của dương nghiệt yêu đình thượng cổ. Việc này cũng đừng có liên quan đến nhân tộc, vẻn vẹn chỉ nói, những yêu tộc thượng cổ này hiếu sát thành tính, giết hại vạn linh, không biết thiên số, bọn hắn huấn luyện yêu binh, luyện chế tà bảo, vắt kiệt tinh khí thiên địa, linh, mưu đồ làm loạn. Bên trong bản hịch văn thứ hai này còn cần điểm ra, thiên đình là do đạo tổ cùng với các vị thánh nhân lão gia đạo môn lập ra, làm như vậy là để bảo hộ thương sinh, giữ gìn thiên đạo vận chuyển, cũng không phải là vì thống ngự vạn tộc. Các làm ở thượng cổ đã là không thể thực hiện được. Phàm là sinh linh, đều có quyền lợi lựa chọn chính mình phải chăng được xưng là yêu tộc. Chúng tiên thần cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu như có đủ mưu trí, nghe Lý Trường Thọ nói những lời này, đều là rõ ràng phân lượng mấy câu nói đó của Lý Trường Thọ. Nếu như mưu trí không đủ, cũng cảm thấy những lời thủy thần nói có lý. Tất nhiên, ở đâu cũng đều không thể thiếu hạng người chất pháp. Có võ tướng buồn bực nói, thiên đình chúng ta về sau, không thống ngự vạn tộc sao? Từng đôi mắt lập tức trợn mắt nhìn sang, làm cho vị võ tướng kia vô thức rụt cổ một cái, hận không thể nhảy vào trong kẽ đất. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, thiên đình chúng ta là hộ đạo, mà không phải là vì thống ngự vạn tộc, các vị cần phải nhớ kỹ việc này. Tất cả chúng tiên đều xưng thiện. Lại có tiên thần lo lắng nói, một khi phát ra hịch văn này, nếu yêu tộc vẫn nộ tiến đánh thiên đình, lại nên làm như thế nào? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đó chính là khoảnh khắc tất cả cao thủ yêu tộc chết không có chỗ chôn, nhất định sẽ không có cho tàn lưu lại. Chúng tiên thần lập tức an tâm, biết thủy thần có thể nói như vậy, nhất định đã làm xong chuẩn bị vạn toàn. Đông Mộc Công ở bên cạnh lại giống như là có điều suy nghĩ. Tại sao, những lực lượng này y cũng có, những lời này y cũng có thể nói, lại làm không làm hời hợt được như thủy thần, lại có phong cách như vậy, định ra nội dung chủ yếu và thời gian ban bố bản hịch văn thứ hai ra bên ngoài, Lý Trường Thọ liền bắt đầu an bài sự tình kế tiếp. Một nửa chúng thiên binh thiên đình phòng thủ tại thiên môn, một nửa tu chỉnh, huấn luyện, thay phiên lẫn nhau. Đồng thời hạ lệnh đối với Long tộc Tứ Hải, mệnh Long tộc chuẩn bị một nhóm cao thủ, gấp rút tiếp viện thiên đình vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bản hịch văn thứ hai phát ra, thiên đình sẽ lấy danh nghĩa chữ yêu, hạ thấp một chút tiêu chuẩn chiêu mộ thiên binh, đồng thời kêu gọi tất cả chúng tiên môn nhân tộc Trung Thần Châu, làm chủ thể tiến về phía bắc chữ yêu. Đây đều là những ứng đối ban đầu, cũng là phản ứng hợp lý thiên đình làm ra. Kế tiếp, thiên đình còn có vài tấm át chủ bài có thể dùng, ví dụ như cầu viện đối với Tam giáo, mời lão quân tại Động Xuất Cung ra mặt, đại linh bạo tại Yêu Thăng Sơn lại xuất hiện, vân vân. Lý Trường Thọ cười nói, các vị nhất định phải vững vàng, chậm rãi trì hoãn thời gian, làm cho yêu tộc tự sinh loạn. Bây giờ Ngọc Đế bệ hạ không có ở thiên đình, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái cớ như vậy để tránh chiến bài, chiếm đóng đại nghĩa, thảo phạt yêu tộc. Yêu tộc vào giờ phút này chính là bầy yêu vừa mới tụ lại, khí thế thịnh nhất, nếu trì hoãn thời gian 3 năm, khí thế của yêu tộc tất suy. Trì hoãn thời gian 10 năm, khí thế của yêu tộc tất bại. Trì hoãn thời gian 20-30 năm, yêu tộc hoặc là hóa thành năm bè bảy mảng ngay tại chỗ, hoặc là vị Lục Áp kia không biết tự lượng sức mình, chủ động phạt thiên. Trong thời gian này, chúng ta đều có thể trầm tĩnh lại, các nơi thiên môn tăng cường phòng giữ, đặt một nhánh binh mã tại trung thiên môn phối hợp tác chiến, có thể an đại cục. Tốt nhất, chúng ta chỉ hoãn thời gian đến khi bệ hạ lịch kiếp trở về, khi đó thiên đình chúng ta đã chuẩn bị sung túc, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, hạ phàm trừ yêu, thiên binh không cần tổn hại nhiều, liền có thể dương thiên uy, bình chính khí. Đây không phải là chuyện tốt sao? Bệ hạ làm sao sẽ keo kiệt khen thưởng? Chúng tiên thần hai mắt tỏa sáng, nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Đông Mộc Công cũng cười nói, trong thời gian này, nếu yêu tộc kia ở lại hạ giới chửi rùa, chúng ta không cần để ý. Chuyện này vẫn cần phải để ý. Lý Trường Thọ lại nói, tìm mấy vị thiên tướng biết ăn nói am hiểu chửi nhau, nếu có yêu tộc chửi rùa, liền trực tiếp phản kích trở về, tốt nhất là mắng cho bọn hắn không nhịn được khởi binh phạt thiên. Nhưng phải chú ý đừng nói những ngôn ngữ xấu xa làm mất uy tín của thiên đình chúng ta. Hiện nay, nhánh yêu tộc kia cưỡi hổ, mưu toan mượn hổ uy đe dọa, chúng ta liền làm cho bọn hắn cưỡi hổ khó xuống, nhìn xem rốt cuộc là ai sợ. Có thiên tướng hỏi, thủy thần đại nhân, nếu ở trong lúc này, sĩ khí thiên binh chịu ảnh hưởng, nên trấn an như thế nào? Việc nhỏ mà thôi. Lý Trường Thọ cười nói, ngày hôm nay liền có thể nói đối với các bộ thiên binh, liền nói Mộc Công và ta làm chủ, muốn đem toàn diệt nhánh yêu tộc này, chỉ là lúc này lực lượng thiên đình còn chưa đủ, nhất định phải chờ đợi một chút thời gian. Bảo bọn họ an tâm chớ vội, chúng ta tiếp tục chiêu nạp binh mã,
cần phải lấy trạng thái nghiền ép đánh tới ranh giới Bắc Châu, chiến thắng lẫy lừng. Không ít thiên tướng nhếch miệng cười, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút rồi nói, trừ chuyện đó ra, đổi tên 1-2 bộ thiên binh thường xuyên thao luyện trận pháp là trừ yêu đại trận, biểu lộ ra sự quyết tâm của thiên đình chúng ta. Vâng, chúng thiên tướng cùng kêu lên đồng ý. Lý Trường Thọ liếc nhìn Đông Mộc Công cười dùng tay làm dấu mời, nói, thủy thần an bài là được. Vậy ta liền nói nhiều hơn vài câu. Lý Trường Thọ hắng giọng, ngồi thoải mái trên bảo tọa, tiếp tục nói, muốn đối phó với yêu tộc, dụng binh thật ra là một bước cuối cùng. Chúng ta là tiên thần thiên đình, làm việc cho thiên đình, hiệu lực vì thiên đạo, yêu tộc không tuân theo thiên đình chính là không tuân theo thiên đạo, chúng ta làm sao lại không sử dụng lực lượng thiên đạo, trước tiên gọt mấy lớp da của yêu tộc bọn hắn. Nguyệt lão ở đâu? Tiểu thần ở đây. Nguyệt lão đứng dậy nghe lệnh. Lý Trường Thọ nói, Mộc Công và ta tạm thay Vương Mẫu nương nương xử trí sự vụ thiên đình, ngày hôm nay lợi dụng danh nghĩa Vương Mẫu hạ lệnh. Nhân duyên điện ngươi tìm nhánh yêu tộc phản thiên lần này, phàm là yêu tộc cảnh giới phía trên chân tiên, nếu có nhân duyên liền nhiễu nhân duyên này, nếu như không có nhân duyên liền tăng nhân duyên này. Nguyệt lão vội hỏi, thủy thần đại nhân, làm như thế nào để nhiễu nhân duyên? Lý Trường Thọ đưa ra một ví dụ như nhân duyên giữa yêu vương Giáp và phu nhân, có thể dẫn dây đỏ của yêu vương Ất vào, để Giáp và Ất tranh nhau, dùng chuyện tương tự như thế, tiến hành từng nhóm. Nguyệt lão bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền bắt đầu cẩn thận suy ngẫm. Chúng tiên thần quay mặt nhìn nhau, bọn họ đúng là không nghĩ tới một chiêu này. Đừng hỏi, đó chính là điểm mù của kiến thức. Lý Trường Thọ thản nhiên nói, ngoại trừ nhân duyên điện, lôi phạt điện cũng có thể mỗi ngày không gián đoạn hàng lôi phạt, cho những yêu có mang theo nghiệp chứng kia, coi như dọa cho bọn hắn giật mình cũng được. Thần uy điện liền dựa vào giấc mộng, tìm một ít cao thủ yêu tộc đạo tâm không đủ cứng cỏi, báo mộng phá đạo tâm. Các thần vị trong dịch hạch bộ lúc này còn trống chỗ hơn phân nửa, nhưng tiên thần quản lý dịch hạch bộ, có thể làm một ít phiền toái nhỏ cho những yêu binh kia. Chính thần quản lý tài bộ, liền khiến cho bọn hắn làm một chút sự tình phá của, tốt nhất là tham khảo cách làm như nhân duyên điện, khiến cho bọn hắn chết vì tiền, chim vong vì tài. Các vị, còn có ai trưởng quản thần điện có thể ảnh hưởng đến yêu tộc, cứ mở miệng nói, mọi người ở đây sẽ thương nghị một phen. Có tiên thần lập tức đứng dậy, hô, tiểu thần quản lý phong bộ, có thể khiến chỗ bầy yêu hội tụ càng ngày gió càng lớn, không thấy ánh mặt trời. Tiểu thần quản lý bốn mùa thay phiên, có thể khiến chỗ bầy yêu hội tụ hàng đêm tuyết lớn, ban ngày nắng lớn. Tiểu thần quản lý hoàng hôn giáng chiều, có thể viết lên trời những lời nói như yêu tộc thất bại, loạn quân tâm bọn hắn. Tiểu thần chuyên quản xí thần điện, nhất định phải vào lúc yêu tộc bọn hắn đi nhà xí, sẽ làm nổ nhà xí nhiều lần, khiến cho quân lính tan rã. Toàn bộ thông minh điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong nháy mắt, không khí vừa sôi nổi lên đột nhiên ngưng đọng. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía vị tiên thần nói chuyện kia, vị tiên thần kia chột dạ rụt cổ một cái, nói, tiểu thần, cũng chỉ có thể làm được đến mức này. Lý Trường Thọ cười nói, tính cho ngươi một công. Bên trong thông minh điện vang lên thanh âm cười to, chúng tiên thần, thiên tướng tràn đầy sĩ khí, trước đây lại là chưa hề nghĩ tới, thiên đình bọn họ còn có nhiều tiện ích đối địch như vậy. Đợi đại hội nghị sự bên trong thông minh điện kết thúc, các bộ thiên đình lập tức bắt đầu vận chuyển. Những yêu tộc tụ binh ở ranh giới Bắc Châu kia, cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Trong vòng một đêm, truyền thuyết có quan hệ đến thủy thần, lại nhiều hơn rất nhiều ở bên trong thiên đình. Trước kia, đều nói thủy thần thiên đình tâm đen lại hung ác, đại đa số tiên thần đều là không tin, cảm thấy thủy thần có thể quật khởi. Hơn phân nửa vẫn là dựa vào thân phận đệ tử nhân giáo gia trì. Nhưng sau ngày hôm nay, tiên thần thiên đình nói đến thủy thần, đều là không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Tổng kết đại khái một chút, các tiên gia đều nói như thế này, bẩn, tâm của thủy thần thật sự bẩn, chúng ta kém xa tít tắp, vô cùng khâm phục đối với thủy thần, nguyện đi theo phía sau, ra sức châu ngựa vì ngọc đế bệ hạ. Ngoài ra, khi bầu không khí của thông minh điện sôi nổi nhất, tại hậu viện động xuất cung, Huyền Đô đại pháp sư nghe kế sách Lý Trường Thọ, mượn lực lượng thiên đạo hành hạ yêu tộc, cũng bị đùa cho cười to một hồi. Đợi đại pháp sư thu liễm nụ cười, bấm ngón tay suy tính đôi chút, thân ảnh dần dần trở nên phai mờ. Trong tay sư đệ, há có thể là binh tốt không thiện chiến. Tại bờ thiên hà, chúng thủy quân thao diễn trận pháp ở ngay phía trên thiên hà, hai vị phó thống lĩnh đốc quân ở bên cạnh. Ất huynh nói xem, lúc nào chúng ta có thể mang binh đi đến yêu tộc bọn hắn thưởng ngoạn phong cảnh. Bởi vì thủy quân thiên hà nằm ở dưới sự quản lý của thủy thần, ngày bình thường thủy thần hoàn toàn mặc kệ việc này, đại quyền trên thực tế đều nằm trong tay mấy vị phó thống lĩnh. Điện trang ngậm một cọng linh thảo, nằm trên dốc cỏ thoai thoải bên sông, hai tay gác sau đầu, khuôn mặt tuấn tú có chút lười biếng, thản nhiên hỏi một câu như vậy. Ngao Ất Đả tọa tu hành ở bên cạnh mắt cũng không trợn, thuận miệng trả lời, thông minh điện nghị sự vào nửa tháng trước, giáo chủ và Mộc Công đã định ra chiến thuật kéo dài, tiến hành kéo đầu yêu tộc, ngươi và ta hẳn là không có cơ hội xuất thủ. Như vậy sao? Phù, Điện Trang thoải mái thở hắt ra, bên miệng mang theo nụ cười hơi có vẻ nhộn nhạo, nhỏ giọng thầm thì, cái gì gọi là thiên đình? Đến ngày hôm nay, ta cuối cùng đã có thêm kiến thức. Nghe nói nhân duyên điện đã dắt mười mấy sợi dây đỏ, có tượng đất yêu tộc cảnh giới thiên tiên hôm trước cũng đều trực tiếp nổ, có lẽ là bị yêu vương tình địch xử lý.
Đáng tiếc, nhân duyên điện không có cách nào can thiệp nhân duyên của Tiên Trường Sinh, không thì yêu tộc có gì phải sợ. Chỉ cần vài sợi dây đỏ liền xử lý xong. Chậc chậc chậc, đại nhân quản ánh bình minh giáng chiều thì càng quá phận, trực tiếp viết hịch văn trừ yêu ở bên trên mây, cho hết thảy yêu tộc xem, cũng không biết đại bộ phận yêu tộc có biết chữ hay không. Tuyệt nhất chính là cái gì, Ất huynh ngươi có biết không? Không biết. Ngao Ất nhàn nhạt đáp lại, không có hào hứng nói chuyện phiếm gì. Ha ha ha. Là Dịch Hạch Bộ ra tay làm cho yêu binh ôm bụng đi nặng, lúc đi nhà xí lại bị chất bẩn phun tung tóe. Ranh giới Bắc Châu hiện tại rất sôi động, hương thơm bốn phía. Ha ha ha. Ngao Ất nghe vậy đầu tiên là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lắc đầu than nhẹ, Thiên Đình dùng chức quyền của các bộ tiêu hao thực lực yêu tộc, đây là điều trước đây chưa ai nghĩ tới. Cũng không biết làm như thế sẽ ảnh hưởng đến vận thế Thiên Đình hay không. Yên tâm, vấn đề chúng ta có thể nghĩ đến, Thủy Thần đại nhân và Mộc Công làm sao có thể không nghĩ ra. Biện Trang cười nói, đã có tiên thần liên tục theo dõi sự thay đổi của thiên đạo, theo bọn họ nói, cử động lần này không những sẽ không có ảnh hưởng gì, còn bởi vì chính thần Thiên Đình thường xuyên sử dụng chức quyền, hơi gia tăng ảnh hưởng của Thiên Đình đối với thiên đạo vận chuyển. Thật sự, càng ngày càng bội phục Thủy Thần nhà ta, giáo chủ nhà ngươi. Ừm. Nụ cười trên khóe miệng của Ngao Ất lập tức chân thành tha thiết hơn rất nhiều. Rất có một loại cảm giác chỉ cần ngươi khen ngợi Thủy Thần, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Đúng vào lúc này, một đóa mây trắng bay tới từ nơi xa. Biện Trang ngẩng đầu nhìn lên, hơi run rẩy, liền vội vàng đứng dậy. Ồ, Thủy Thần đại nhân cùng với Nguyệt lão làm sao lại đến rồi? Ngao Ất lại là có một chút bình tĩnh, đã sớm thông qua tiên thức bắt được hai thân ảnh này, bình tĩnh đợi một hồi mới đứng dậy nghênh đón, cùng với Biện Trang cùng nhau la lên, bái kiến Thủy Thần. Ở phía trên thiên hà, chúng thiên binh thiên tướng cũng dừng lại sự tình trước mắt, hành lễ đối với hai vị lão thần tiên trên mây. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, ra hiệu cho bọn họ hãy như bình thường, mang theo Nguyệt lão rơi thẳng vào trước người Biện Trang cùng với Ngao Ất. Nguyệt lão nhìn đi. Lý Trường Thọ cười nói, chuyên gia trong nghề chính là ở đây. Nguyệt lão theo tay phải của Lý Trường Thọ, thấy được thân ảnh Biện Trang, không khỏi nhướng mày, thấp giọng nói, Thủy Thần, tính tình của phó thống lĩnh Biện Trang mặc dù hơi phóng đãng, dây đỏ thay đổi 3 lần mỗi ngày, nhưng y cũng không liên quan gì đến dây đỏ bên kia. Lý Trường Thọ cười nói, trừ phó thống lĩnh Biện Trang, Thiên Đình cũng không tìm ra mấy nhân tài có thể tùy ý thay đổi dây đỏ, Nguyệt lão hãy sử dụng đi. Như vậy cũng được. Nguyệt lão thở dài, ít nhiều có một chút không muốn. Biện Trang đang khom người cúi đầu không nhịn được lệ rơi đầy mặt, mặc dù cảm thấy chính mình có bị mạo phạm ở trước mặt, nhưng trong đáy lòng trở nên kích động. Lên Thiên Đình lâu như vậy, rốt cuộc có thể dính líu quan hệ cùng với Nguyệt lão. Phó thống lĩnh Biện Trang. Nguyệt lão lấy ra một cuốn quyển trục chưa ghi, một chiếc tiên nhân bút, lộ ra nụ cười thản nhiên, ta hỏi phó thống lĩnh mấy vấn đề, mong rằng phó thống lĩnh có thể căn cứ vào tâm ý của chính mình, trả lời thành thật. Nếu, khục, Biện phó thống lĩnh coi trọng một vị nữ tử như hoa như ngọc, nữ tử này lại là phụ nữ có chồng. Hơn nữa phu quân nàng, tu vi cảnh giới thiên tiên giống như phó thống lĩnh sẽ làm như thế nào để đào góc tường? Chuyện này, Biện Trang cao mày nói, ta có thể làm ra loại sự tình này sao? Lý Trường Thọ cười nói, chỉ là nếu, phẩm tính của Biện phó thống lĩnh lương thiện, làm việc có hạn độ, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Đây là vì công vụ thiên đình, cũng là bởi vì ở bên trong kế sách nhiễu loạn yêu tộc, không ít yêu vương quá mức ngây ngô, sợi dây đỏ đã thắt rồi nhưng bọn hắn không dám nói. Ta liền nghĩ, nếu như có thể cho bọn hắn một biện pháp đào chân tường, liền có thể gia tốc nội loạn trong yêu tộc bọn hắn. Biện phó thống lĩnh, gánh nặng đường xa, mong rằng hãy dốc sức truyền thụ. Nghe được lời nói chân thành của Thủy Thần, cái eo của Biện Trang dần dần thẳng tắp, cả người đều tản ra một loại quang huy thánh khiết, mắt trái sứ mệnh, mắt phải trách nhiệm, nghiêm mặt nói, Nguyệt lão chờ một lát, để cho ta sửa sang lại suy nghĩ. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Thiện. Nguyệt lão nâng bút ngưng thần, lặng lặng chờ đợi. Lý Trường Thọ cười đến híp cả mắt, quay người thưởng thức phong cảnh thiên hà. Nhìn mây trào lên trong nước sông Thiên Hà, tưởng tượng năm đó Bất Chu Sơn đảo ngược, nước sông Thiên Hà chảy ngược trong thiên khung, lại nên là cảnh tượng cỡ nào? Giáo chủ ca ca. Ngao Ất tiến tới từ bên cạnh, truyền âm hỏi, sử dụng thần quyền thiên đình như vậy, sẽ có tai họa ngầm gì hay không? Ừm. Lý Trường Thọ cười cười, nếu là ngày thường, Nguyệt lão hồ dắt dây đỏ lung tung tự nhiên sẽ bị lực lượng thiên đạo phản phệ, nhưng lúc này là thời kỳ phi thường. Lấy lệnh dưới danh nghĩa của Vương Mẫu nương nương, chỉ nhằm vào yêu tộc phát ra hịch văn đối kháng thiên đình. Nguyệt lão không những sẽ không bị thiên đạo trừng phạt, y làm càng nhiều, nhiễu loạn yêu tộc càng nhiều, công đức khen thưởng đoạt được cũng càng nhiều. Đây chính là đại nghĩa, cũng là ý nghĩa hình thức và quy tắc. Yêu tộc phát ra bản hịch văn này, đã là đi vào vòng lẩn quẩn chống lại thiên đạo, đã chú định chỉ có bại vong, nhưng phương pháp là do chúng ta lựa chọn. Ngao Ất lộ vẻ mặt giật mình, cẩn thận suy nghĩ, không bao lâu lại hỏi, yêu tộc đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lý Trường Thọ đứng chắp tay, chậm rãi nói, cũng không phải là yêu tộc tự tìm đường chết, mà là yêu vương có địa vị tương đối cao bên trong yêu tộc, hoặc là vị lục áp đạo nhân kia, muốn mượn cơ hội lần này, rửa sạch hơn phân nửa thế lực còn sót lại của yêu tộc, từ đó giảm bớt các mối đe dọa của chính họ. Thiên đình bây giờ đã sắp đại hưng, thực lực nhân tộc phân tán ở bên trong các đại tiên môn,
còn có sự tiết chế của đạo môn. Yêu tộc yêu đình thượng cổ còn sót lại chính là họa tâm phúc của Ngọc Đế bệ hạ. Lúc này yêu tộc không đi đường này, 100 năm sau hoặc là 300 năm sau, thiên đình tràn đầy thiên binh cao thủ, yêu tộc cũng sẽ bị dọn dẹp. Có thể làm ra quyết sách phát ra hịch văn thảo phạt thiên vào lúc này, liền chứng minh bên trong yêu tộc xác thực còn có tồn tại cao nhân có thể nhìn thấy thiên địa đại thế, không thể khinh thường. Ngao Ất ở bên cạnh lại suy tư một hồi, dần dần tiêu hóa lời nói này, vừa muốn tiếp tục hỏi ý. Khục. Điện Trang dùng hai tay ôm quyền, trong hai mắt tràn đầy ánh sáng tự tin, mời Nguyệt lão tùy ý đặt câu hỏi, Mạt tướng đã chuẩn bị xong. Vậy thì mời viện phó thống lĩnh nói, nếu như ngươi là một yêu vương, coi trọng phu nhân của một vị yêu vương khác, vậy làm thế nào để có thể quen biết phu nhân kia? Tất nhiên là đi đến động phủ đó bái phỏng mấy lần, kết giao cùng với yêu vương kia, bày ra phong độ bản thân. Đợi thời cơ chín muồi, nghĩ biện pháp đẩy ra yêu vương kia, đơn độc gặp nhau cùng với phu nhân, nói lời ôn tồn nhỏ nhẹ, từ từ mưu toan như thế, quan sát phản ứng của vị phu nhân này. Nguyệt lão co giật khóe miệng, ghi lại những lời này. Nguyệt lão lại hỏi, lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ có những loại nào? Điện phó thống lĩnh có thể truyền thụ vài câu. Điện Trang có một chút mặt đỏ tới mang tai, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, khôi phục cảm giác sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm. Chuyện này, kỳ thật là có một chút đáng xấu hổ, loại sự tình đào góc tường người khác này, cuối cùng là không đúng. Ta chỉ là, có một người bạn là chuyên gia trên phương diện này, ta đã nghe hắn nói kỹ càng, bình thường mà nói, đều là dùng một chút hoa ngôn xảo ngữ, tương đối lợi hại một chút sẽ có một cái quá trình tiến dần lên, ví dụ như thế này, ừng khục. Phu nhân, ta biết việc này không đúng. Trái với lẽ thường, nhưng chính là không che giấu được ngưỡng mộ đối với nàng. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhìn nàng, ta như đang ở trên cung trăng. Nàng có thể cho ta gặp nàng vài lần nữa được không? Dù chỉ là nói chuyện như vậy. Phu nhân, cả đời nàng, ta chỉ mượn một đêm. Ở bên cạnh, cái trán của Ngao Ất cùng với Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, Nguyệt lão ngược lại là nghiêm túc ghi lại những lời này. Điện Trăng tiếp tục chậm rãi nói, cung cấp những sách lược khác nhau. Một người một rồng ở bên cạnh ăn ý xoay người sang chỗ khác. Lý Trường Thọ cầm một bình sứ đưa cho Ngao Ất, làm động tác cắt cổ đối với Ngao Ất. Ngao Ất gật đầu biểu thị đã hiểu rõ, bình tĩnh thu bình sứ vào, lại có một chút không đành lòng, truyền âm nói, giáo chủ ca ca, dù sao cũng là chúng ta bảo y nói, trực tiếp đánh một trận như vậy, có phải có một chút không ổn hay không? Y vừa dứt lời, liền nghe Điện Trăng ở sau lưng lại toát ra vài câu, nếu sự tình bại lộ, cũng có thể mặt dạn mày dày dựa vào lý lẽ biện luận, hô một tiếng đối với vị yêu vương, chóc gian mà đến kia ngươi mất đi chỉ là tôn nghiêm và mặt mũi thân là nam yêu. Nhưng phu nhân người mất đi, lại chính là nhân duyên thiên mệnh chân chính. Như vậy không sai biệt lắm liền có thể không chết không thôi. Ngao Ất yên lặng lấy bảo kiếm ra, bên trong mắt rồng thon dài tản ra ánh sáng hung ác, Lý Trường Thọ ở bên cạnh vội vàng ngăn cản. Nhân tài như nhị sư huynh, về sau nói không chừng còn sẽ có tác dụng lớn, cũng không thể thiến như vậy. Điện Trang đang ở ngay tại một bên mở rộng ý nghĩ mới, không hiểu sao dùng mình mấy cái, nhưng lúc này cảm giác sứ mệnh và vinh dự có chút lấn át, y cũng không quản nhiều, tiếp tục chậm rãi mà nói cùng với Nguyệt lão. Yêu tộc Bắc Châu cũng không biết có thể chống bao lâu. Sau nửa năm lục áp phát ra hịch văn thảo phạt thiên, Lý Trường Thọ vẫn luôn bận rộn tại thiên đình, đợi các bộ thiên đình đi vào quỹ đạo, thiên binh chiêu nạp cùng với thiên tướng tuyển chọn khôi phục bình thường, lúc này mới dần dần bứt ra. Hắn an bài mấy cỗ đạo nhân giấy, giám sát tình hình các nơi ở dưới mặt đất Bắc Châu, thuận tiện nghiệm thu chiến tích của các vị tiên thần thiên đình. Nửa năm đầu tiên, Nhân Duyên Điện có nhiều chiến quả nhất. Dắt dây đỏ cho yêu vương độc thân, làm hao mòn ý chí chiến đấu, khiến cho trong lòng có mong nhớ. Dắt dây đỏ cho các đôi phu phụ yêu vương, dẫn đến xuất hiện tình hình mấy chục đôi tranh chấp hai hai, càng là có hơn mười mấy vị yêu vương trẻ tuổi vì thế mà thương vong. Trừ Nhân Duyên Điện, chiến quả nhiều thứ hai chính là Lôi Phạt Điện, sau đó là Thần Uy Điện, Thần Xí Điện, ranh giới Bắc Châu, bốn mùa thất thường, nơi yêu tộc tụ tập không có một ngọn cỏ, linh khí dần dần phai nhạt. Thiên lôi tùy thời đánh xuống, thiên hỏa cuồn cuộn, giáng chiều phía tây còn thường xuyên xuất hiện từng hàng chữ yêu tộc tất vong, yêu tộc bất nghĩa, ác giả ác báo. Đấu với thiên đình là một con đường chết, tạo áp lực khá lớn cho yêu tộc. Lúc này, tiểu yêu tu vi không cao đã không có bao nhiêu sĩ khí, những sinh linh khác tránh lui xa xa. Bên trong chướng khí Bắc Châu, thường xuyên xuất hiện thợ săn vu tộc. Chúng tiên môn hướng Nam Bắc Bộ Trung Thần Châu liên thủ phong tỏa ranh giới, làm cho yêu tộc không dám đặt chân vào Trung Thần Châu. May mắn, còn có thế lực yêu tộc tại ranh giới khác, liên tục không ngừng cung cấp hậu viện vì đại quân yêu tộc phản thiên Bắc Châu, để bọn hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Vẻn vẹn nửa năm, trong nội bộ yêu tộc đã xuất hiện không ít vết rách, chỉ bất quá đều bị đám lão yêu thượng cổ kia đè ép xuống. Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối chưa bắt được tung tích của Lục Áp đạo nhân, nghe lén nửa năm, cũng không nghe nói yêu tộc xuất hiện quân sư gì, chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ thoáng có một chút không hiểu. Chính Lục Áp nghĩ ra được chiêu này, luôn cảm thấy không giống. Bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ thu hồi hơn phân nửa tâm thần, hắn lẳng lặng đả tọa ở bên trong rừng trúc, mở hai mắt ra. Liếc nhìn phòng bài bạc sôi động, Lý Trường Thọ không khỏi cười khẽ. Hiếm khi mọi người đông đủ một lần, Linh Nga và Hữu Cầm Huyền Nhã,
vừa xuất quan cũng đang uống trà nói chuyện phiếm ở bên trong phòng bài bạc, đánh đàn đánh cờ. Giang Lâm Nhi sư tổ cùng với Tử Cửu sư thúc, Tử Vũ Thi sư thúc đang nhiệt tình chơi đấu đại thần. Lý Trường Thọ cưỡi mây đi đến vườn linh thú, quan sát Hùng Linh Lị đang bế quan, truyền âm bảo Linh Nga cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã rời khỏi lầu các, thuận tiện cũng tiết lộ một chút sự tình thiên đình cho Linh Nga. Sư huynh, Trường Thọ sư huynh. Hai tiếng khẽ gọi, Linh Nga cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã đồng thời cưỡi mây bay tới, tay áo bồng bềnh, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại đều có ý vị. Linh Nga giống như một khối bạch ngọc tinh khiết và hoàn mỹ, mái tóc dài mềm mại, áo dài lụa màu lục nhạt thêu hoa lan, phối thêm váy ngắn ngang eo giống như lụa mỏng trắng nhạt, tư thái vẻ đẹp của nàng, xa xa không phải dùng hai chữ lung linh là có thể khái quát. Hữu Cầm Huyền Nhã mặc chiếc váy dài màu lam băng yêu thích của nàng, tóc dài buộc đuôi ngựa, chiếc cổ thiên nga trắng như tuyết tôn lên những đường nét gần như hoàn mỹ, nhưng dáng người này không thể che đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhưng ở trong mắt của Lý Trường Thọ, có thể tóm gọn trong một từ, đẹp mắt. Lý Trường Thọ bố trí một tầng kết giới ở quanh người ba người, liếc nhìn đá cảm ứng trên người, cùng với ngọc phù ngăn cách tâm thần thám thính mà hai vị sư muội mang trên người, nói ngay vào điểm chính, "Huyền Nhã, khoảng cách của ngươi đối với cảnh giới thiên tiên vẫn còn rất xa." "Huyền Nhã?" Linh Nga nháy mắt mấy cái, sư huynh lúc nào cũng quen thuộc như vậy cùng với Hữu Cầm sư tỷ. Hữu Cầm Huyền Nhã nói, "Nhanh nhất cũng cần phải bế quan mười mấy năm, Trường Thọ sư huynh, tiến cảnh tu vi của ta quá chậm sao?" "Tu vi không thể nói cầu nhanh chậm, ngươi đã vô cùng cố gắng." Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong, lấy ra hai bình đan dược từ trong ngực, dùng tiên lực đưa cho Hữu Cầm Huyền Nhã. Đây là đan dược tăng tiến tu vi, gia tăng kết nối giữa luyện khí sĩ cùng với đại đạo, mỗi 10 năm chỉ có thể dùng một viên. Ngươi không nên nóng lòng, tu hành tiến về phía trước từng bước một, dựa vào vật này có thể đột phá bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Lý Trường Thọ có một chút không yên lòng dặn dò, lại hỏi, hai người các ngươi đã từng nghe nói, sự tình bây giờ yêu tộc cùng với thiên đình sắp nổi chiến hòa. Đã từng nghe nói. Linh Nga nói. Không ít sư bá sư thúc bên trong môn phái đều đang nói lời như vậy, phong ngữ chú thường xuyên có thể nghe được chuyện này. Hữu Cầm Huyền Nhã nói, thiên đình đang cần nhân thủ. Không sai, bất quá cũng không vội vã nhất thời. Lý Trường Thọ nói, thiên đình hiện giờ chính là giai đoạn sắp hưng khởi, ta muốn bồi dưỡng Huyền Nhã ngươi thành anh hùng thiên đình làm cho người ta kính ngưỡng, cho nên cần ngươi có tu vi cảnh giới thiên tiên trèo trống. Hiện nay, thiên binh thiên tướng đều lấy nam tử làm chủ, nhưng đối với thực lực của luyện khí sĩ mà nói, nam nữ đều là ngang nhau. Nếu như thiên đình có thể sinh ra một nữ tướng hiên ngang lại có tư thế không thua kém đấng mày râu, tất nhiên là rất có ích lợi đối với thiên đình. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe vậy mấp máy môi, ôm quyền cúi đầu, kiên định nói, Huyền Nhã nhất định sẽ không làm cho sư huynh thất vọng. Tăng lên lực lãnh đạo của nữ tính luyện khí sĩ hồng hoang, liền dựa vào ngươi. Tất nhiên, lời này là không thể nói ra được. Lý Trường Thọ lại nói, Linh Nga, ngươi đã chuẩn bị như thế nào đối với chuyện lịch luyện? Chuyện này, không phải 12 năm sau, hì hì. Sư huynh thật sự cam lòng để cho người ta đi đối mặt với hồng hoang băng lãnh sao? Lý Trường Thọ gật gật đầu, sẵn lòng, hơn nữa còn phi thường sẵn lòng. Hắn còn chưa dứt lời, ba người chợt nghe một tiếng chào hỏi truyền đến bên tai, Linh Nga muốn đi ra ngoài lịch luyện. Đây cũng là sự tình không tệ. Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy bên cạnh xuất hiện một bức thái cực đồ xoay tròn, uy năng của Chí Bảo Tiên Thiên thái cực đồ, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không nhận lầm. Tiếng nói của Đại Pháp Sư truyền ra từ đó. Trường Canh, hãy đi đến đây cùng với hai sư muội của ngươi, đoán xem Vi huynh mang cái gì tới cho ngươi. Cái trán của Lý Trường Thọ tràn đầy dấu chấm hỏi, căn dặn vài câu đối với Linh Nga cùng với Huyền Nhã, để các nàng đừng có mất lễ phép, lúc này mới mang hai người bước vào bên trong thái cực đồ, trực tiếp đi đến chỗ thung lũng phụ cận độ tiên môn kia. Bên trong phòng bài bạc, Tử Cửu liếc nhìn về phương hướng vườn linh thú, thầm nói, làm sao lại đột nhiên liền không thấy người? Người bận tâm sao? Giang Lâm Nhí híp mắt cười, để ta mang ngươi đi nhìn, một đôi thiên tiên. Sư nương vừa rồi đã đánh ra một đôi thiên tiên. Tử Vũ Thi sâu kín nói một câu, ở chỗ ta còn có một tấm thiên tiên. Ồ, phải không? Ha 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 ha. Bản sư nương mới không có gian lận. Không khí trong thung lũng có phần trầm mặc. Lý Trường Thọ nhìn đạo đạo thân ảnh trước mắt này, cảm giác chính mình đang trực diện với một đoạn lịch sử nhân tộc máu me đầm đìa. Đại Pháp Sư đang ngồi nướng cá bên bờ sông, Linh Nga, Hữu Cầm Huyền Nhã đứng ở phía sau Lý Trường Thọ, vào giờ phút này, cũng đều nhíu mày nhìn chăm chú vào hơn trăm đạo thân ảnh đứng bên kia bờ sông. Những thân ảnh này rất khó được xưng là sinh linh, toàn thân bọn họ không có bất kỳ khí tức dao động gì, hai mắt vô thần, không nhúc nhích, giống như tượng đất vậy. Nhưng bọn họ đúng là sinh linh, bọn họ vào giờ phút này còn sống, trên người của phần lớn người đều có hoặc nhiều hoặc ít vết thương, một nửa tứ chi không trọn vẹn, ở dưới chiến giáp kiểu dáng cổ lão, dường như ẩn giấu hung thú ngủ say. Sư huynh, bọn họ là người. Huyền Đô Đại Pháp Sư bưng cá nướng đứng lên, cười làm thủ thế, một nam một nữ đi ra từ bên trong hơn trăm người này. Nam nhân cao gần một trượng, toàn thân có cơ bắp sẫm màu, thiết giáp trên người dường như đã hòa quyện cùng với nhục thân. Nữ tử có một chút xinh xắn lanh lợi, trên má có vết sẹo, nhưng cảm giác nàng cho người khác, nhưng vẫn là dịu dàng chiếm đa số.
hai người nâng tay phải lên, đặt ở vị trí trái tim của chính mình, một gối chạm đất, đồng thanh nói, bái kiến đại nhân. Ở phía sau bọn họ, hơn 100 đạo thân ảnh kia lặng lặng đứng, quả thực giống như những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét. Linh Nga vô thức hướng về phía sau Lý Trường Thọ né tránh, Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn chăm chú vào những thân hình này, thoáng có một chút xuất thần. Ai? Đại Pháp Sư thở dài, giao lưu cùng với bọn họ có một chút phiền phức, ta cũng phải hao tốn mấy tháng công phu, mới nói chuyện một lần cùng với mỗi người bọn họ. Bọn họ đều nguyện trở về Hồng Hoang nghe ngươi hiệu lệnh, đánh giết chạy trốn yêu tộc lúc thượng cổ. Sư đệ, hãy dùng cho tốt. Lý Trường Thọ lại duy trì trầm mặc có một chút khác thường. Linh Nga nhẹ giọng hỏi, Đại Pháp Sư tiền bối, những tiền bối này là từ đến nơi nào? Huyền Đô Thành. Đại Pháp Sư cười nói, lúc thượng cổ, chiến sự ở Huyền Đô Thành đã từng rất căng thẳng. Nhân hoàng phái những tướng sĩ này đi qua hiệp trợ Huyền Đô Thành phòng thủ. Bây giờ chiến cuộc ở Huyền Đô Thành bình ổn, dùng đạo binh liền đã đầy đủ bảo vệ. Bọn họ ở đó cũng là nhàm chán, chẳng bằng lại trở về Hồng Hoang chiến một trận cùng với yêu tộc. Yêu tộc ngày hôm nay ta có thể ứng phó. Lý Trường Thọ mở miệng nói, sư huynh, hãy để cho các tiền bối này trở về Huyền Đô Thành tu dưỡng đi. Được. Một nam một nữ kia đáp ứng, đứng dậy, đi trở về trong đội ngũ, đứng yên giống như trước đây. Bạn đang xem sư huynh a, sư huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Huyền Đô Đại Pháp Sư ngạc nhiên nói, vì sao? Người có biết thực lực của bọn họ? Nơi đây tuy chỉ có 108 người, nhưng bọn họ đều là nhân tộc tinh nhuệ sống sót từ thượng cổ. Đội quân nhân tộc mạnh nhất năm đó đánh rớt yêu đình, phá vỡ đại trận Chu Thiên, chính là tiền thân của bọn họ. Lý Trường Thọ cười khổ nói, sư huynh, ta có tài đức gì mà ra lệnh đối với bọn họ? Hóa ra là đang lo lắng chuyện này, các ngươi lại đây ngồi đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười hô, cũng mời hai vị thống lĩnh tới đây một chút. Lập tức, một đoàn người ngồi ở bên cạnh đống lửa, Linh Nga xung phong nhận việc cầm gậy gỗ nướng cá, Hữu Cầm Huyền Nhã đi vào suối nước bắt càng nhiều linh ngư hơn. Một nam một nữ kia ngồi nghiêm chỉnh, bày ra bộ dạng phục tùng rủ mắt xuống. Lý Trường Thọ ngồi ở đối diện hai người này, nhẹ nhàng hỏi, sư huynh, Huyền Đô Thành có thể có chiến sự gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư chậm rãi nói, việc nhỏ, chính là một ít vực ngoại thiên ma lắc lư xung quanh Hỗn Độn Hải. Lúc khai thiên tích địa, một ít tiên thiên thần ma đào thoát ở dưới bàn cổ thần phủ, cũng tạo nên một ít sinh linh. Phần lớn những sinh linh này hiếu sát thành tính, lại có ước mơ nồng đậm đối với Hồng Hoang, còn may lực lượng thiên đạo bao vây Hồng Hoang 3.000 thế giới, khiến cho bọn hắn không cách nào xâm lấn. Nhưng thiên đạo không được đầy đủ, tóm lại là không có khả năng không có bỏ sót, cho nên năm đó đạo tổ đã ra tay, lập ra Huyền Đô Thành, chủ động bại lộ sơ hở của thiên đạo, do Huyền Đô Thành ngăn chặn con đường những sinh linh kia tiến vào Hồng Hoang. Ở thời kỳ cuối Vu Yêu đại chiến thượng cổ, Vu Yêu lưỡng bại câu thương, lực lượng sinh linh bên trong thiên địa rơi xuống điểm thấp nhất, thiên đạo vận chuyển chịu ảnh hưởng, những vực ngoại thiên ma kia liền nhào đến gây sự, Huyền Đô Thành cũng liền náo nhiệt một hồi. Linh Nga nhỏ giọng tán thưởng, thật sự là có vực ngoại thiên ma. Chật, Đại Pháp Sư lắc đầu, những kẻ kia lớn lên không có một chút định tính nào, rất khó coi, từ đầu đến cuối không anh tuấn bằng sư huynh ngươi. Linh Nga cười nói, điều này không thể so sánh được. Ha ha ha. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, lại nhìn hai vị thống này lĩnh, tại lấy ra một bộ uống trà trong tay áo, pha 6 chén trà, dùng tiên lực nâng đưa đến trước người mấy người. Mời tiền bối. Đa tạ. Nam nhân thân hình cao lớn thấp giọng nói, dưới mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt vuông chữ quốc tràn đầy bình tĩnh. Nữ tử kia dùng hai tay dâng trà nóng, cúi đầu nhấp một miếng, ánh mắt có một chút biến hóa. Uống rất ngon. Tiền bối thích là được. Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Đại Pháp Sư cười nói, sư đệ ngươi có biết, vì sao hai người bọn họ là thống lĩnh? Kỳ thật không phải là bởi vì thực lực, mà là tính người, chỉ có hai người bọn họ vào lúc này là, còn có thể giao lưu cùng với người bình thường, bảo lưu lại thất tình lục dục, xem như không kém bao nhiêu cùng với chúng ta. Bất quá, hai người bọn họ cũng là khổ nhất, người hãy giao lưu trao đổi nhiều hơn với bọn họ. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, tự nhiên biết, đây là Đại Pháp Sư đang khuyên hắn giữ lại cỗ lực lượng này. Tạm thời, hắn cũng có một chút do dự, một lần nữa trầm mặc không nói. Linh Nga đóng vai trò là một chuyên gia nhỏ năng động một lần nữa, nhỏ giọng hỏi, Đại Pháp Sư, những tiền bối này là nhân tộc thượng cổ sao? Ánh mắt của Huyền Đô Đại Pháp Sư có một chút xa xăm, bưng chén trà, nhìn đám mây trên không trung. Bọn họ ngồi ở bên trên tảng đá không cao, nghe Đại Pháp Sư kể chuyện quá khứ, nhân tộc, do nữ oa thánh mẫu sáng tạo, trời sinh đã có được tiên thiên đạo khu, sinh ra yếu ớt, am hiểu tu hành, gần với đạo. Lúc đó, nhân tộc bất quá chỉ là một trong thiên địa vạn tộc, bởi vì nữ oa thành thánh. Phần lớn các tộc tránh xa nhân tộc, để nhân tộc có thể sinh sôi nảy nở, dấu chân nhân tộc trải rộng tại Bình Nguyên Sơn Giã Nam Thiệm Bộ Châu. Nhưng cũng kéo theo tai họa, bởi vì đặc tính gần đạo của hồn phách nhân tộc, yêu sư Côn Bằng hiến cho Đông Hoàng Thái Nhất bí pháp dùng hồn phách nhân tộc, luyện chế bí bảo, yêu tộc vì triệt để đánh bại Vu tộc, bắt đầu trắng trợn tàn sát nhân tộc, bắt hồn phách nhân tộc, luyện chế thần binh lục vu, nhân tộc bị giết tới trăm không còn một, yêu tộc vẫn không chịu thu tay lại, muốn đuổi tận giết tuyệt. Đoạn lịch sử nhân tộc này, đến nơi đây liền bắt đầu trở nên mơ hồ.
dường như bị nhân tộc đời sau tận lực mơ hồ hóa chuyện xưa này. Đại Pháp Sư là người chứng kiến lịch sử, người tham dự, tự nhiên biết toàn bộ bức tranh. Mặc dù Lão Sư và Nữ Oa Thánh Nhân liên thủ, bảo vệ nhân tộc còn sót lại, nhưng nhân tộc đã ghi hận vào xương tủy. Huyền Đô Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói, nhân tộc sống sót qua tai họa, trong lòng hận yêu tộc tới cực điểm. Bọn họ liều lĩnh tăng cao tu vi, thậm chí trạch hướng chính đồ tu đạo, lấy thân hóa ma. Mặc dù thánh nhân ra tay bảo trụ hòa chủng nhân tộc lúc ấy lại là thời kỳ yếu ớt nhất, yêu tộc lại sợ hãi để lại tai họa, muốn loại bỏ nhân tộc, đó mới là một cái nguyên hội nhân tộc gian nan nhất, cho nên mới có bọn họ. Lý Trường Thọ nói, 10 vạn ma binh, đạp phá thiên khung. Linh Nga ở bên cạnh nhếch miệng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đưa một con cá nướng cho nữ thống lĩnh cách chính mình gần nhất. Tiền bối, nữ thống lĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một chút ý cười đối với Linh Nga. Tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh, Đại Pháp Sư tiện tay chỉ cá nướng, cười nói, cho ta đi, đừng có lãng phí. Linh Nga liền vội vàng đưa cá nướng tới. Hữu Cầm Huyền Nhã lại hỏi, 10 vạn ma binh, có thể nói rõ chi tiết không? Lý Trường Thọ thở dài, giải thích cho nàng, nhập ma đạo, liền hóa chấp niệm thành đạo cảnh, thu hoạch được đạo cảnh tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng đạo tâm rất dễ sụp đổ, bản thân mất khống chế. Những tiền bối này vì nhận được lực lượng trong thời gian ngắn, lại không để cho chính mình mất khống chế, cho nên nhập ma trước. Phối hợp với bí pháp tăng lên đạo cảnh, lại trảm đạo tâm, tự phong thất tình lục dục, cắt bỏ hết thảy cảm giác đối với bên ngoài. Bọn họ nhốt hồn phách ở trong thân thể, chỉ vẻn vẹn dùng bí pháp đặc thù để phân rõ địch ta, hóa thân thành ma binh, nghe lệnh nhân hoàng, thủ vệ nhân tộc. Đại Pháp Sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là sư đệ ta, bí mật như vậy cũng biết được, tại đã đọc được chuyện này ở trên một tấm da dê. Lý Trường Thọ thở dài, nguyên bản ta cho rằng đây bất quá chỉ là lời đồn, nhưng sau khi ta đi vào bên trong Hỏa Vân Động bái phỏng Tam Hoàng Ngũ Đế, biết được sự tình của toại nhân thị tiền bối, mới biết ma binh nhân tộc thật sự tồn tại. Họ nguyên phàm nhân quá ngắn, thời gian hồng hoang quá dài, quá nhiều lịch sử đã đánh mất trong những tháng năm dài đằng đẵng. Sư đệ có biết, sau khi yêu đình phá diệt, bọn họ chỉ còn lại có 3623 người. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, ta mang bọn họ vào bên trong Huyền Đô Thành, đã nhiều năm như vậy, những người nào thọ nguyên có hạn, đều đã mất đi. Những người còn lại này, sư đệ, hãy dẫn bọn họ đi giết yêu đi, để bọn họ có thể giải thoát ở trên chiến trường. Xem như là điều tốt nhất mà ta và ngươi có thể làm cho bọn họ. Lý Trường Thọ, sư huynh, không có cách nào giúp bọn họ khôi phục cảm giác sao? Đại Pháp Sư cao mày nói, điều này đối với bọn họ là quá tàn nhẫn. Không hỏi ý bọn họ, làm sao biết được suy nghĩ ở trong lòng bọn họ? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đôi mắt lóe lên rực rỡ, vào giờ phút này đã có chủ ý. Bọn họ là anh hào nhân tộc thượng cổ, không nên tham chiến một lần nữa. Sư huynh, ta sẽ dẫn bọn họ đi vào bên trong An Thủy Thành, ở trong vòng trăm năm, xem có thể giúp bọn họ lấy lại thất tình lục dục hay không. Nếu bọn họ muốn giải thoát, cũng không cần bi thương ở trên chiến trường, thể diện và tôn trọng tiền bối nhân tộc nên có, tự nhiên không thể thiếu. Bọn họ che chở nhân tộc có ngày hôm nay, cũng không thể đến ngày hôm nay, còn phải đứng ở phía trước nhân tộc, ta cảm thấy không có đạo lý như vậy. Đại Pháp Sư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhiên nói, người đã nghĩ ra biện pháp. Tiểu khổ, Lý Trường Thọ mở miệng nói hai chữ, Đại Pháp Sư đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vỗ tay cười to. Liên tục tán thưởng vẫn là Lý Trường Thọ dùng tốt đầu óc. Linh Nga nháy mắt mấy cái, tiểu khổ. Làm sao lại cảm thấy, chính mình hiểu rõ sư huynh, vẫn còn chưa đủ nhiều đây. Lúc hai sư huynh đệ nhân giáo thảo luận việc này, hai vị thống lĩnh ma binh vẫn luôn duy trì trầm mặc, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Lý Trường Thọ, dần dần nhiều hơn mấy phần cảm kích. Thấy Lý Trường Thọ, không có ý định sử dụng hơn 100 vị ma binh nhân tộc thượng cổ này, để chinh chiến, Đại Pháp Sư cũng không khuyên nhiều. Nói đến đây, Đại Pháp Sư cũng có một chút buồn bực. Y đích thân chạy tới Huyền Đô Thành một chuyến, mời 108 vị ma binh nhân tộc thượng cổ này trở về, không những không thể trở thành thần binh chữ yêu trong tay Lý Trường Thọ, ngược lại còn tìm thêm một chút việc cho Lý Trường Thọ hoạt động, thân là sư huynh, trong đáy lòng Đại Pháp Sư tóm lại là có một chút xấu hổ. Thế là, Đại Pháp Sư chủ động hỏi thăm sự tình có quan hệ đến yêu tộc phản thiên, nếu như áp lực của thiên đình quá lớn, lão nhân tộc Y liền sẽ thích hợp ra tay, trực tiếp can thiệp một chút. Lý Trường Thọ báo cáo chi tiết chiến tích, trước mắt, Đại Pháp Sư nghe thế liền cười to một hồi. Ngược lại là Linh Nga cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, nghe được đủ loại thủ đoạn của thiên đình, biểu tình có một chút dị dạng. Linh Nga tự nhiên có chút chán ghét, dù sao thì thủ pháp của Xí Thần Điện cũng đều quá mức bẩn. Hữu Cầm Huyền Nhã lại nói, sự tình nhân duyên sự có liên quan gì cùng với đấu pháp? Yêu tộc tất nhiên là đáng chết, chúng ta đường đường chính chính đánh bại bọn họ là được. Làm việc như thế, chẳng phải là quá mức không từ thủ đoạn. Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư liếc nhìn nhau, hai người đều cười to. Đại Pháp Sư nói, không từ thủ đoạn có khi cũng không phải là nghĩa xấu. Hữu Cầm sư muội, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bên trong thiên đình, chín thành thiên binh thiên tướng bây giờ đều là xuất thân từ nhân tộc, mà thiên địa hiện nay lấy nhân tộc làm chủ thể, thiên đình cũng có thể xem như thiên đình che chở nhân tộc. Ta tuyệt nhiên không để ý đến sinh tử của những yêu công nhiên phản thiên này, càng không nói đến nhân duyên của bọn hắn là như thế nào.
cắt giảm lực lượng địch quân một cách hữu hiệu, hóa giải sĩ khí của đối phương, gia tăng mâu thuẫn trong nội bộ địch nhân, chính là bảo hộ thiên binh thiên tướng phe mình. Tự nhiên, ta cũng không cừu thị những sinh linh thân thiện với nhân tộc, hơn nữa ở bên trong nhân tộc cũng có người tội ác chồng chất, nhưng những yêu tộc phản thiên này, thật sự là bị thiên đình hãm hại sao? Lúc này thiên đình vừa mới cất bước được bao nhiêu năm, những yêu tộc phản thiên này liền cảm thấy trong lòng bị đe dọa và sợ hãi. Giúp đỡ thiên đình, chính là bởi vì thiên đạo chí công, thiên đình làm việc theo thiên đạo, thiên đình càng mạnh, ác và thiện bên trong thiên địa cũng sẽ càng sớm đạt tới cân bằng. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên cạnh rơi vào suy tư. Linh Nga nhỏ giọng thầm thì, sư huynh, Hữu Cầm sư tỷ cũng không phải là chỉ trích huynh, huynh cũng đừng có nóng giận. Lý Trường Thọ cười nói, yên tâm, ta còn không biết tính tình của Hữu Cầm sư muội sao? Thiên đình đang cần những nhân tài như Hữu Cầm sư muội. Khóe miệng của Linh Nga có một chút cong lên, mới vừa rồi còn gọi là Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu ứng tiếng, nhưng lại chưa buông xuống sự kiên trì của chính mình ở trên việc này. Đại pháp sư ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, lại nghĩ tới điều gì, ý cười vẫn luôn chưa ngừng. Nếu như Vân Tiêu sư muội cũng gia nhập thảo luận, cũng không biết sẽ là tình hình nào. Cao nhân phía sau yêu tộc mà Lý Trường Thọ mong nhớ trong đáy lòng, thừa dịp đại pháp sư ở chỗ này, cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Sư huynh, ta luôn cảm thấy có người đang chỉ điểm Lục Áp ở phía sau. Cũng không phải làm cảm thấy Lục Áp không đủ khả năng. Chỉ là cảm thấy, nếu Lục Áp đạo nhân có tầm mắt như vậy, thái độ của yêu tộc chắc chắn sẽ không phải như ngày hôm nay. Việc nhỏ mà thôi, để ta suy tính. Đại pháp sư bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền khẽ hô. Lý Trường Thọ vội hỏi, Hồng Tú Cầu. Cũng không phải là thánh mẫu nương nương ra tay, đối phương lại có bản lĩnh xóa đi thiên cơ. Đại pháp sư hơi híp mắt lại, đưa tay mời đến thái cực đồ, nâng ở trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần. Lần này lại là hao tốn trọn vẹn một khắc, đạo vận thái cực đồ một khắc cũng không ngừng lưu chuyển. Rốt cuộc, đại pháp sư khẽ nói một cái danh hào, Bạch Trạch. Lý Trường Thọ hơi ngẩn ra, sau đó liền lộ vẻ mặt giật mình, chẳng trách, hóa ra là vị yêu soái thượng cổ này. Yêu soái có thể sống sót từ bên trong Vu Yêu đại chiến, tuyệt đối không phải dễ chơi. Sư huynh, nhất định không thể giữ lại vị Bạch Trạch này. Có thể hay không làm phiền sư huynh ra tay, sớm diệt trừ vị Bạch Trạch này, nếu như y lại ra tay tương trợ Lục Áp một lần nữa, thiên đình quả thực là sẽ có một chút phiền phức. Thiện, đại pháp sư nói, lần này Bạch Trạch chủ động nhập kiếp, ngược lại là ta không ngờ tới. Ta sẽ nhằm vào y. Bất quá Bạch Trạch cũng coi như là thụy thú tiên thiên, có năng lực su cát tị hung, vi huynh cũng phải tiêu tốn một chút tâm lực, cần một chút thời gian. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, nói, có lẽ, có thể sử dụng thần thông su cát tị hung của y, nghịch chuyển âm dương, dẫn y vào cuộc. Ồ, có một chút thú vị, nói rõ chi tiết đi. Lập tức, đôi sư huynh đệ này ở bên cạnh đống lửa bên bờ sông, bắt đầu nghiên cứu. 100 loại phương thức hãm hại thụy thú. 100 loại tự nhiên là cường điệu, Lý Trường Thọ cũng chỉ cung cấp cho đại pháp sư 7-8 ý nghĩ. Cũng căn cứ vào sự hiểu rõ của đại pháp sư đối với Bạch Trạch, tìm được mấy cái nhược điểm có khả năng tồn tại của Bạch Trạch. Ví dụ như, loại thụy thú am hiểu suy tính, thần thông bản mệnh chính là bảo mệnh này, vẫn luôn luôn xuôi gió xuôi nước, rất có thể sẽ quá mức tin tưởng suy nghĩ trong đáy lòng của chính mình. Thương lượng cùng với Lý Trường Thọ từ giữa trưa đến hoàng hôn, đại pháp sư đã là có một chút không kịp chờ đợi muốn đi chiếu cố Bạch Trạch, mang theo hai con cá nướng ăn ở trên đường, phá vỡ không gian trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc đại pháp sư gần đi, còn lưu lại cho Lý Trường Thọ hai khối ngọc phù, trong đó ghi chép phương pháp luyện chế ma binh, để cho Lý Trường Thọ tìm được phương pháp khôi phục thất tình lục dục cho ma binh. Ở ngay trước mặt Linh Nga cùng với Huyền Nhã, Lý Trường Thọ lấy ra một cỗ đạo nhân giấy, điều khiển đạo nhân giấy cưỡi mây, mang 108 vị ma binh như con rối này rời đi. Bọn họ không có mở miệng nói nửa chữ trong toàn bộ hành trình, lúc này chỉ nhận chỉ lệnh của Lý Trường Thọ. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Đây là một cỗ, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tu vi cất bước từ trường sinh, kỷ luật nghiêm minh tuyệt đối, không biết sợ hãi và lùi bước là vật gì. Sở trường về chiến trận hợp kích, sử dụng tiên lực tự thân hợp lý nhất, từng người lại đều có được vài kiện linh bảo. Đại pháp sư do bọn họ cho Lý Trường Thọ chỉ huy, kỳ thật chính là muốn để bọn họ đi đến Bắc Châu đồng quy vu tận với chúng cao thủ yêu tộc, cho những ma binh này một cái quy túc. Bản thân ý tưởng như vậy cũng không phải sai, nhưng Lý Trường Thọ càng thiên hướng để cho chính bọn họ làm ra lựa chọn. Nhân tộc hiện nay đã là thái bình thịnh thế. Thiên đình có đủ lực lượng trấn áp yêu tộc, sao lại phải muốn những anh hùng nhân tộc này hy sinh oanh liệt? Chắc hẳn, họ cũng muốn xem thời đại thịnh vượng mà họ đã liều lĩnh đánh đổi như thế nào, có quan hệ đến an trí những ma binh này. Lý Trường Thọ suy nghĩ liên tục, vẫn là mang bọn họ đến An Thủy Thành, để bọn họ sinh sống một đoạn thời gian tại thế tục. Hắn chuẩn bị, đợi tình hình tại ranh giới Bắc Châu yêu tộc càng bình ổn hơn một chút, lại nghĩ biện pháp thử xem. Cũng không biết, bằng vào lực lượng thất tình lục dục cộng minh của hậu thổ nương nương, có thể giúp bọn họ khôi phục lại bình thường hay không? Nhưng mà, Lý Trường Thọ vẫn chưa mang theo nhóm ma binh đến An Thủy Thành, Linh Nga liền vội vàng bay đến đan phòng, bên trong tay nhỏ nâng một khối ngọc phù bị hơn mười mấy tầng tiên lực bao khỏa. Sư huynh, ở chỗ Sơn Môn có người đưa tới khối ngọc phù này, để lại lời nhắn cho đệ tử canh Sơn Môn.
Lý Trường Thọ chuyển tâm thần về, hỏi, nói cái gì? Là một vị tự xưng là Trạch Bạch đạo sĩ để lại, nói rõ là nhắn cho sư huynh. Lý Trường Thọ cũng sững sờ. Trạch Bạch, Bạch Trạch, nếu thật sự là y, vị yêu soái thượng cổ này, thật sự không thể giữ lại. Kính gửi thủy thần, trong lúc nhân tộc hưng khởi, thiên đình vừa lập, có hiền năng chi sĩ nhân tộc lên trời phụ tá Ngọc Đế bệ hạ, giỏi mưu tính, am hiểu bố trí, dốc hết sức đỡ Long nhập thiên, gần đây lại giải trừ đại đức hậu thổ nguy hiểm, trong lòng bần đạo rất là kính ngưỡng. Bần đạo đắc đạo từ thượng cổ, từng đi theo hai vị yêu đế dựng lên cổ thiên đình, nhưng bởi vì cử chỉ bất nghĩa hãm hại sinh linh của cổ thiên đình, bần đạo nản lòng thoái chí, dần dần biến mất khỏi cổ thiên đình, may mắn được thiên đạo cho phép, không nhiễm nghiệp chướng của yêu tộc. Chuyện từ nửa năm trước, Lục Áp đến tìm bần đạo, cầu phương pháp sống sót. Bần đạo bởi vì hứa hẹn giúp yêu đế ba chuyện, đây là chuyện thứ ba, lại nghĩ đến việc yêu tộc ngày nay không tôn trọng thiên đình, cho nên hiến kế sách song toàn. Đối với thiên đình mà nói, yêu tộc phản thiên, thiên đình tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận dọn dẹp dư nghiệt yêu tộc. Đối với Lục Áp mà nói, Lục Áp là con trai của yêu đế thượng cổ, có thể nhờ vào đó cầu được Ngọc Đế bệ hạ tha cho y tính mạng. Bần đạo không có ý định chống đối thiên đình, lại càng không có ý định làm khó xử đạo hữu. Bần đạo có thể lập lời thề đại đạo, tuyệt đối không nói lai lịch của đạo hữu cho bất luận kẻ nào biết, cũng có thể lập lời thề đại đạo, tuyệt đối không nhúng tay vào nửa điểm sự tình thiên đình, còn xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ, tha tính mạng cho bần đạo. Nếu đạo hữu cố ý, bần đạo nguyện ý tương giao cùng với đạo hữu, nâng cốc chuyện trò. Quãng đời này, há lại không có tri âm. Nếu đạo hữu không truy cứu việc này, còn xin bóp nát ngọc phù, bần đạo sẽ tự sinh cảm ứng, điều này cũng khiến cho bần đạo cảm thấy an tâm. Bạch Trạch, trân trọng. Lý Trường Thọ trầm ngâm, tiện tay liền muốn bóp nát ngọc phù này, nhưng quang mang trong mắt hắn lấp lóe, đã là suy nghĩ hơn ngàn vạn. Mỉm cười, cầm ngọc phù này trong tay thưởng thức. Vị Bạch Trạch này dường như vô cùng hiểu rõ hắn. Chuyện này khiến Lý Trường Thọ liên tưởng đến rất nhiều phương diện trong nháy mắt. Linh Nga nhỏ giọng hỏi, sư huynh, vị Bạch Trạch này chính là thụy thú trước đó huynh cùng với đại pháp sư, tiền bối trao đổi, có viết ở bên trên cổ tịch kia sao? Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, không nghĩ tới, thần thông su cát chánh họa của vị Bạch Trạch này lại nhạy cảm như vậy, đại pháp sư vừa đi truy tìm tung tích của y ở bên này đã là tới xin tha. Cũng không đúng, ngọc phù này hẳn là đã sớm viết từ trước, chỉ là được giao tới vào thời gian này mà thôi. Đường đường là yêu soái thượng cổ, có thể hạ thấp tư thái cầu sinh như thế, cũng khiến cho người ta khâm phục. Linh Nga cười khẽ, nói, sao lại có cảm giác, là sư huynh quá dọa người. Dọa thú, dọa thú. Linh Nga le le đầu lưỡi, sư huynh, chúng ta nhanh chóng thông báo cho đại pháp sư, vị Bạch Trạch này đã đưa tới cửa. Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu, nếu người đến đưa tin thật sự là Bạch Trạch, đại pháp sư làm sao sẽ đuổi đến địa phương khác. Trong đáy lòng Linh Nga lóe lên linh quang, đột nhiên nghĩ đến chút gì đó, hô, y thế nhưng có thể tìm tới độ tiên môn, chẳng phải là nói, Bạch Trạch đã rõ ràng lai lịch của sư huynh. Bạch Trạch đây là đang âm thầm uy hiếp, nếu như gây phiền phức cho y liền trực tiếp nói rõ lai lịch của sư huynh ra bên ngoài. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, nói, toan tính của Bạch Trạch không chỉ phức tạp hơn gấp 10 lần so với suy nghĩ của muội, khối ngọc phù này truyền tin quả nhiên là hay, muội nghĩ xem, cao thủ có thể toàn thân trở ra từ trong vụ yêu đại chiến giống như y, cũng bị nhân quả của yêu tộc rơi vào đường cùng liên lụy, ngày thường ta dạy muội ít dính nhân quả, thế nhưng là dạy sai rồi. Sư huynh dạy, đương nhiên sẽ không sai. Linh Nga cúi đầu suy tư một hồi, lại hỏi, vị Bạch Trạch tiền bối này, có thể dự cảm được hành động của đại pháp sư hay sao? Sẽ không. Lý Trường Thọ nói, đại pháp sư có thái cực đồ che lấp, tính danh bản thân cũng đều không có, căn bản sẽ không bị thiên cơ xem xét. Nếu như Bạch Trạch đã biết đại pháp sư truy đuổi giết y, chắc chắn sẽ không sử dụng biện pháp này. Linh Nga cảm giác đầu có một chút choáng, yên lặng ngồi ở bên trên bồ đoàn bên người sư huynh, lặng lặng nhìn bên mặt sư huynh lúc nghiêm túc suy nghĩ. Đan phòng rất nhanh liền rơi vào trầm tĩnh, mãi cho đến khi Linh Nga không nhịn được che miệng ngáp, Lý Trường Thọ mới chậm rãi thở hắt ra. Xem ra, đại pháp sư trong vòng một ngày liền sẽ đến chỗ của chúng ta, đưa khối ngọc phù thứ hai của Bạch Trạch. Vì sao lại thế? Linh Nga buồn bực hỏi. Lý Trường Thọ cười không nói, cầm ngọc phù trong tay bóp nát, chờ ở tại đây, có tin tức liền thông báo cho ta, ta sẽ an bài cẩn thận những vị tiền bối kia trước. Vâng, Linh Nga đáp ứng một tiếng, Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chuyển đến Nam Thiệm Bộ Châu. Bên trong An Thủy Thành, Lý Trường Thọ gọi thôn trưởng Hùng chạy đến, cũng chính là cha của Hùng Linh Lị Hùng Lão Tam. Hắn bảo Hùng Lão Tam đi vào nơi náo nhiệt nhất bên trong thành mua hai tòa trạch viện, an bài 108 vị ma binh này, tạm thời ở trong phàm trần. Lý Trường Thọ căn dặn Hùng Lão Tam lặp đi lặp lại, phân phối 3 vị thị vệ, 2 vị thị nữ cho mỗi vị lão tiền bối, nhất định không thể bất kính. Hùng Lão Tam tất nhiên là vội vàng đáp ứng, chuyện này đối với hải thần giáo bọn hắn mà nói, hoàn toàn không phải là gánh nặng gì. Chờ Hùng Lão Tam chạy đi an bài công việc, Lý Trường Thọ lại gọi 2 vị thống lĩnh ma binh kia đến trước mặt chính mình. Mặc dù đại pháp sư nói, 2 vị thống lĩnh này cũng không phải là người mạnh nhất trong 108 ma binh, nhưng Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng,
chỉ cảm thấy trước mặt chính mình chính là hai ngọn núi tản ra uy áp nhàn nhạt, không hổ là người sống sót trong đại quân nhân tộc đánh tan Chu Thiên Tinh đấu đại trận của yêu tộc. Hai vị tiền bối, không biết nên xưng hô như thế nào? Thiên Tự Nhất, nam tử khôi ngô thấp giọng trả lời. Vũ Tự Nhất, nữ tử có vết sẹo nói khẽ. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, nghiêm mặt nói, Thiên Nhất tiền bối, Vũ Nhất tiền bối, các vị trước tiên hãy ở lại nơi này. Nơi này là thế tục Nam Châu, không có bao nhiêu luyện khí sĩ, thần miếu trong thành chính là Hương Hòa thần miếu ta lập. Các vị có thể tùy ý đi dạo một chút ở trong thành, cũng có thể tùy ý đi các nơi, lá gan của phàm nhân trong thành này đặc biệt lớn, thấy tiên thấy long cũng sẽ không có e ngại gì. Bây giờ nhân tộc phương quốc san sát, cũng không có trung chủ, luyện khí sĩ tụ tập ở Trung Châu, đại thể đều là yên ổn. Lây dính chút khói lửa ở chỗ này, có lẽ sẽ có một chút trợ giúp đối với sự khôi phục của các vị tiền bối. Đa tạ, Thiên Tự Nhất ôm quyền đáp lời. Vũ Tự Nhất nói, nếu đại nhân không ứng phó được với yêu tộc, làm ơn mang chúng ta đến xa trường, đây vốn là công việc của chúng ta. Không sao. Lý Trường Thọ nói, lúc này là trận chiến giữa yêu tộc cùng với thiên đình. Nếu yêu tộc trực tiếp khai chiến đối với nhân tộc, vô số tiên môn trung thần châu, ở trong khoảnh khắc liền có thể bao phủ yêu tộc. Hai vị không cần phải lo lắng, an tâm điều dưỡng tại thế tục là được, phân thân của ta ở ngay bên trong tòa miếu lớn kia, nếu có bất cứ chuyện gì nghi hoặc, có thể phân công bọn họ thông báo cho ta một tiếng. Hai vị thống lĩnh ma binh cũng không nhiều lời, hành lễ xác nhận. Lý Trường Thọ nói một tiếng, ngày hôm nay ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, liền không thể ở lại đây lâu, cũng mời hai vị nghỉ ngơi cho tốt. Lập tức, Lý Trường Thọ cáo từ, để thần sứ Vu nhân tộc toàn quyền phụ trách an bài công việc kế tiếp. Lúc tâm thần rời đi, Lý Trường Thọ thấy được một tình huống ở góc đường, có hai vị nữ ma binh, hai mắt vô thần đứng trước một chỗ cửa hàng chuyên bán trang sức nữ tử, chỉ là lặng lặng đứng. Vị nữ tiểu thương kia muốn đáp lời lại không dám, biểu tình thực sự có thể nói là một lời khó nói hết. Có 108 vị ma binh tại An Thủy Thành này, Lý Trường Thọ cũng có thể thiếu một phần mong nhớ đối với chỗ này, cũng xem như là một chút phúc lợi nhỏ. Sau đó vẫn phải tìm một chút thần sứ, người coi miếu làm việc tỉ mỉ, đặc biệt phụ trách chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày của 108 vị nhân tộc thượng cổ này. Hà, chẳng biết tại sao, Lý Trường Thọ đột nhiên có cảm giác quen thuộc, bản thân mở viện dưỡng lão Hồng Hoang. Tâm thần chuyển về Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu phân tích, uy hiếp của vị bạch trạch này đối với chính mình đến loại tình trạng nào. Linh Nga ở bên cạnh, nhìn sơ qua, còn tưởng rằng nàng là đang ngồi tu hành, nhưng cẩn thận nhìn, đã thấy nàng đang nghỉ ngơi chợp mắt ngay tại kia. Nha đầu này, trong mắt Lý Trường Thọ tràn đầy lo lắng, cầm một tờ giấy đặt ở trong tay Linh Nga, trên đó viết ba chữ 300 lần. Sau đó, hắn liền nâng cầm lên, ngồi ngay người ở trước lò luyện đan. Loại gia hỏa mưu trí thành tinh như bạch trạch, trong khi đưa ngọc phù cho chính mình, tất nhiên đã bố trí xong hết thảy. Một khối ngọc phù truyền tin, có thể cho chính mình bao nhiêu tin tức. Đối phương sẽ dùng chân thân đến đây đưa tin, lại sẽ trốn ở phụ cận độ tiên môn. Lý Trường Thọ trực tiếp phủ định khả năng này, dù sao thì bạch trạch tính toán không bỏ sót như vậy, sẽ không có khả năng đặt bản thân ở bên trong phạm vi nguy hiểm. Tất nhiên, Lý Trường Thọ vì lý do ổn thỏa, lập tức điều động đạo nhân giấy bên ngoài sơn môn, cẩn thận lục soát các nơi mấy lần, tất nhiên là không thu hoạch được gì. Chính mình cùng với bạch trạch đều sẽ tiến hành dự đoán những dự đoán của nhau, điều này sẽ khiến các dự đoán cộng dồn với nhau và rơi vào một nút thắt liên tục. Quân sư yêu tộc thượng cổ, quả nhiên không tầm thường. Đấu sức cách không cùng với loại cao thủ này, nhất định phải giữ đủ hoài nghi về khả năng phán đoán trước mắt của mình. Nói không chừng, ý nghĩ của chính mình vào giờ phút này, chính là do đối phương ám chỉ, dẫn dắt chính mình tiến hành phỏng đoán. Lý Trường Thọ lấy ra một quyển tranh cuốn, cúi đầu bắt đầu tô tô vẽ vẽ, phảng phất như có từng sợi xiềng xích từ Tiểu Quỳnh Phong bay ra, lan tràn về các nơi hồng hoang. Bên trong thiên địa dường như tồn tại hư ảnh đếm không hết, bên trong hư ảnh ẩn giấu chân tướng duy nhất. Thế là, mấy canh giờ sau, hở, Linh Nga mở mắt ra, còn tưởng rằng là trong mộng, nhéo mu bàn tay của chính mình mới phát hiện những gì chính mình thấy, không có nửa điểm hư giả. Đan phòng chẳng biết lúc nào chìm vào trong núi, vào giờ phút này từng quyển quyển trục mở ra nổi lơ lửng xung quanh, trên đó vẽ chữ nhỏ, bản đồ dày đặc. Linh Nga nhìn kỹ một hồi, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, dường như là sư huynh đang phân tích chỗ ẩn thân của bạch trạch. Mà Lý Trường Thọ vào giờ phút này đang đứng ở trước một tấm bản đồ địa hình ngũ bộ châu hồng hoang giản lược, đứng chắp tay, chau mày. Tỉnh rồi. Ấy. Linh Nga lập tức nhảy dựng lên, nhìn thấy tờ giấy cầm trong tay, mở ra xem, yếu ớt thở dài. Lý Trường Thọ tán thán nói, vị bạch trạch này quả nhiên là cao thủ. Sư huynh, bạch trạch rất lợi hại sao? Y không phải chỉ là cho chúng ta một khối ngọc phù, có thể suy đoán ra điều gì không? Lý Trường Thọ nói, không, tất cả thông tin cần phải được tích hợp và phân tích, sau đó tháo rời và phân tích lại từ các góc độ khác nhau, liền có thể rút ra nhiều kết luận. Tin tức mà y đưa ra là vừa phải. Linh Nga tận lực đuổi theo ý nghĩ của sư huynh, ồn bực nói, thế nhưng, nếu y không biết chúng ta thương nghị đối phó với y như thế nào tại thung lũng, vậy y chủ động đưa khối ngọc phù này, há không phải cố ý bại lộ? Không sai, y chính là cố ý bại lộ. Vì cái gì?
bởi vì kiêng kỵ, cũng bởi vì quá khứ y từng bán mạng cho yêu tộc. Lý Trường Thọ nói, ta cùng với yêu tộc đã là đối lập tuyệt đối, đại yêu soái yêu tộc còn sống như vậy, lại sớm muộn cũng sẽ bị nhân quả yêu tộc liên lụy, Ngọc Đế bệ hạ và ta, làm sao sẽ tha cho y? Y cũng hẳn đã biết, vì lý do ổn thỏa, ta trước tiên có lẽ sẽ mời đại pháp sư ra tay, trực tiếp giết y, cho nên, Bạch Trạch muốn cướp trước một bước, đưa khối ngọc phù này tới, nhận thua lấy lòng ta, thử xem có thể hóa thù thành bạn hay không, từ đó tránh thoát tai họa. Vì sao lại không phải là uy hiếp chúng ta? Bởi vì không thể tạo thành uy hiếp. Lý Trường Thọ nói, y chỉ ra lai lịch của chúng ta liền hào phóng thừa nhận, trực tiếp dọn đến sát vách động xuất cung. Như thế, kiêng kỵ của ta đối với y liền sẽ biến thành hận ý, ngược lại sẽ chặt đứt đường lối của y. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Linh Nga đưa tay đỡ chán, như vậy, Sư Huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Chờ Đại Pháp Sư, mới nói đến Đại Pháp Sư đã tới. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù, đan phòng chậm rãi dâng lên từ trong núi, cười nói, nếu ta đoán không lầm, bên trong ngọc phù Đại Pháp Sư mang về, tất nhiên có tin tức Bạch Trạch cho ta. Tin tức này, hoặc là tiêu cực một chút, nói chính mình sẽ chủ động rời khỏi Hồng Hoang, tiến vào bên trong hỗn độn phiêu bạt. Hoặc là chủ động một chút, lập một vụ cá cược cùng với chúng ta, nếu như có thể tìm được y liền hiệu mệnh cho nhân giáo hoặc là cho thiên đình, nếu không tìm được y, liền tha cho y một lần. Hoặc là mạo hiểm một chút, từng bước một làm bộ đối kháng cùng với chúng ta, thử xem có thể giả chết thoát thân hay không. Hơn nữa khối ngọc phù này tất nhiên đã được viết ra từ nửa năm trước. Linh Nga mím môi, cảm thấy chính mình đã sao chép ổn tự kinh chẳng ra gì. Sư huynh, vì sao y không lén lút trốn đi? Lý Trường Thọ nói, cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Năm vị trí đầu trong suy tính chi đạo Hồng Hoang, nếu không luận thiên đạo cùng với đạo tổ lão gia, thứ nhất là thánh nhân lão gia nhân giáo chúng ta, thứ hai là chí bảo tiên thiên thái cực đồ, thứ ba là năm vị thánh nhân khác, thứ tư là đại pháp sư chấp trưởng thái cực đồ, thứ năm là phục hy đế quân cầm bát quái bàn. Thần thông của Bạch Trạch ở chỗ cảm giác đối với nguy hiểm. Trừ phi ý triệt để rời khỏi phạm vi bao trùm của thiên đạo Hồng Hoang, không thì cũng chỉ có thể làm việc như thế, ai bảo y là yêu soái thượng cổ thế nhân đều biết. Loại sự tình nhân quả này, cũng không phải là y muốn hất liền có thể hất ra. Ta suy đoán, y hoặc là không am hiểu đấu pháp, không dám tùy tiện rời khỏi nơi thiên đạo che chở. Hoặc là không nỡ thế giới phồn hoa này, không muốn đi ra bên ngoài thiên địa cô đơn. Khả năng cao là không am hiểu đấu pháp, bang, loảng xoảng. Sau vài tiếng vang vọng, đan phòng lại xuất hiện ở mặt ngoài ngọn núi, trận pháp xung quanh biến mất. Đại pháp sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đánh giá đan phòng ở ngay cách đó không xa. Lý Trường Thọ vái chào đối với đại pháp sư, cười nói, sư huynh có mang về phong thư Bạch Trạch để lại. Ngươi đã thật sự đoán chúng. Đại pháp sư thoáng có một chút xấu hổ, nghiêm mặt nói, ta truy tìm y nửa ngày, du tẩu tại các nơi bên trong đại thiên thế giới, một đường tìm được 16 nơi y từng hiện thân, thấy được không ít lời nói cầu xin tha thứ y để lại. Công phu ẩn nấp của thụy thú này rất cao minh, thái cực đồ cũng vẫn luôn bị y lừa dối. Bất quá nếu tiếp tục truy tìm, coi như hao phí 10 năm 8 năm, tóm lại là vẫn có thể bắt được y. Ở nơi gần nhất, hắn để lại một khối ngọc phù, nhắn rằng mời ta mang về cho ngươi quan sát, mọi thứ tự nhiên sẽ có kết luận. Lý Trường Thọ hỏi, đại pháp sư có phải đã đọc ở trên đường đi? Ha 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 ha, tạm thời hiếu kỳ, tạm thời hiếu kỳ. Đại pháp sư khoát khoát tay, ngọc phù ta mở ra kia, cũng chính là chỉ vào chốc lát trước, ngọc phù đã tự hủy. Nội dung bên trong ngọc phù cũng khá thú vị, y nói chính mình ở ngay bên trong ngũ bộ châu, sắp đặt bốn giả thân ở bốn phía, một trong số đó là bản thể. Nếu chúng ta có thể tìm được bản thể y ở trong vòng nửa canh giờ, vậy y sẽ mặc cho đánh mặc cho giết, nguyện y máu chảy đầu rơi vì nhân giáo. Nếu như chúng ta không tìm được, hắn sẽ xin chúng ta thả y lần này, y sẽ tránh vào bên trong hỗn độn hải 3.000 năm. Y nói, tin tức duy nhất có thể cho ngươi, là nơi y ẩn nấp, chính là chỗ an toàn nhất. Linh Nga ở phía sau không nhịn được dùng một tay nâng trán, thấp giọng nói, sư huynh, ngươi đã có thể sống với thụy thú kia. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói một cách khác, bây giờ chỉ còn có một khắc thời gian. Đại pháp sư giơ ngón tay nói, tin tưởng vào chính mình, ngươi sẽ sống Trường Thọ. Ta, Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, cười nói, sư huynh, Linh Nga, chúng ta hãy cùng nhau suy tính, bản thể của y giấu ở nơi nào. Mấy cái giả thân kia thì không cần cân nhắc, bất quá là màn khói y thả ra, chỗ an toàn nhất mà y nói, ta vừa mới liệt kê ra khoảng 126 nơi, tốt. Sư huynh, ta cũng tham gia sao? Lúc này Linh Nga muội vô cùng trọng yếu, hãy phát huy hết thảy thông minh tài trí của ngươi. Lập tức, Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ, Linh Nga trở về đan phòng. Lý Trường Thọ ngồi ở giữa bồ đoàn, Đại Pháp Sư chắp tay tản bộ ở trước những cuốn quyển trục Lý Trường Thọ, vừa mới làm ra, Linh Nga dùng ngón tay xoa cằm, vắt kiệt tâm tư, suy tư đủ loại. Không bao lâu, Lý Trường Thọ viết ra 7 cái địa danh, nói, chọn một ở trong đó. Linh Nga vội hỏi, ở bên trong 7 cái địa danh mà Sư Huynh viết, vì sao không có thiên đình? Đại Pháp Sư cười nói, thiên đình có lão quân tọa chấn, cách Thái Thanh Quan cũng không xa.
Linh Nga nhanh chóng tránh ra phía sau Lý Trường Thọ, nhỏ giọng nói, đệ tử nhiều lời, đại pháp sư chớ trách. Lý Trường Thọ nói, bảy chỗ này là bảy chỗ ẩn nấp có khả năng lớn nhất. Chúng ta đồng thời nói một nơi hoài nghi nhất, nhất định phải đồng thời nói ra, lại tự ý nghĩ trong đáy lòng chính mình, ta sẽ đếm ngược 3 lần. 3, 2, 1, nơi Ngọc Đế Vương Mẫu chuyển thế. Đại pháp sư, y có khả năng xen lẫn ở bên trong An Thủy Thành. Linh Nga, Côn Luân Sơn, động phủ của tổ sư độ tiên môn chúng ta. Sư huynh, đi. Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy nói, nghe Linh Nga, đi đến động phủ của Độ Ách Chân Nhân. Ồ, vì sao lại nghe nàng? Đại pháp sư có một chút không rõ ràng cho lắm, Linh Nga cũng là vạn phần kinh ngạc, chỉ chóp mũi của mình, nói cũng đều nói không liền mạch. Nghe ta. Không có thời gian, sư huynh nhanh mở thái cực đồ. Sau đó lại giải thích. Chậc, bần đạo đã đùa nghịch quá trớn rồi. Ở bên trên Côn Luân Sơn, một động phủ nào đó vắng lặng vì chủ nhân của động phủ đang đi thăm bạn bè. Bên trong động bên cạnh bày đầy mây kiểu dáng khác biệt. Trung niên đạo sĩ để râu dê, nằm nghiêng ở bên trên một đóa mây trắng, vuốt sợi râu cười khẽ một hồi. Nửa canh giờ đã sắp trôi qua. Nếu nói hiểu rõ thủy thần, Bạch Trạch cảm thấy, ở bên trong hồng hoang này, có thể vượt qua Bạch Trạch y, cũng chỉ có chính bản thân thủy thần. Bạch Trạch lần này, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Y từ thói quen làm việc và phương thức suy tính của thủy thần, hao phí nửa năm, đẩy ra hết thảy lựa chọn thủy thần có thể nghĩ đến, lại dùng phương pháp trái ngược, dùng một câu chỗ an toàn nhất để chế định quy tắc trò chơi. Trò chơi này, Bạch Trạch y chắc thắng. Nếu như lựa chọn của thủy thần là tại tầng lầu thứ 10, suy nghĩ của người thông tuệ bình thường ở tầng lầu thứ 5, chính mình vốn nên đấu sức cùng với thủy thần tại tầng thứ 10 hoặc là tầng thứ 9, nhưng chính mình chủ động lui một bước, trở về tầng thứ 5. Quá cao, quá thấp cũng không được. Chỉ có nơi này, mới là nơi không nằm trong phạm vi suy nghĩ của thủy thần, mới là chỗ an toàn nhất. Ha ha, ha 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 ha. Ý niệm của Bạch Trạch tới đây, nằm nghiêng ở kia cười to một hồi, râu dê bóng loáng tỏa sáng, biểu tình cũng là dương dương tự đắc. Thực sự nóng lòng muốn nhìn vị thủy thần mỗi ngày chơi hóa thân này, sau khi tìm được giả thân của chính mình, sẽ là loại biểu tình nào. Nửa canh giờ, đã đến. Sư huynh, đây chính là yêu soái thượng cổ sao? Một giọng nói của nữ tử quỷ dị vang lên ở sau lưng. Bạch Trạch dựng thẳng lông tơ toàn thân, nguyên thần cũng đều giống như bị đông cứng vậy. Lại nghe một giọng nam khe khẽ thở dài. Hẳn là đã thành công, còn mời sư huynh ra tay. Diệt đi. Được. Tại sao sư huynh lại chọn câu trả lời mà ta đưa ra? Trong bát bảo vân quang động tại Côn Luân Sơn, trong phòng treo mây, Linh Nga đang ôm cánh tay của chính mình, suy nghĩ vấn đề rất có chiều sâu nhân sinh này. Nàng cảm thấy phải hiểu rõ, chính mình ở trong đáy lòng sư huynh, rốt cuộc là vị trí nào. Ngẩng đầu nhìn lại, ở dưới thái cực đồ xoay quanh. Vị trung niên đạo sĩ kia bị âm dương nhị khí trói buộc gắt gao, từ mắt cá chân buộc chặt đến cổ tay, miệng cũng đều bị bịt lại, liền nghe đại pháp sư nói, sư đệ, trực tiếp giết vị Bạch Trạch này, có phải hay không có một chút lãng phí? Không bằng đưa y vào nhân giáo chúng ta, y không phải là yêu soái sao, tu vi cảnh giới cũng khá tốt, trong nhà hộ viện cũng được. Bộ phận có thể hoạt động duy nhất của trung niên đạo sĩ chính là cái cổ, vào giờ phút này liền vội vàng gật đầu. Lý Trường Thọ lại trầm ngâm vài tiếng, nói, sư huynh, chuyện này không tốt lắm đâu. Vị đạo hữu này dù sao cũng là một trong 10 đại yêu soái thượng cổ, là đại năng thượng cổ có thể ngồi cùng bàn uống rượu cùng với yêu đế, Côn Bằng năm đó, để yêu soái đi trong nhà hộ viện cho chúng ta, sẽ không tốt lắm đối với hình tượng nhân giáo chúng ta, sẽ bị người ta cảm thấy chúng ta quá mức tự đại. Đại pháp sư gật gật đầu, nghiêm mặt nói, suy tính như vậy cũng không sai, mặc dù yêu đế đã vẫn lạc, nhưng tôn trọng nên cho cường giả vẫn là phải cho. Nếu không thì hỏi y một tiếng, lỡ y nguyện ý thì sao? Lý Trường Thọ cười nói, Bạch Trạch, cao nhã chi sĩ ít có trong hồng hoang, nhất định thà chết chứ không chịu khuất phục, chuyện này cũng đều không cần hỏi nhiều. Vẫn nên giết đi, tác thành cho y thanh danh đồng sinh cộng tử cùng với yêu đình thượng cổ. Ngược lại là có thể giữ lại một nửa nguyên thần của y, phong ấn vào bảo châu, sử dụng nó như một cuốn sách lịch sử sống. Trung niên đạo sĩ trợn tròn hai mắt, trong đáy mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt vô cùng bi phẫn. Linh Nga suýt nữa cười ra tiếng, nàng phảng phất như đều có thể nghe được đạo nhân này la lên không tiếng động, có còn là người không? Ngươi là người hay không phải người? Van cầu ngươi làm người đi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Recap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.